Tần Diễm cố ý hô to, không chờ bọn hắn đi xa đã bắt đầu trắng trợn siêu tập tinh thạch quý giá từ dưới đất chui ra ngoài. Kim Hàn Thiên nói, hảo hảo hưởng thụ đi, chúng ta không thông cáo thanh đồng quỷ tượng, nhưng thanh đồng quỷ tượng sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi. Đến lúc đó, nhìn ngươi còn cuồng thế nào. Bên trong giống như có động tĩnh, ngươi lại gây chuyện rồi. Đông Hoàng Thiên Du nhìn Tần Diễm trở về, quan sát tỉ mỉ một phen, nhìn giống như không bị thương. Tần Diễm thuận miệng nói. Đụng phải hai tên không phục, chấn động bọn hắn. Đi thôi, thu hoạch rất tốt. Vạn đạo thần thụ hỏi. Lại tìm thấy mầm móng thái dương. Ngươi đoán. Tần Diễm lộ ra nụ cười cởi mở. Vạn đạo thần thụ rung động, khẳng định là vừa tìm được. Hạt giống thái dương cơ hồ đều ở xung quanh thái dương thụ, nơi đó nhiệt độ cực kỳ khủng bố, ngay cả đế cấp cường giả đều có thể nóng chảy, gia hỏa này là thật kháng nóng. Đông Hoàng Thiên Du cũng cười. Đã nói xong, ngươi phải cho ta một viên. Thứ này mặc dù chỉ là hạt giống, nhưng năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn, nếu như trưởng thành, càng là tiềm lực vô hạn. Phù Tăng thần thụ ở trước mặt hắn chính là đệ đệ. Ta nói lời giữ lời, tìm tới hai viên sẽ cho ngươi một viên. Tần Diễm rất hào sảng, thứ này mặc dù quý giá, nhưng một viên là đủ rồi. Đông Hoàng Thiên Du nhìn lại rừng rậm tươi tốt xung quanh. Vùng đất Thái Dương đều có ba khu, vùng đất Thái Âm ở đâu? Nơi này không có huyết nhục sinh vật như nhân tộc yêu tộc cũng không tồn tại không gian độc lập như U Minh địa ngục, nhưng thế giới vận chuyển cần âm dương hòa hợp, đã có vùng đất Thái Dương, nên tồn tại vùng đất Thái Âm, sinh trưởng thực vật cực âm. Thái Dương tượng trưng cho ánh sáng cùng tự nhiên. Thái Âm tượng trưng cho hắc ám cùng suy bại. Thái Dương thụ sinh trưởng ở mặt ngoài tinh cầu, Thái Âm thụ sẽ sinh trưởng sâu trong tinh cầu. Nhưng, Thái Dương thụ có thể lần theo ánh sáng tìm kiếm, lại càng dễ cảm giác, Thái Âm thụ ẩn nấp ở nơi cực sâu dưới mặt đất, không dễ dàng. Tần Diễm không phải không xuống tầng đất dò xét, nhưng địa tầng nơi này không chỉ cứng rắn, còn tràn ngập rộng lượng tinh thạch, tựa như là lít nha lít nhít hồ năng lượng, quấy nhiễu dò xét. Tình huống của hắn còn tốt chút, có thể tùy tiện dò xét hơn mấy ngàn vạn dặm. Người khác chỉ sợ có thể dò xét ngàn dặm chính là cực hạn. Nhưng vấn đề là phạm vi địa tầng tinh cầu thật sự quá lớn, đông tây nam bắc tung hoành mấy ngàn vạn dặm, muốn từ từng bước dò xét, không có 80-100 năm đừng suy nghĩ. Chương 3436 dụ sát triệu tử mạt. Tùy duyên đi. Đông Hoàng Thiên Du ra hiệu vạn đạo thần thụ tiếp tục đi đường. Thế giới này thật sự là khắp nơi đều có bảo bối, khắp nơi đều có cơ duyên. Nói không chừng sơn động nào đó, phiến rừng rậm nào đó, hẻm núi vết nứt nào đó liền sinh trưởng linh thảo linh quả quý giá, thậm chí là tinh thạch đặc biệt. Từ đầu đến giờ, bất chi bất giác đã qua 2 năm, bọn hắn thật sự thu hoạch to lớn. Rộng lượng, bảo bối chất đầy huyền hoàng hải. Mặc dù nhiều số đều gọi không biết tên, nhưng Đông Hoàng Thiên Du tin tưởng. Những bảo bối này nếu như đưa về thế giới của bọn hắn, Đan Hoàng có thể hạnh phúc đến ngất đi. 7 ngày sau, đang lúc bọn hắn tìm kiếm bảo vật trong rừng rậm, cuối chân trời đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vang, oanh minh như tiếng sấm. Nơi đó mây mù cuồn cuộn, như sóng lớn ngập trời, ầm ầm sóng dậy, từng chiến thuyền màu vàng óng phá toái không gian, xuất hiện ở giữa thiên địa, để rất nhiều người chú ý. 5 chiếc chiến thuyền đều tương tự thiên toa, dài đến vạn mét. Toàn thân bọn chúng mượt mà bóng loáng, kim quang sáng chói, rọi khắp nơi thiên địa. Ô, 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 5 chiếc chiến thuyền thổi lên kèn lệnh hùng hồn, liên miên bất tuyệt, quanh quẩn vô tận sơn hà, giống như đang kêu gọi lấy cái gì. Sau khi dừng lại ngắn ngủi, đội tàu bộc phát ra cường quang chói mắt, như lôi chiều màu vàng chấn vỡ không gian, bỗng nhiên biến mất. Thời điểm lần nữa xuất hiện đã vượt qua mấy trăm hơn ngàn dặm. Nở rộ cường quang, thổi lên kèn lệnh. Chờ đợi một lúc sau đó lại biến mất. Hoàng Kim chiến tộc tinh vực thần thoại, bọn hắn đuổi tới rồi. Tần Diễm nhìn chiến thuyền, phương hướng trực chỉ Thái Dương thụ phương xa, hẳn là đoán được Kim Hàn Thiên có khả năng ở nơi này. Đông Hoàng Thiên Du nói. 5 chiếc chiến thuyền, khí thế hung hăng, không biết ở trong đó có bao nhiêu cường giả. Nếu như là đại đế bên trong, thập nhị tinh thiên, dẫn đội, triệu tử mạt cùng chu cổ lực hẳn là có thể ứng phó. Nếu như là người nào đó bên trong ba vị, huyền thiên, chỉ sợ bọn hắn sẽ gặp phiền toái. Thập nhị tinh thiên, đại đế cảnh, ba đại huyền thiên, chí tôn cảnh. Ngươi không có ý định giúp một tay. Đông Hoàng Thiên Du nhìn qua phương hướng chiến thuyền rời khỏi, thuận miệng hỏi.
Không cần thiết, Chu Cổ Lực và heo của hắn đều là không gian đại đế, muốn tìm tới bọn hắn tại bên trong tinh vực truyền thuyết, không khác mò kim đáy biển. Từ khi tinh vực truyền thuyết nở rộ đến bây giờ, không sai biệt lắm 4 năm, Long Quỷ Thiên Đế cũng sắp đến. Giới thiệu tam sát cửu hung chút đi. Đông Hoàng Thiên Du ra hiệu vạn đạo thần thụ tiếp tục đi đường. Chính là huynh đệ làm bạn Đường Diễm quật khởi, sau khi Đường Diễm tiếp quản tinh cầu, sau khi bỏ mặc bọn hắn hoàn thành cửu thế luân hồi, đoàn tụ ký ức, trở về chân ngã. Sau đó, Đường Diễm rời khỏi cực lạc thế giới, du lịch vũ trụ, bắt đầu chế tạo nhãn hiệu thuộc về mình. Tam sát cửu hung, chính là chói mắt nhất bên trong. Bọn hắn và chúng ta nơi đó đều là dài trăm ngàn năm, trở về phong ấn ngủ say trong thế giới, điều trị thọ nguyên, khôi phục sinh cơ, qua trăm ngàn năm, lại đi ra du đãng. Mặc dù ta không phải hiểu rất rõ bọn hắn, nhưng cũng tiếp xúc qua mấy tên. À, nói như thế nào đây, nhãn hiệu chế tạo coi như thành công. Ngươi tiếp xúc qua mấy tên nào? Một trong tam sát, Mã Long, Mã Diêm Vương, Thiên Thỏ, bên trong cửu hung Đỗ Dương, Luyện Nhân Lô, Nhậm Thiên Táng. Bọn hắn đều nổi danh. Vài ngày sau, 5 chiếc chiến thuyền tinh vực thần thoại xông vào vùng đất Thái Dương, kèn lệnh hùng hồn quanh quẩn hoang mạc, đánh thức Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên đang minh tưởng. Tới. Rốt cuộc bọn hắn cũng đã đến. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên kích động bay lên không, liên hợp thôi động Kim Luân, nở rộ đường vân Kim Dương đặc biệt, trải rộng ra mênh mông quỹ tích lên bầu trời hoang mạc. 5 chiếc chiến thuyền phá toái không gian, dọc theo quỹ tích xông về sâu trong hoang mạc. Đại Huyền Thiên, Kim Dịch. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên vừa nhìn thấy chiến thuyền, gương mặt cũng hơi có phản ứng. Bọn hắn còn không có đi đến gần nhưng lại biết rõ rành rành chiến thuyền cầm đầu. Đây là chiến thuyền của một trong 3 vị Huyền Thiên, Đại Huyền Thiết. Bọn hắn kích động càng kinh hoàng. Kích động là chí tôn cấp Huyền Thiên giáng lâm, để bọn hắn lại không bất kỳ băn khoăn nào. Sợ hãi chính là, Kim Thái Thiên chết trận. Một lão giả mặt mũi tràn đầy tang thương xuất hiện ở phía trước chiến thuyền, nhìn như già nua, nhưng tinh thần quắc thước, chiến khu khô gầy như tiêu thương đứng thẳng. Toàn thân hắn mênh mông cường quang chói mắt, cơ hồ muốn tranh nhau phát sáng cùng Thái Dương Thụ. Phía trước 4 chiến thuyền còn lại cũng lần lượt vặn vẹo không gian, xuất hiện 4 cường giả khoác kim giáp. Cũng đều là kiêu ngạo, khí thế cường hãn bá đạo, trên vai càng quấn quanh lấy biểu tượng ấn ký thập nhị tinh thiên. Bọn hắn nhìn Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên trước mặt, sắc mặt cũng hơi nghiêm trọng. Rõ ràng là 3 vị liên thủ truy tung, vậy mà chỉ còn lại có 2 người. Kim Thái Thiên, chết rồi. Vẻ mặt Kim Dịch không biểu tình, không giận mà uy. Lên thuyền, lùng bắt, nếu như lại để cho bọn hắn chạy ra tinh vực truyền thuyết, ta từ bỏ tên tinh thiên của các ngươi, trục xuất các ngươi khỏi bộ tộc mình. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên chắp tay lĩnh mệnh. Chúng ta có một kế. Có thể để Triệu Tử Mạt, Chu Cổ Lực, tự chui đầu vào lưới. Chương 3437 Chúa Tể Vạn Giới, Thái Thản Vi Tôn. Chúng ta là Hoàng Kim Chiến Tộc Tinh Vực Thần Thoại, hiện đã đến Tinh Vực Truyền Thuyết. Một tháng sau, vào vùng đất Kim Thái Thiên vẫn lạc, chém đầu tế điện. Tin tức đột nhiên xuất hiện dần dần khuếch tán tại Tinh Vực Truyền Thuyết đang náo nhiệt. Chợt nghe thì có chút không hiểu thấu. Tin tức này đáng giá tuyên dương. Là mời bọn hắn đi tham gia tang lễ Kim Thái Thiên. Xin nhờ, bọn hắn đều bề bộn nhiều việc được không? Là muốn chém đầu ai? Nói đều không nói rõ ràng. Trong vòng một tháng, mặc dù người tiến vào rất nhiều, nhưng so với phạm vi tinh vực truyền thuyết, người ở vẫn thưa thớt, chút thời gian này, tin tức có thể khuếch tán bao xa? Lại có thể gây nên bao nhiêu người chú ý? Sau khi Hoàng Kim Chiến Thuyền giải tin tức 20 ngày, đi đến khu mỏ quảng viễn cổ Kim Thái Thiên trước đó chiến tử. Bọn hắn muốn chặt đầu ai? Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực từ trong hư không đi ra, nhìn qua Hoàng Kim Chiến Thuyền phá toái không gian rời khỏi, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Tin tức này người khác nghe không hiểu, bọn hắn lại nghe được hãi hùng khiếp vía. Trước tiên nghĩ tới chính là bọn hắn ở trên đường gặp ai, thuận tay liền bắt lại. Long Quỷ Tinh Cầu trừ bọn hắn ra, mấy người khác như Matthew, Đỗ Dương, Nia đều đang mạo hiểm trong vũ trụ. Phạm vi hoạt động hầu như đều bên trong phạm vi trăm ức dặm, cũng chính là bên trong phạm vi tin tức tinh vực truyền thuyết được truyền ra, nói không chừng nhận được tin tức đang đuổi tới nơi này, sau đó gặp phải Hoàng Kim Chiến Tộc. Một tháng, đây là hoàn toàn không cho chúng ta thời gian chuẩn bị, cũng là tránh cho viện quân của chúng ta đuổi tới. Triệu Tử Mạt cảm thấy khó giải quyết. Bọn hắn không sợ chúng ta nghe không được tin tức này.
Chu Cổ Lực nắm chặt dao phay, thể hiện ngốc nghếch từ từ trở nên hung ác. Kim Hàn Thiên hẳn là đoán được, chúng ta một mực đang truy tung bọn hắn, thậm chí phát hiện vị trí, chỉ là kiêng kỵ Thái Dương Thụ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã 20 ngày, còn lại 10 ngày, cũng mang ý nghĩa chúng ta nhất định phải lên đường ngay bây giờ. Trong lòng Triệu Tử Mạt kỳ thật có chút hoài nghi, đây không phải là cố ý bố trí bẫy. Nếu không không đến mức suy đoán mập mờ, trực tiếp nói chém đầu của ai. Nhưng, dính đến huynh đệ, hắn thật không dám cược. Chu Cổ Lực nói, đạo ngấn khu vực này sụp đổ, tự nhiên khô kiệt, thực lực chúng ta ở nơi đó sẽ bị hạn chế. Triệu Tử Mạt chậm rãi gật đầu. Mục đích thực sự của bọn hắn chính là dẫn chúng ta xuất hiện, nơi đó nhất định bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần chúng ta xuất hiện, cho dù tới gần, đều có thể không thoát thân được. Nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Chu Cổ Lực nhắm mắt lại, giơ dao phay gõ trán. Không có gì để nghĩ, biện pháp thông thường không thể được. Nơi đó không chỉ là thiên la địa võng, còn có đại đế hoàng kim chiến tộc mới tới, chỉ dựa vào bốn người chúng ta cái gì đều không làm được. Thế này có ý là tìm giúp đỡ, đầu tiên tra rõ ràng bọn hắn phô trương thanh thế hay thật bắt được ai, sau đó lại quyết định. Không phải ta không có lòng tin, với thanh danh của chúng ta, ai chịu giúp? Rồi còn uy danh hoàng kim chiến tộc, ai dám gây? Con trai Tu La, Tần Diễm. Bản thân hắn đã khó đảm bảo, còn dám xen vào chuyện này. Được hay không, thử một chút thì biết. Thanh đồng quỷ tượng đang lùng bắt khắp nơi. Hắn hẳn là giấu đến trong địa tầng. Bây giờ muốn tìm hắn, không khác mò kim đáy biển. Tìm hắn rất dễ, tìm tới sát sứ tinh vực tuần kia sẽ tìm được hắn. Tuần sát sứ, có ý gì? Ngươi không cảm giác nữ tử kia rất quen thuộc. Ngươi gặp qua. Ta chưa thấy qua, ta nói là loại. À, phong phạm. Phong phạm. Loại phong phạm thần côn kia. Ngươi suy nghĩ đường nhất hại một chút, ngươi nhìn lại nàng. Quen thuộc không? Muốn cứng rắn nói như vậy. Thời điểm chúng ta vừa gặp được nàng, nàng còn không phải tuần sát sứ, là ở bên cạnh Tần Diễm, đột nhiên một ngày bắt đầu nàng chính là tuần sát sứ. Bên ngoài mười mấy vạn dặm, 20 thanh đồng quỷ tượng đang lùng bắt Tần Diễm. 12 pho tượng đồng thau tìm kiếm trên không trung, tìm kiếm mây mù, quan sát dãy núi. 8 pho tượng đồng thau phóng tới sơn lâm, dò xét mặt đất, cảm giác địa tầng. Trọn vẹn 20 pho tượng cách xa gần lẫn nhau trong khoảng trăm dặm, bảo đảm phạm vi tìm kiếm đủ rộng cũng có thể bảo đảm hoàn thành tập kết trong thời gian ngắn nhất khi bị tập kích. Bên trong 20 pho tượng đồng thau, có 5 tôn đại đế. Áp trận trung bộ càng là một chí tôn đế cấp. Hơn 80 pho tượng đồng thau, hiện đã phân thành 4 chi đội ngũ, cơ hồ đều là phối hợp. Một vị chí tôn cấp dẫn đội, 4-5 vị đế cấp phụ trợ, hơn 10 vị thần cấp phối hợp. Đội hình cực hạn để cho người ta run rẩy đủ để bảo đảm tuyệt đối chấn áp ngay thời điểm phát hiện tung tích Tần Diễm. Chỉ là từ khi sự kiện tài nguyên khoáng sản kết thúc đến nay đã qua thời gian 1 năm. Trừ thời điểm ban đầu, Tần Diễm lợi dụng bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn tập kết, tập kích săn giết 2 chi đội ngũ, sau đó không còn xuất hiện. Bọn hắn tận hết khả năng cẩn thận tìm kiếm, tận hết khả năng khuếch tán phạm vi, chỉ là đều không có bất kỳ phát hiện gì. Phát ra lệnh treo giải thưởng đều không có đáp lại. Là không người nào dám đắc tội Tần Diễm, hay thật không có phát hiện. Không chỉ có bọn hắn sốt ruột, chủ nhân trong hư không đều không ngừng truyền đến ba động tức giận. Lại gặp, Đông Hoàng Thiên Du ngồi trên vạn đạo thần thụ, nhìn thanh đồng mãnh hổ phóng tới mà qua phía trước, lại nhìn thanh đồng hồ điệp gào thét mà qua trên bầu trời. Chương 3438 Kết Minh 1. Vạn đạo thần thụ cao ngất nguy nga. Tỏa ra ánh sáng mênh mông, khuếch tán ra phía ngoài tầng tầng lớp lớp, thẳng tới ngoài mấy trăm dặm. Vạn đạo khí tức đặc biệt ảnh hưởng năng lượng thiên địa bên trong phạm vi ánh sáng. Địa ma thụ mãnh liệt đong đưa chiến khu, phát ra tiếng gào thét hùng hậu, 9 cái đuôi giống như từng đầu hắc long trùng thiên đong đưa, ma khí ngập trời. Thanh đồng quỷ tượng chú ý tới nơi này, nhưng bọn hắn đều nghe nói chuyện tinh vực tuần sát sứ, cho nên đều không có kiếm chuyện phiền phức. Đó là quái vật gì? Đông Hoàng Thiên Du dõi mắt trông về phía xa, muốn nhìn rõ ràng hạch tâm chi đội ngũ này là thanh đồng quỷ tượng gì. Hẳn là thái thản cự ưng, một loại dị thú cực kỳ hiếm thấy, hung mãnh bạo ngược, lực có thể lay trời, lấy rồng làm thức ăn. Tần Diễm xuyên thấu qua vạn đạo thần thụ, dò xét cô khí tức cường hãn trong đội ngũ thanh đồng quỷ tượng. Lấy rồng làm thức ăn. Đông Hoàng Thiên Du cùng vạn đạo thần thụ đều khiếp sợ, dù sao trong ý thức của bọn họ.
Long tộc là đế tộc vĩnh hằng, thật sự là rất cường đại. Mà, trong thế giới của bọn hắn, Thái Thản yêu tộc mặc dù rất mạnh, nhưng xa không tới trình độ nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy. Hắn là cự thú bên trong tinh vực cấp chúa tể, vạn giới. Thái Thản tộc nơi đó có được địa vị cực cao. Không chỉ có Thái Thản nhân tộc, còn có Thái Thản yêu tộc. Bọn hắn vừa sinh ra đã có thể chất thánh cấp, có thể chém giết mãnh thú, đạp tan núi cao, huyết mạch nhân tộc cùng yêu tộc Thái Thản cao nhất đều có thể đến chí tôn cấp. Nhưng bởi vì quá cường hãn, hình thể quá lớn, sinh sôi vô cùng khó khăn, số lượng tộc đàn rất ít. Thái Thản cự ưng nói là lấy long tộc làm thức ăn, kỳ thật chính là lấy vạn yêu làm thức ăn, không có yêu vật hắn không ăn. Cái gọi là vũ trụ vạn yêu phổ, thì tương đương với thực đơn của hắn. Trong âm thanh Tần Diễm mang theo vài phần trầm thấp, bởi vì thời điểm chân thân vừa mới du lịch vũ trụ liền từng giao thủ qua Thái Thản cự ưng, bởi vì đánh gian nan, cho nên ấn tượng vô cùng khắc sâu. Nếu con trai quỷ bí tạo nên một thanh đồng quỷ tượng hình thái như thế, cái này cần hao phí bao nhiêu viễn cổ thanh đồng? Khẳng định là săn giết qua Thái Thản cự ưng chân chính, hoặc là từng chiếm được di thể Thái Thản cự ưng, tạo nên quỷ nguyên, nếu không thì không thể nào giao phó sinh mệnh cho tượng đồng thau. Vũ trụ minh mông. Đông Hoàng Thiên Du lắc đầu, sau khi đi đến tinh vực truyền thuyết xác thực gặp được chuyện trước đó không biết, cũng từ miệng Tần Diễm nghe được rất nhiều chuyện thần bí, giới quan cùng nhận biết về vạn vật nàng đã từng có trong thế giới cũ lần lượt được mở rộng ra rất nhiều. Đúng vậy, vũ trụ minh mông, vạn vật phức tạp. Một âm thanh đột ngột xuất bên cạnh Đông Hoàng Thiên Du, không gian lập tức ba động, bên trong đi ra Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực. Triệu Tử Mạt nhìn qua thanh đồng quỷ tượng đang đi xa, rung động nói. Con trai quỷ bí thật bá khí, vậy mà tạo nên Thái Thản cự ưng thú, siêu cấp thanh đồng quỷ tượng, hình thể thật sự khủng bố, che khuất bầu trời, dương cánh 500 dặm. Không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hẳn là chí tôn cấp. Nếu như ta đột nhiên hô to, Tần Diễm đang ở chỗ này, không biết sẽ là có cảnh tượng gì. Đông Hoàng Thiên Du đánh giá Triệu Tử Mạt một phen. Ngươi sẽ không? Làm sao ngươi biết ta sẽ không? Nhìn không giống loại thiếu thông minh. Vị cô nương này, người vẫn luôn dũng cảm như thế sao? Không sợ bị đánh sao? Ta là đế, ngươi là thánh hoàng, có phải nên có lòng kính sợ tối thiểu hay không? Ta là tinh vực tuần sát sứ, đại biểu chúa tể, ta sợ đế như ngươi. Mánh khóe của ngươi, ta quá quen thuộc, cũng chớ giả bộ. Ngươi có thể chất vấn thân phận của ta, cũng có thể không tôn trọng ta, nhưng nếu như ngươi dám làm càn ở tinh cầu này. Đông Hoàng Thiên Du đang muốn giả bộ thanh thế. Nhưng thấy ánh mắt Triệu Tử Mạt sáng tỏ nhìn soi mói, trần chờ một lát. Sao ngươi lại nhìn ra được? Nữ tử tu la tinh vực các ngươi đều dã như thế sao? Triệu Tử Mạt thật bội phục, một thánh hoàng cũng dám giả mạo tuần sát sứ, còn thường thường đến trước mặt những thần ma cùng đại đế diễu võ dương oai, chỉ là phần khí thế không sợ trời không sợ đất này, chỉ sợ cũng có thể để những thần ma cùng đại đế cao ngạo tin một nửa. Ai nói ta là tu la tinh vực? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta không phải là tu la tinh vực. Không phải ngươi tu la tinh vực, ngươi lấy ở đâu ra kiêu ngạo dám nói chuyện với ta như thế. Ngươi không phải người tu la tinh vực, ngươi lấy ở đâu ra dũng khí lớn như vậy dám liên thủ cùng gia hỏa bạo ngược như Tần Diễm. Triệu Tử mà thật ngoài ý muốn, nương môn nhi này nếu không có bối cảnh cấp chúa tể, có thể có tư thái cao cao tại thượng như vậy, dám nói chuyện với thần ma cùng đế quân, đây không phải giả vờ, ánh mắt tư thái nương môn nhi này là thật không sợ. Còn có Tần Diễm, đây chính là ác ôn cấp vũ trụ, còn buôn chiến tranh ngay cả chúa tể Tu La đều ép không được, người bình thường ai dám có dính dấp với hắn. Chu Cổ Lực cũng hơi nhíu mày, đây là thần kinh không ổn định, hay là kẻ ngu? Con ta giao phó ta cho hắn dám để cho ta có sơ suất gì sao? Hắn chỉ là có chút cuồng, có chút ngạo, cũng có chút bạo, nhưng nếu con ta đưa ta cho hắn, nói rõ hắn đáng giá tín nhiệm. Đông Hoàng Thiên Du cũng không ngốc. Mà thấy rõ tình thế. Con trai của ngươi là? Triệu Tử Mạt càng kinh ngạc, thân phận này có vẻ như rất nhiều bức, nhi tử vậy mà có thể sai sử Tần Diễm. Đông Hoàng Thiên Du cười nói. Phụ thân Thương Thiên. Thương Thiên, chúa tể Thương Thiên. Chương 3439 kết minh 2. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực hít vào từng ngụm khí lạnh, Thương Thiên tinh vực. Thương Thiên tinh vực cùng Tu La tinh vực hợp tác. Tần Diễm nghe không nổi nữa. Từ trong địa tầng phát ra âm thanh. Trên lý luận, đó là phụ thân Thương Thiên, nhưng Thương Thiên có nhận hay không là một chuyện khác. Thật sự ở nơi này. Chu Cổ Lực kinh ngạc,
dựng thẳng ngón tay cái cho Triệu Tử Mạt, thật đoán đúng. Triệu Tử Mạt thật hiếu kỳ. Con trai của nàng là ai? Một gia hỏa rất nghiêu bức, nhưng có thể còn tiếp tục nghiêu bức hay không, muốn nhìn chính tạo hóa của hắn. Ta đã đồng ý hắn bảo vệ nàng an toàn, nếu như các ngươi muốn đánh nàng, tốt nhất ngẫm lại đầu mình cứng rắn, hay quyền đầu của ta cứng hơn. Tần Diễm không có xuất hiện, chỉ là xuyên thấu qua địa tầng truyền ra thanh âm. Dù sao thanh đồng quỷ tượng còn chưa đi xa, nhất là mấy con đang ở trong sơn lâm, mỗi lần bàn chân rơi xuống đất, đều đang cộng minh cùng địa tầng, phạm vi trùng kích vô cùng rộng, hơi không cẩn thận liền có thể bị khóa chặt. Triệu Tử Mạt một lần nữa đánh giá Đông Hoàng Thiên Du, có thể làm cho Tần Diễm nói nghiêu bức, toàn vũ trụ cũng không có mấy người, có thể làm cho Tần Diễm tiếp nhận phó thác, khẳng định cũng có liên quan đặc thù. Chúng ta không phải muốn mạo phạm nàng, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Ngươi nhìn ta rất nhàn sao? Tần Diễm lạnh nhạt hỏi lại. Ta nhìn ngươi rất uất ức, thanh đồng quỷ tượng bây giờ liên hợp hành động, một khi phát hiện ngươi, hy vọng ngươi chạy thoát. Không thể nói ngươi không có, chí ít không phải rất cao. Mặc dù ngươi có thể mượn dùng cây này, dung hợp ngươi và địa tầng, tránh né thanh đồng quỷ tượng truy tung. Nhưng ngươi không thể nào vĩnh viễn trốn ở dưới mặt đất đi, nếu như phát hiện bảo vật muốn lấy thì sao? Mặc dù nữ tử này giả mạo tinh vực tuần sát sứ, có thể xua đuổi bộ phận người vô tri, nhưng không thể nào một mực có hiệu quả. Một khi ngày nào bị nhìn thấu, hoặc đụng phải người không muốn mạng, hậu quả kia, sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng. Theo thời gian chuyển rời, cường giả tiến đến sẽ càng ngày càng nhiều, tình huống sẽ càng ngày càng mất khống chế. Ta dám dự đoán, nàng giả không được 2 năm, mà vào cái ngày bị nhìn thấu liền sẽ bị thần ma cùng các đại đế trước đó bị lừa gạt điên cuồng phản công. Cái này không chỉ là tức giận, càng bởi vì ai đều biết các ngươi vơ vét rất nhiều bảo vật quý giá. Ta không phải chất vấn thực lực cùng năng lực của các ngươi, nhưng các ngươi rõ ràng tồn tại nguy cơ tai họa ngầm. Ta lần này tới đây là muốn cùng các ngươi làm giao dịch. Sau khi Triệu Tử Mạt nói xong, chờ bọn hắn đáp lại. Đông Hoàng Thiên Du không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bọn hắn. Nàng đoán được mục đích Triệu Tử Mạt tới nơi này, tuy nhiên, Triệu Tử Mạt nói tai họa ngầm xác thực tồn tại. Loại mánh khóe lừa bịp này có thể nhất thời có hiệu quả, nhưng nói không chừng ngày nào sẽ bại lộ. Cho nên nàng gần đây hành động càng ngày càng cẩn thận, không phải bảo vật đặc biệt, cũng sẽ không xuất hiện nhúng tay, càng nhiều là mang theo Tần Diễm đơn độc hành động. Tần Diễm cũng không có nói chuyện. Mặc dù hắn thô cuồng bá đạo, nhưng dù sao hoành hành vũ trụ mấy chục vạn năm, biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải phong phú, thấy rõ tình thế, cũng nhìn thấu nguy cơ. Vì dự phòng ngày đó đến, hắn bắt đầu tăng tốc tìm kiếm bảo vật, hy vọng trước khi bị vây diệt, hoặc là trước khi Đông Hoàng Thiên Du bại lộ, dung hợp bảo vật cùng loại như đại địa mẫu kim, trùng kích chí tôn. Nếu quả thật thành, lấy thể chất đặc biệt của hắn, ở bên trong tinh vực truyền thuyết này, có thể đứng ở thế bất bại. Triệu Tử Mạt nói, ta muốn ủy thác ngươi, xâm nhập khu mỏ quáng hoang vu, điều tra Hoàng Kim chiến tộc có phải thật bắt lấy huynh đệ của chúng ta hay không? Nếu như bọn hắn chỉ là phô trương thanh thế, chúng ta nhớ ân tình này của ngươi, từ nay về sau, tiềm phục bên cạnh các ngươi, cùng một chỗ tìm kiếm bảo vật. Sau ngày nào coi như các ngươi bại lộ thân phận, chúng ta cũng có thể ngay đầu tiên mang các ngươi chuyển rời đến địa khu an toàn. Nếu như bọn hắn thật bắt huynh đệ của chúng ta, còn xin ngươi tìm lý do ra tay, sau khi đoạt lấy nhanh chóng rút lui, chúng ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng. Như thế này chính là ân tình cứu mạng, từ nay về sau, thẳng đến khi tinh vực truyền thuyết kết thúc, chúng ta cùng tam sát cửu hung sắp đến đều nguyện ý cùng tiến cùng lui với các ngươi. Cho dù là phục kích thanh đồng quỷ tượng. Ta biết thanh danh chúng ta không tốt, nhưng các ngươi hành tẩu vũ trụ nhiều năm, hẳn có khả năng nhìn người, nhìn ra được chúng ta là ác nhân, hay tính tình thật. Rừng rậm yên tĩnh trở lại. Đông Hoàng Thiên Du không có tỏ thái độ, đây không phải nàng có thể quyết định. Tần Diễm chậm chạp không có trả lời. Dù sao đó cũng là 5 chiếc hoàng kim chiến thuyền, còn là trận hình 4 chiếc vần quanh 1 chiếc. Mang ý nghĩa chủ thuyền bên trong 4 chiếc chiến thuyền cam nguyện tuân theo 1 chiếc tận cùng bên trong nhất thống lĩnh. Hoặc là đội hình 4 vị thần linh cùng 1 vị đại đế. Hoặc chính là 1 vị huyền thiên tới, mang theo 4 vị đại đế. Tần Diễm trong tiềm thức có khuynh hướng về sau. Bọn người Kim Hàn Thiên Giám ở nơi đó bố trí bẫy đến dụ sát bọn người Triệu Tử Mạt là 4 vị đế, cũng nhất định có đầy đủ tự tin, đội hình cường hãn. Tần Diễm nói, nếu như nơi đó là 1 vị huyền thiên nào đó, ta cũng không có bản lãnh lớn mang người đi. Triệu Tử Mạt mỉm cười.
nếu thật sự là huyền thiên, ngươi không cần ra tay, rời khỏi là được. Không cứu được, chúng ta sẽ xuất hiện. Sau đó thì sao? Tùy ý xử trí. Vì sao? Chúng ta làm ra tai họa, há có thể để huynh đệ cõng nồi. Có thể cứu đương nhiên là muốn cứu, nếu như cứu không được, chúng ta nguyện ý lấy mạng đổi mạng. Chương 3440 đồng quy vu tận. Ngàn dặm xung quanh khu mỏ quặng mênh mông 10 vạn dặm sơn hà. Đổ nát hoang vu, không có một ngọn cỏ. Năng lượng thiên địa đều theo một quyền kinh thế của Tần Diễm triệt để khô kiệt. Thời gian một năm, nơi này vẫn không có bất kỳ cải thiện rõ ràng gì. Năm chiếc hoàng kim chiến thuyền tách ra ánh sáng giống như xôi trào, rọi khắp nơi vạn dặm hoang dã, ánh sáng mang theo nhiệt độ hừng hực, cũng đang vặn vẹo không gian. Bất kể là ai, muốn thấy rõ tình huống thật bên trong ánh sáng giống như mặt trời của các chiến thuyền, nhất định phải đi tới gần. Không gian nơi này vô cùng yếu kém, nhiệt độ cao càng làm cho không gian kịch liệt vặn vẹo, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chu Cổ Lực cho dù là không gian đại đế cũng rất khó không một tiếng động tới gần nơi này. Cho nên, bọn hắn chuẩn bị thu lưới. Ngươi xác định bọn hắn sẽ đến. Đại huyền thiên kim dịch, nắm quải trượng hoàng kim, đứng ở đầu thuyền, trong mắt lấp lóe sáng rực màu vàng óng, nhìn thấu quang hải biển ánh sáng, mênh mông. Đối với những sinh linh khác mà nói, những kim quang nóng bỏng này có thể đốt con mắt bị thương, ảnh hưởng ánh mắt, nhưng đối với hoàng kim chiến tộc bọn hắn mà nói, chỗ kim quang đến chính là ánh mắt chiếu tới, bọn hắn tùy tiện đều có thể nhìn thấu mấy ngàn dặm. Kim Hàn Thiên cung kính nói, chúng ta trong khoảng thời gian này tìm hiểu kỹ càng tam sát cửu hung dưới trướng Long Quỷ Thiên Đế. Bọn hắn không chỉ là cọc tiêu Long Quỷ lấy kinh nghiệm bản thân chế tạo, càng là những huynh đệ tình cảm thâm hậu. Từ khi Long Quỷ Thiên Đế trưởng thành đến đại đế cấp bậc bắt đầu, liền đưa bọn hắn ra khắp vũ trụ, ban đầu đều là cùng nhau hành động, chinh chiến vài vạn năm. Sau khi Long Quỷ Thiên Đế mạnh lên, bọn hắn cũng càng ngày càng mạnh, bắt đầu chia ra hành động. Tam sát riêng phần mình dẫn đầu ba vị, phạm vi hoạt động mở rộng đến 5 tỷ dặm. Sau đó, cũng chính là 5 vạn năm trước bắt đầu, tam sát bắt đầu đơn độc hành động, cửu hung là 2-3 vị một tổ. Nhưng thường cách một thời gian, bọn hắn đều sẽ trở về Long Quỷ Tinh Cầu, ngủ say, điều trị, giao lưu tin tức, sau đó một lần nữa xuất phát. Khi xuất phát lần nữa cũng sẽ một lần nữa tổ đội. Cho nên, bọn hắn đều là những huynh đệ đồng sinh cộng tử. Sau khi ta giải ra tin tức này, Triệu Tử Mạt cho dù hoài nghi cũng không dám mạo hiểm thật. Dù sao, đây là họa hắn và Chu Cổ Lực làm ra, không đành lòng để những người khác cóng, nếu không trở về không có cách nào bàn giao với Long Quỷ Thiên Đế. Kim Hàn Thiên nhắc đến trận, họa kia để bầu không khí trên chiến thuyền thoáng bị kiềm chế. Hai tay Kim Dịch khô cạn dùng sức nắm chặt quải trượng, những tinh thiên khác làm bạn bên cạnh cũng đều lộ ra vẻ giận dữ. Viên tinh cầu kia đối bọn hắn mà nói, quá quan trọng. Không chỉ là đế cấp tinh cầu đơn giản như vậy, mà là đế cấp tinh cầu vừa mới sinh ra. Không sai, nơi đó sinh ra chính là đế cấp, tiềm lực khủng bố. Nơi đó nhìn suy bại, nhưng thật ra là tinh cầu tân sinh. Sau khi bọn hắn phát hiện viên tinh cầu kia đã bắt đầu bí mật bố trí, không ngừng rút ra năng lượng, không ngừng nghiền ép tiềm lực, cũng bắt đầu thí nghiệm phức tạp. Viên tinh cầu kia nhìn rất tồi tệ. Kỳ thật còn có thể tinh luyện khoảng thêm ngàn năm, cũng hoàn thành cứu cực thí nghiệm của bọn hắn, định lượng lỗ đen. Chính là tinh cầu triệt để hủy diệt, đổ sụp thành lỗ đen, lại phong tồn nguồn năng lượng kia, cũng tầng tầng ngưng tụ, không ngừng áp xúc, biến thành năng lượng nguyên kinh khủng, đồng thời có thể dựa theo ý nguyện tiến hành phóng thích. Nếu như thành công, bọn hắn có thể lắp đặt chiến thuyền, hoặc là phong ấn vũ khí nào đó bên trong lỗ đen kia. Trận thí nghiệm này ký thác tâm huyết vạn năm của Hoàng Kim chiến tộc. Không nghĩ tới mắt thấy sắp thành công, thình lình có 4 vị đại đế xông vào. Không chỉ có phát hiện bí mật của bọn hắn, còn chém giết rất nhiều tộc nhân bọn hắn. Cuối cùng, trực tiếp dẫn nổ tinh cầu. Trận bạo tạc kia hại chết mấy vạn tộc nhân bọn hắn, còn hủy hoại nghiên cứu vạn năm sắp thành công chỉ trong chốc lát, cho nên tư liệu. Tất cả trí giả, cũng bị mất. Đáng hận hơn chính là, bọn hắn bao vây chặn đánh trên 100 năm, huyên náo oanh oanh liệt liệt, đều không thể vây khốn kẻ cầm đầu. Sỉ nhục của tinh vực thần thoại. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên có chút cúi đầu, chuyện này làm ầm ĩ đến bây giờ, thật sự không nên, nhưng Chu Cổ Lực cùng con heo kia là hai đầu không gian đại đế, ở bên trong vũ trụ mịt mờ lùng bắt bọn hắn, tựa như là đuổi bắt cá bên trong biển sâu hảo hãn huông dương, quá khó khăn. Các ngươi biết tính nghiêm trọng trận sự kiện này. Ngay lúc đó bạo tạc,
trực tiếp đánh thức Đại Thiên Đế. Các ngươi làm người phụ trách, khó thoát tội lỗi. Nếu như có thể kịp thời bắt bọn hắn lại, còn có thể giảm bớt chịu tội. Nhưng, các ngươi bỏ mặc bọn hắn lang thang vũ trụ, bây giờ càng trốn về khu cực lạc cấm khu ảnh hưởng tới, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát nguy cơ càng lớn. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ai cũng không gánh nổi các ngươi. Ngữ khí Kim Dịch Chiếu nặng càng giống như tuyên án. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên khẽ nhíu mày, lời này có ý gì? Các ngươi, để cho tộc nhân các ngươi, để Hoàng Kim chiến tộc, thậm chí tinh vực thần thoại hổ thẹn. Hiểu chưa? Kim Dịch nhắc lên quải trượng, nhẹ nhàng đặt xuống, tiếng kim loại thanh thúy tranh minh quanh quẩn chiến thuyền. Kim Thanh Thiên cắn răng, mở miệng nói. Ta sẽ dùng kim huyết ta bảo vệ danh uy bộ tộc Thanh Thiên. Còn xin Đại Huyền Thiên, khai ân. Kim Hàn Thiên khó nhọc nói. Ta sẽ sống bắt bọn người chịu tử mạt, rửa sạch khuất nhục của ta, bảo vệ vinh quang bộ tộc Hàn Thiên của ta. Còn xin Đại Huyền Thiên khai ân, không cần liên lụy đến tộc nhân của ta. Kim Dịch nói. Cẩn thận lĩnh hội ý của ta, làm xong. Bộ tộc Hàn Thiên, bộ tộc Thanh Thiên, bộ tộc Thái Thiên đều sẽ ở lại hàng ngũ thập nhị tinh thiên, tam tộc đều sẽ một lần nữa bồi dưỡng tân đế. Làm không tốt, tam đại tộc tập thể xóa tên, tuyển tam tộc khác thay vào đó. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên cau chặt lông mày. Cẩn thận lĩnh hội. Trong lời nói còn có thâm ý. Bọn hắn quay đầu nhìn về hướng tứ đại tinh thiên khác. Chương 3441 đùa ngươi chơi 1. Tứ đại tinh thiên thẳng tắp khôi ngô, anh tư bừng bừng phấn chấn, bất kể là thân thể hay khuôn mặt đều hoàn mỹ vô khuyết như hoàng kim đúc thành, giống như là tác phẩm nghệ thuật tôn quý, nhưng đối mặt với ánh mắt Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên hỏi thăm, bọn hắn đều không có bất kỳ bày tỏ gì, đôi mắt giống như kim dương ngóng nhìn phương xa, thân thể thẳng tắp như núi. Kim Hàn Thiên kỳ quái, mặc dù thập nhị tinh thiên đến từ 12 chiến tộc, riêng phần mình đại biểu lợi ích tộc đàn riêng phần mình, nhưng bình thường vẫn còn có chút giao tình, không đến mức lạnh lùng như vậy. Đột nhiên, Kim Thanh Thiên sắc mặt hơi biến đổi. Đã hiểu, Kim Dịch không muốn tù binh sống, muốn chết. Kim Dịch muốn mạng triệu tử mạt cùng Chu Cổ Lực. Kim Dịch muốn triệu tử mạt cùng Chu Cổ Lực trực tiếp chết ở chỗ này, không cho Long Quỷ Thiên Đế tiến hành thương lượng cơ hội ở phía sau. Vì để tránh cho thù hận hai bên thăng cấp, mình và Kim Hàn Thiên làm hạch tâm sự kiện lần này, cũng phải chết. Nói cách khác, Kim Dịch phải dùng mạng của bọn hắn, trao đổi mạng của bọn người triệu tử mạt, cũng muốn dùng nhân vật chủ yếu hai bên chết, tránh cho mâu thuẫn với Long Quỷ Thiên Đế, nhất là cực lạc cấm khu phía sau. Như thế này không chỉ có báo thù, lắng lại tức giận bên trong tinh vực thần thoại, cũng tránh khỏi sự kiện lại lần nữa thăng cấp. Đây cũng là Kim Dịch làm ra quyết định sau khi tới đây tìm hiểu tình huống kỹ càng, mà không phải thiên đế bọn hắn sai xử. Nhưng, thập nhị tinh thiên thuộc về tam đại huyền thiên thống lĩnh. Mà Kim Dịch có thể làm ra quyết định như vậy, khẳng định đạt được bốn vị tinh thiên này ngầm thừa nhận. Hắn cùng Kim Hàn Thiên phải chết. Bọn hắn điên cuồng đuổi theo hơn 100 năm, rốt cuộc cũng muốn vây khốn mục tiêu, kết quả đạt được tử vong thẩm phán. Bọn hắn là một trong thập nhị tinh thiên. Là trưởng khống giả trên mặt nổi tinh vực thần thoại, bọn hắn trổ hết tài năng từ trong bộ lạc riêng mình, từ thiên kiêu đến thống lĩnh, từ thần linh đến đại đế, đều là từng bước một đi ra. Ngươi thế nào? Kim Hàn Thiên nhìn Kim Thanh Thiên bên cạnh đang nhẹ nhàng run rẩy. Kim Thanh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Kim Dịch già nua, răng môi run rẩy, muốn tranh luận, cuối cùng vẫn quỳ một chân trên đất. Hoàng Kim chiến tộc, chỉ có thống lĩnh chiến tử, không có hèn nhát bị xử tử, ta. Kim Thanh Thiên, tạ ơn Đại Huyền Thiên thành toàn. Thân thể Kim Hàn Thiên kịch chấn, lập tức đã hiểu ý tứ Kim Dịch, hắn giận dữ muốn bác bỏ, cả sự kiện trách nhiệm căn bản không ở bọn hắn, là một lần ngoài ý muốn từ đầu đến đuôi, nhưng hơn 100 năm bao vây chặn đánh, để Hoàng Kim chiến tộc mất hết mặt mũi, lại tăng thêm Kim Thái Thiên đã chết. Ta, Kim Hàn Thiên, tuân mệnh. Kim Hàn Thiên có chút động thân, ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa. Tư thái hoàn toàn khác biệt Kim Thanh Thiên. Hắn vô tội có trách, không nên chí tử, là Đại Huyền Thiên ra lệnh, ta nhận mệnh. Hắn không quỳ xuống, không khẩn cầu, hắn muốn phó chiến mà chết, tranh danh cho mình bộ lạc. Kim Dịch khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Kim Hàn Thiên. Nhưng đang muốn mở miệng, phía dưới đột nhiên nổi lên tiếng oanh minh kịch liệt, bụi mù ngập trời, đá vụn dày đặc tràn ngập, giống như núi lửa phun trào bay thẳng đến chiến thuyền ở giữa. Đến rồi. Sắc mặt Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên đột nhiên biến đổi, trước tiên bay thẳng lên trời, nắm chặt chiến binh giết ra ngoài.
Ha ha, ha ha ha. Tần Diễm lật tung địa tầng, đánh rách tả tơi phế tích, cười to phóng lên tận trời, trong tay nâng một khối ánh sáng cự thạch năm màu. Quả nhiên ở đây. Để cho ta qua lại tìm thật lâu. Mặt mũi Tần Diễm tràn đầy cuồng nhiệt, kích động hô to. Đây là thiên mệnh ngũ hành thạch. Không giống với ngũ hành nguyên thạch, mà là hỗn độn thổ lắng đọng thai nghén mà thành. Năng lượng hỗn độn bên trong hỗn độn thổ tích lũy tháng ngày lắng đọng, bên trong thời gian vô tận ngưng kết ra ngũ hành tinh thể. Ngũ hành tinh thể sinh ra vô cùng khó khăn, không chỉ cần phải hỗn độn thổ kéo dài lắng đọng, còn cần trọng lực cực kỳ minh mông áp chế, thậm chí còn cần cơ duyên nhất định thôi hóa. Hỗn độn thổ đã rất hiếm thấy, ngũ hành tinh thạch do hỗn độn thổ lắng đọng càng hiếm thấy gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng, một khi ngũ hành tinh thạch kết tinh thành hình liền bắt đầu chủ động hấp thu năng lượng hỗn độn thổ, sinh trưởng giống như có sinh mệnh, xưng là thiên mệnh ngũ hành thạch. Trong quá trình thiên mệnh ngũ hành thạch sinh trưởng, bởi vì nguyên nhân năng lượng lắng đọng sẽ xuất hiện vết tích vòng tuổi cùng loại với cây cối, nhưng niên luân thiên mệnh ngũ hành thạch là vòng vạn năm, thậm chí vài vạn năm một vòng. Nhìn xem, nhìn ta tìm được cái gì, thiên mệnh ngũ hành thạch. Tần Diễm kéo lên thiên mệnh ngũ hành thạch giống như núi đá, kích động cuồng nhiệt hướng lên bầu trời hoàng kim chiến trường hô to. Thiên mệnh ngũ hành thạch tỏa ra hào quang năm màu mênh mông, nhưng không giống với ngũ hành nguyên thạch, nó nở rộ ánh sáng tầng tầng lớp lớp, một vòng so với một vòng càng nồng đậm bành trướng, khuếch tán giống như giang hà thủy triều đang lao nhanh. Đương nhiên, đây không phải hắn vừa mới móc ra, mà là bảo bối Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực trong hai năm này phát hiện, vì làm hỗ trợ cho hắn, cũng là vì mời hắn ra tay, nhịn đau cho hắn. Tần Diễm, Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên cường thế ngăn chặn chiến ý vừa bộc phát, thu liễm lấy kim quang sáng chói, nhíu mày nhìn Tần Diễm ngoài ý muốn xuất hiện ở nơi này. Tần Diễm, con trai Tu La, Kim Dịch đã hất lên quải trượng hoàng kim từ từ rơi xuống, các hoàng kim đại đế sau lưng vận sức chờ phát động, cũng đều nhìn xuống xúc động. Tần Diễm, người không biết chúng ta đang bao vây nơi này. Kim Hàn Thiên nắm chặt hoàng kim trọng kiếm, chỉ Tần Diễm phía xa. Tộc nhân của hắn đều đến, không sợ áp bách Tần Diễm khí thế. Biết chứ, cho nên phải cảm ơn các ngươi. Tần Diễm thô cuồng cười to, giơ cao lên thiên mệnh ngũ hành thạch, hướng về chỗ cao khoe khoang. Có ý gì? Thanh đồng quỷ tượng trước đó ở chỗ này đào ra thạch tủy cùng đại địa mẫu kim, ta đã suy đoán phía dưới khẳng định còn có bảo bối tốt hơn. Chỉ là lo lắng thanh đồng quỷ tượng sẽ đến nơi này tìm kiếm, một mực không có cơ hội trở lại. Chương 3442 đùa ngươi chơi 2. Một thời gian trước nghe được các ngươi tuyên dương, nói muốn ở chỗ này chém người, ta đoán định thanh đồng quỷ tượng tạm thời sẽ không tới, cho nên liền đến nhìn một chút. Không nghĩ tới, thật để cho ta phát hiện bảo bối tốt. Biết không, thiên mệnh ngũ hành thạch. Tần Diễm xốc lên xương sọ, bên trong dâng trào ra huyền hoàng khí sóng nồng đậm, nuốt sống thiên mệnh ngũ hành thạch, thu vào thân thể bắt đầu luyện hóa dung hợp. Đây đúng là bảo bối tốt, hẳn là có thể để thực lực của hắn xuất hiện tăng lên tính thực chất. Sinh mệnh thạch tủy, đại địa mẫu kim, 13 cỗ thanh đồng quỷ tượng bao gồm 3 bộ đế cấp còn có một năm nay dung hợp số lượng lớn sắt đá quý giá, thực lực hắn đã đột nhiên tăng mạnh. Chờ dung hợp khối thiên mệnh ngũ hành thạch này, chỉnh thể tăng lên 6 phần là không có bất kỳ lo lắng gì. Đây tuyệt đối là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên đều tức giận, hỗn đản này biết rõ bọn hắn đang bố trí bẫy, lại còn lợi dụng bọn hắn. Coi bọn họ là cái gì? Quá khi dễ người. A, phía trên là ai vậy? Tần Diễm đột nhiên bạo khởi, khí tức huyền hoàng mãnh liệt như sơn hà đại địa lao nhanh, khuấy động minh mông thiên địa, lại ánh sáng màu vàng đều vén lui rất nhiều, một cái chớp mắt hắn thấy rõ ràng tình cảnh bên trên chiếc chiến thuyền ở giữa. Một lão nhân già nua lưng còng, ở hai bên mỗi nơi có hai người khổng lồ hoàng kim đang đứng, phía sau còn có rất nhiều hoàng kim chiến sĩ khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh. Tần Diễm không phải hiểu rất rõ hoàng kim chiến tộc, nhưng có thể rõ ràng bắt được khí tức lão nhân cùng bốn người khổng lồ hoàng kim. Quả nhiên không sai, là một vị huyền thiên nào đó mang theo bốn vị tinh thiên. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực may mắn không có tới, nếu không thật sự là có đến mà không có về. Nhưng, không thấy trên chiến thuyền có người xa lạ khác, mỗi một người đều lấp lóe kim quang, dáng vẻ như bức ầm ầm. Thật sự là phô trương thanh thế. Hay đang ở trên chiến thuyền khác? Bành! Kim Dịch nhắc quải trượng, va chạm sàn nhà, lay động mãnh liệt chiến thuyền lập tức ánh sáng bạo động, gánh vác huyền hoàng khí sóng nặng nề bàng bạc. Lão Phu, Đại Huyền Thiên, Kim Dịch, Tần Diễm công tử,
kính danh đã lâu. Hoàng kim chiến tộc đều phái tới Đại Huyền Thiên, quả thật là, người lại không đến, bọn người Kim Hàn Thiên đều phải chết. Khi Tần Diễm nói chuyện, liếc mắt nhìn Kim Hàn Thiên. Tần Diễm, nếu như không phải ngươi đánh lén Kim Thái Thiên, hắn có thể chết sao? Kim Thái Thiên không chết, chúng ta làm sao đến mức chật vật như thế? Hoàng đường, rõ ràng là các ngươi xông vào bãi săn của ta, để cho ta bại lộ tung tích, ta không có hắn đánh chết coi như cho tinh vực thần thoại mặt mũi. Mình vô năng, trách tội người khác, Hoàng Kim chiến tộc cũng không có cao ngạo như truyền thuyết. Ngươi có thể đi săn, nhưng ngươi cần thấy rõ con mồi lại ra tay. Ta giấu ở dưới mặt đất, dùng ý thức dò xét, không phải dùng mắt. Các ngươi và những pho tượng đồng thau kia trừ màu sắc không giống, chỗ nào có khác nhau. Tập kích coi trọng gọn gàng linh hoạt, một kích thành công, ta phát hiện mục tiêu, đương nhiên muốn trước tiên khởi xướng bạo kích. Muốn oán, người oán các ngươi không có mắt, xông vào bãi săn của ta, cái khác ai cũng trách không được. Tinh vực truyền thuyết mở ra lãnh địa, chúng ta muốn đến đâu liền đến đó. Ngươi muốn đi đâu thì đi đó, nhưng phải gìn giữ cảnh giác. Ngươi có quyền lợi đi dạo, ta cũng có tự do tập kích. Tần Diễm cố ý kích thích Kim Hàn Thiên, nhìn có thể đơn giản đánh một trận hay không, lật tung mấy chiếc chiến thuyền khác, nhìn có mục tiêu hay không. Nhưng, không đợi Kim Hàn Thiên giận mà ra tay, Kim Dịch ngăn trở hắn. Tần Diễm công tử, xin ngươi rời khỏi nơi này. Hừ, nhìn Huyền Thiên, nhìn lại ngươi, trách không được địa vị không giống. Ta không quấy rầy các ngươi, chúc các ngươi may mắn. Tuy nhiên, các ngươi phải nhanh đi, Long Quỷ Thiên Đế lúc nào cũng có thể đến nơi đây. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, chúng ta nên giải quyết chuyện giải quyết, tự nhiên sẽ rời khỏi. Cáo từ, giải quyết tranh thủ thời gian chạy. Sau khi Long Quỷ Thiên Đế giáng lâm biết được người mình chết, khẳng định tự mình đuổi bắt các ngươi. Các ngươi cần bảo đảm trước khi trở lại tinh vực thần thoại, chớ bị hắn ngăn chặn. Xin mời rời khỏi. Kim Dịch đưa tay mời, ngữ khí không thể nghi ngờ. Triệu Tử Mạt lúc nào cũng có thể sẽ tới, bọn hắn nhất định phải bảo đảm vòng vây hoàn chỉnh hữu hiệu, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Cáo từ. Tần Diễm nhìn Kim Hàn Thiên phất phất tay, đột nhiên xốc lên xương sọ, huyền hoàng triều dâng bên trong nương theo năng lượng ngũ hành bạo động phóng lên tận trời, khuấy động bốn phương tám hướng. Thiên mệnh ngũ hành thạch, ha ha, cảm ơn các ngươi. Mãnh liệt bạo động cuồn cuộn thiên địa, đánh thẳng vào bốn chiếc chiến thuyền xung quanh, cũng xua tan kim quang ngập trời. Trong chớp mắt, Tần Diễm mượn cơ hội xoay người, quét mắt bốn chiếc chiến thuyền, cũng thông qua huyền hoàng thủy triều chấn động cảm giác khí tức bên trong. Không cần xác định có người hay không, chỉ cần xác định ở trong đó không có khí tức đế cấp khác là có thể. Đế hoàng kim chiến tộc, hẳn là đều tụ ở trên chủ thuyền, không còn ai khác. Cửu hung đều là đế cấp cường hãn, cỗ khí tức kia không thể nào hoàn toàn ngăn chặn. Mà, hoàng kim chiến tộc muốn kích thích Triệu Tử Mạt, cũng sẽ cố ý tiết lộ khí tức tù binh. Nhưng, không có. Mạnh nhất trên chiến thuyền khác chính là thần cấp tọa chấn, không có bất kỳ khí tức đế cấp gì. Tần Diễm nắm chắc, đây chính là cái bẫy phô trương thanh thế. Tần Diễm, không nên quá phận. Bốn vị tinh thiên đại đế ở hai bên Kim Dịch đều nổi giận, quả thật không coi ai ra gì. Để hắn đi. Kim Dịch đưa tay ngăn cản, không muốn trở mặt với con trai Tu La ngay tại thời điểm này. Đây không chỉ là nhị thế tổ bối cảnh sâu, cũng là gia hỏa cuồng bạo hung ác, thật muốn chọc giận, tránh không được ác chiến. Hắn không sợ ác chiến, chỉ sợ Triệu Tử Mạt và Chu Cổ Lực thừa cơ xuất hiện. Cáo từ. Tần Diễm bay lên không rời khỏi không bao xa, lại đột nhiên bị Kim Hàn Thiên gọi lại. Chậm đã. Tần Diễm cười lạnh. Còn muốn chơi với ta. Trong đôi mắt Kim Hàn Thiên lấp lóe kim quang, nhìn chằm chằm Tần Diễm. Ngươi không bình thường. Chương 3443 thâm mưu. Tần Diễm nhe răng cười. Không sai, ta mạnh lên. Sau này sẽ còn càng mạnh. Ngươi muốn thử xem. Kim Hàn Thiên lấp lóe ánh mắt, sau đó dần dần giá lạnh. Lần trước, ngươi tập kích chúng ta, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực trùng hợp ở chỗ này, còn trước tiên cuốn đi Kim Thái Thiên. Thật sự là một sự trùng hợp. Lần này, chúng ta muốn dụ sát Triệu Tử Mạt, ngươi lại xuất hiện. Còn liên tiếp khiêu khích, chậm chạp không chịu rời khỏi. Rõ ràng còn dùng ngôn từ bất thiện, với tính cách chỉ thích chiến đấu, lại ở nơi này miệng lưỡi lưu loát, thăm dò các loại. Kim Thanh Thiên nhìn Kim Hàn Thiên một chút, sắc mặt hơi biến đổi, tế lên Hoàng Kim Cung, ngưng tụ Hoàng Kim sát tiễn, chỉ Tần Diễm phía xa. Chẳng lẽ, Tần Diễm bọn người cùng Triệu Tử Mạt liên hợp?
đây là tới thay Triệu Tử Mạt dò xét tình huống. Hoàng Kim Cự Nhân ở hai bên cạnh Kim Dịch đồng thời hành động, triệu ra vũ khí Hoàng Kim, phóng thích huy lực đại đế, từ phương vị khác nhau bao vây Tần Diễm. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý trở mặt cùng chúa Tể Tu La, nhưng nếu như Tần Diễm chủ động khiêu khích, bọn hắn cũng không sợ hắn. Tần Diễm cười lạnh. Sai lầm của mình, không dám gánh chịu, cứng rắn muốn nhét lên trên người của ta, thật sự đáng thương. Bên trong thập nhị tinh thiên lại có như mặt hàng không có đảm đương như ngươi. Kim Hàn Thiên nắm chặt Hoàng Kim trọng kiếm, trên trán vỡ ra sáu khe nứt, yên lặng mở ra Kim Ô Chi Mâu. Giải thích giải thích. Giải thích cái rắm, ta lúc đầu tập kích ngươi, cũng là bởi vì các ngươi xông vòng đi săn của ta, hôm nay ta tới, chính là lợi dụng các ngươi trấn nhiếp Thanh Đồng Quỷ Tượng. Nếu như ngươi muốn thông qua giá họa ta giải trừ trách nhiệm của mình, lão tử không hầu hạ. Ta cảnh cáo các ngươi, ai dám động ta một chút, chính là tuyên chiến ta, Tần Diễm ta. Tiếp đón, đến đây, đều phóng ngựa tới, Tần Diễm ta có nửa điểm lùi bước, sẽ theo họ với các ngươi. Tần Diễm hét lớn, huyền hoàng triều dâng vừa mới nội liếm lần nữa bộc phát, lần này không kiêng nể gì cả, mãnh liệt hơn cuồng hơn nóng nảy trầm trọng hơn, mê vụ lao nhanh nhanh chóng biến thành chất lỏng, như giang hà cuồn cuộn, mà bên trong nhanh chóng diễn biến hình ảnh núi sông, tràng cảnh năng lượng lao nhanh tựa như đại dương mênh mông khai thiên tích địa tạo nên đại lục hoàn toàn mới. Chủ chiến thuyền lần nữa lay động, giống như bất cứ lúc nào đều muốn lật úp. Bốn chiếc chiến thuyền kịch liệt cuồn cuộn, lùi ra ngoài trăm dặm. Bọn người Kim Hàn Thiên triển khai tư thế chiến đấu, chỉ chờ Kim Dịch ra lệnh một tiếng. Nếu thật sự là Tần Diễm đang quấy rầy, chính là khiêu khích, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Tần công tử, xin ngươi rời khỏi. Kim Dịch nắm chặt quải trượng, ổn định chủ thuyền đang mãnh liệt lắc lư, hạ lệnh tiễn khách lệnh. Kim Hàn Thiên gầm thét. Đại Huyền Thiên, hắn khẳng định có vấn đề. Ánh mắt Kim Dịch run lên. Chứng cứ. Kim Hàn Thiên há mồm, lại nói không ra lời. Chỉ là suy đoán, ở đâu ra chứng cứ. Kim Dịch lạnh lùng nhìn hắn một hồi, thẳng đến khi Kim Hàn Thiên nhắm lại sáu đôi mắt Kim Ô Minh Mông Cường Quang, mới chuyển hướng sang Tần Diễm. Tần công tử, xin ngươi rời khỏi. Kim Thanh Thiên rất muốn ngăn cản, Hoàng Kim chiến tộc cao ngạo không sợ cường địch, con trai Tu La thì như thế nào, tinh vực thần thoại bọn hắn không chỉ có cường hãn, càng có liên hệ với chúa tể cùng cấm khu xung quanh lãnh địa, thật muốn náo, bọn hắn thực có can đảm đối kháng cùng chúa tể Tu La. Không đánh, không thú vị. Tần Diễm hừ một tiếng, vung lấy cánh tay nghênh ngang rời khỏi. Thẳng đến khi Tần Diễm biến mất ở chân trời, Kim Hàn Thiên không nhịn được cao giọng nói. Đại Huyền Thiên, Kim Hàn Thiên ta không phải muốn từ chối trách nhiệm, càng không phải hạng người ham sống sợ chết, là Tần Diễm rất có thể thật sự có vấn đề. Ngài nhìn đi, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực chắc chắn sẽ không tới. Cảm xúc Kim Thanh Thiên cũng kích động. Tinh cầu thực dân bị hủy, tinh vực thần thoại nổi danh chịu nhục, chúng ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Nhưng, xin cho cơ hội chứng minh với Thái Thiên Bộ Lạc, Kim Thái Thiên chết không phải chúng ta vô năng, cũng không phải chúng ta cố ý gây nên, là có nguyên nhân khác. Giọng nói Kim Dịch cao lên. Chứng cứ, ta nói, chứng cứ. Không có chứng cứ, ngươi như thế nào cản hắn? Ngăn cản hắn, lại có thể làm gì hắn? Chúng ta bây giờ đang ở trong phạm vi cực lạc cấm khu ảnh hưởng, gặp phải Long Quỷ Thiên Đế uy hiếp, không có chứng cứ, chỉ dựa vào phỏng đoán liền vây khốn con trai Tu La. Đừng quên, Tần Diễm là tiến vào trước đám kia, ở chỗ này hơn 2 năm, phân thân khác khẳng định đều đang ở trên đường đi, lúc nào cũng có thể giáng lâm. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên á khẩu không trả lời được. Chứng cứ, ở đâu ra chứng cứ? Nhưng bọn hắn càng nghĩ càng cảm giác Tần Diễm có vấn đề. Bọn hắn đều muốn chuẩn bị chịu chết, nếu như chết cũng không biết chân tướng, thật sự không cam tâm. Sau khi Kim Dịch chờ hắn tỉnh táo, mới nói. Tuy nhiên, các ngươi hoài nghi, không phải không có đạo lý. Nếu như Triệu Tử Mạt thật không tới, nói rõ Tần Diễm cùng Triệu Tử Mạt xác thực có khả năng hợp tác cùng bọn hắn. Cái này, mới là chứng cứ. Vừa nói ra lời này, Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên hơi phấn chấn tinh thần, trong mắt màu vàng óng bắn ra cường quang sáng chói. Kim Dịch nhìn qua phương hướng Tần Diễm rời khỏi, mặt mò tang thương nổi ngoan khí. Nếu như Tần Diễm thật hợp tác cùng Triệu Tử Mạt, chúng ta. Bọn người Kim Hàn Thiên đều nắm chặt nắm đấm, khai chiến sao? Cùng con trai Tu La, khai chiến. Nếu như cuối cùng đều phải chết, đại chiến cùng con trai Tu La mà chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Kim Dịch nói, chúng ta đơn độc ứng phó,
liên lụy rất rộng, nhưng có thể kết minh cùng Thanh Đồng Quỷ Tượng. Nếu như Tần Diễm hợp tác cùng bọn người Triệu Tử Mạt, lùng bắt Tần Diễm, chính là truy tung Triệu Tử Mạt, lùng bắt Triệu Tử Mạt, cũng là lùng bắt Tần Diễm. Đến lúc đó, mượn tay dẫn Thanh Đồng Quỷ Tượng, chấn sát Triệu Tử Mạt, còn có thể tạo ra mâu thuẫn giữa Long Quỷ Thiên Đế cùng con trai Quỷ Bí. Chúng ta sau đó cũng có thể toàn thân trở ra. Bọn người Kim Hàn Thiên trao đổi ánh mắt, đều đè xuống khí tức sao động, nhao nhao hành lễ. Đại Huyền Thiên Anh Minh. Chương 3444 Vùng Đất Đại Tai 1. Nhưng một vị tinh thiên rất nhanh đưa ra dị nghị. Như thế này có phải có hiểm nghi lợi dụng Thanh Đồng Quỷ Tượng hay không? Bọn hắn thật nguyện ý hợp tác với chúng ta sao? Kim Dịch lãnh đạm nói. Đầu tiên, bọn hắn nóng lòng lùng bắt Tần Diễm, nếu như phát hiện là Chu Cổ Lực đang ẩn tàng phối hợp, khẳng định nổi giận ra tay, nguyện ý hợp tác với chúng ta. Thứ yếu, Thanh Đồng Quỷ Tượng thiện chiến bất thiện mưu, bọn hắn nghĩ không ra sâu như vậy. Tần Diễm rời khỏi Hoang Nguyên, tìm tới Triệu Tử Mạt. Đại Huyền Thiên tới, chí tôn cấp cường giả, còn mang đến 4 tôn Hoàng Kim Chiến Đế, 10 vị chiến thần. Đông Hoàng Thiên Du nghe được chau mày, chiến trường vũ trụ quả thật mạnh, động một chút thì là 3 năm vị đế cấp, thần cấp đều muốn thành vật làm nền. Vạn Đạo Thần Thụ một lần nữa dò xét Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực, hai con hàng này có phải còn làm một chút gì khác hay không? Lại hoặc là viên tinh cầu kia rất đặc biệt đối với Hoàng Kim Chiến Tộc. Nếu không không đến mức xuất động đội hình như vậy. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực lắc đầu cười khổ, may mắn không có tùy tiện đi qua, nếu không, thật chỉ có thể khoanh tay chờ bị bắt. Đến lúc đó bị tinh vực thần thoại bắt giữ, Đường Diễm muốn cứu viện đều không có cơ hội, Cực Lạc cấm khu càng không khả năng vì hai người bọn họ đối kháng cùng cường tộc bên ngoài mấy chục tỷ dặm. Dù sao tinh vực thần thoại không chỉ có bản thân cường hãn, còn có liên hệ cùng cấm khu và chúa tể ở gần đó. Triệu Tử Mạt nói, chúng ta tuân thủ ước định, từ hôm nay trở đi, cùng một chỗ hành động. Vị cô nương này tiếp tục ngụy trang tinh vực tuần sát sứ, ngươi trên hành động bên trong mặt đất, chúng ta làm bạn ở trong hư không. Chờ ngày nào thật bị phát hiện, cũng có thể có người chăm sóc. Cô nương, Đông Hoàng Thiên Du cười, tiểu hòa tử thật biết nói chuyện. Xuất phát, Đông Hoàng Thiên Du ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế sen lẫn trong trạc cây, biểu hiện càng kiêu ngạo hơn, tự nhiên hơn, càng có khí chất tuần sát sứ. Năm vị đế cấp bồi bạn ở hai bên, đãi ngộ này còn có ai? Năm vị đế cấp liên thủ phối hợp, coi như thật gặp được người khiêu khích không phục, cũng có thể bằng vào khí thế đẩy lui. Vạn Đạo Thần Thụ dâng lên ánh sáng ngập trời, trạc cây chập chờn, đi về phía trước tuần tra. Tần Diễm chìm vào địa tầng, xếp bằng ở bên trong rễ cây tươi tốt của Vạn Đạo Thần Thụ, luyện hóa thiên mệnh ngũ hành thạch, tiếp tục tăng thực lực lên. Triệu Tử Mạt cùng Lỗ Lỗ Thú mang theo Chu Cổ Lực cùng Tam Túc Thiềm, ẩn nấp hư không, tiềm phục bên trong ánh sáng Vạn Đạo Thần Thụ. Tiểu cô nương, là võ giả không gian. Chu Cổ Lực thuận miệng hỏi. Linh Văn, Quy Hư, có thể diễn biến ra lỗ đen, vỡ nát không gian, chặn đường thế công. Ta còn diễn biến ra không gian Quy Hư, nuôi chiến sủng bên trong. Linh Văn, ngươi có thể hiểu thành thể chất. Từ sau khi ta xâm nhập vũ trụ đã bắt đầu nghiên cứu ảo diệu lỗ đen. Có muốn tham khảo? Thật, Đông Hoàng Thiên Du rất bất ngờ, vị này chính là không gian đại đế, vậy mà chịu nghiên cứu thảo luận không gian bí thuật cùng với nàng chỉ là thánh hoàng, đây không phải nghiên cứu thảo luận, quả thực là chỉ giáo. Triệu Tử Mạt liếc mắt nhìn Chu Cổ Lực, nhiệt tình như vậy. Chu Cổ Lực cũng không phải thật giảng dạy, mà hiếu kỳ con mắt, trên trán nữ tử, hắc ám thâm thúy, tĩnh mịch giá lạnh, giống như một lỗ đen đang sinh trưởng. Hắn nghiên cứu thật lâu mới có thể áp chế hư không ở bên trong huyệt vị, phương thức giống như làm sụp đổ, diễn biến lỗ đen, mà nàng này vậy mà trực tiếp treo lỗ đen ở trên trán. Rất thần kỳ, nhàn rỗi không chuyện gì tùy tiện tâm sự, có lẽ có thể được dẫn dắt. Hoàng Kim Chiến Tộc ở phế tích đợi 2 ngày, đều không thể đợi Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực đến. Cái này đã đủ để chứng minh vấn đề. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên phát ra gào thét tức giận. Quả nhiên là Tần Diễm, tên hỗn đản kia vậy mà dưới tình huống đối mặt Thanh Đồng Quỷ Tượng tiểu trừ còn dám khiêu khích Hoàng Kim Chiến Tộc bọn hắn. Sau khi viện quân của bọn hắn đến, lại còn không hiểu thu liếm, công nhiên đến đây dò xét, ở trước mặt khiêu khích trêu đùa. Đây là xem thường thiên hạ, hay xem thường Hoàng Kim Chiến Tộc bọn hắn. Kim Dịch mặc dù không thể nào hoàn toàn phán định Tần Diễm và Triệu Tử Mạt hợp tác, nhưng nhìn tình huống, khả năng cực lớn. Cho nên, bọn hắn chủ động tìm kiếm chi đội Thanh Đồng Quỷ Tượng.
cũng chính là chi đội Thái Thản Cự Ưng thú dẫn đầu kia. Hai bên ăn nhịp với nhau, triển khai liên hợp lùng bắt. Nhưng, Thanh Đồng Quỷ Tượng hơi kém thông minh, Hoàng Kim chiến tộc mới đến, ai cũng không nghĩ tới, Triệu Tử Mạt cùng Tần Diễm không chỉ hợp tác, còn giấu đến bên cạnh tinh vực tuần sát xứ. Bọn hắn hoành hành các nơi tinh vực, nghĩ hết biện pháp, làm lấy hết bẫy, thậm chí còn tuyên bố giải thưởng trên trời, nhưng trước trước sau sau dày vò hơn 3 tháng, đều không có phát hiện bất kỳ tung tích gì. Là bọn hắn quá rõ ràng, mục tiêu luôn có thể sớm kinh sợ tránh khỏi bọn hắn. Hay Triệu Tử Mạt và Tần Diễm giấu quá sâu. Hay, Tần Diễm ý thức được nguy hiểm, đã sớm rời khỏi chủ tinh, đến mấy viên tinh cầu cấp 6 khác của tinh vực truyền thuyết. Bọn hắn tiếp tục tìm kiếm, cũng bắt đầu suy nghĩ biện pháp khác. Nếu như Triệu Tử Mạt cùng Tần Diễm thật liên hợp, bọn hắn ai cũng chỉ hoãn không dậy nổi, bởi vì Long Quỳ Thiên Đế lúc nào cũng có thể giáng lâm, đến lúc đó nhất định có số lượng lớn cường giả đế cấp giáng lâm, thậm chí là chí tôn cấp. Khí tức thái âm, kề bên này có khí tức thái âm. Vạn đạo thần thụ đang hành tẩu trong rừng rậm đột nhiên bắt được khí tức thái âm yếu ớt. Hắn thôn phệ qua rất nhiều cường giả, nắm trong tay bề bộn năng lượng thuộc tính, thái âm khí tức chính là một trong số đó. Là linh quả, hay tinh thạch? Đông Hoàng Thiên Du thuận miệng hỏi, tiếp tục nhắm mắt định thần, dựa theo phương pháp chu cổ lực dạy, khai phát ảo diệu tầng sâu kinh mạch cùng huyệt vị. Đến sau này cũng dùng rất nhiều linh quả quý giá. Lại có dấu hiệu muốn đột phá. Rất yếu ớt, nhưng phạm vi rất lớn. Đây không phải mô hình linh quả cùng tinh thạch có thể thả ra. Vạn đạo thần thụ cẩn thận dò xét. Vùng đất thái âm. Đông Hoàng Thiên Du mở mắt, trước sau tìm tòi 4 vùng đất thái dương, duy chỉ có không có phát hiện vùng đất thái âm, bọn hắn đều muốn từ bỏ. Không biết có phải là vùng đất thái âm hay không, nhưng khẳng định không phải nơi đơn giản. Vạn đạo thần thụ càng cảm nhận. Khí tức thái âm ba động càng lộ rõ, không chỉ là một vùng khu vực, càng giống là vô biên vô tận. Sâu trong địa tầng, năng lượng âm u rất mạnh chiếm cứ. Tần Diễm tra xét rõ ràng, sức chấn động kia đã gây nên huyền hoàng hải dương ba động. Chương 3445 vùng đất đại tai 2. Có thể xông vào không? Đông Hoàng Thiên Du đứng dậy, rốt cuộc cũng gặp được vùng đất thái âm sao. Tương đương với tồn tại như địa ngục. 3 vạn mét trở xuống. Như bị một loại bình chướng nào đó bảo hộ. Tần Diễm rời khỏi sợi rễ vạn đạo thần thụ, phóng về nơi cực sâu địa tầng. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực từ trong hư không đi ra. Vùng đất thái âm, còn phong ấn sâu trong địa tầng, chẳng phải tương đương với thế giới địa ngục hoàn toàn ngăn cách. Mặc dù nơi này không có đất ngục, nhưng hoàn cảnh cực âm cực hàn, khẳng định sẽ tạo nên vô số bảo vật. Tùy tiện kiếm vài món làm lễ vật cho Nhậm Thiên Táng. Bọn hắn ngưng tụ ý thức. Xâm nhập địa tầng, đang mong đợi Tần Diễm có thể đánh thông một đầu con đường, dẫn bọn hắn bí mật đi đến. Sau khi Tần Diễm dung hợp thiên mệnh ngũ hành thạch, thực lực rõ ràng mạnh hơn, bằng vào hắn cùng địa tầng cực hạn dung hợp, thực lực chỉ sợ đều muốn tới gần chí tôn. Nếu thật sự là vùng đất thái âm, hẳn là có thể phá vỡ. Nhưng, bọn hắn đã đợi lại đợi, Tần Diễm giống như biến mất trong địa tầng, chậm chạp chưa từng xuất hiện. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Không có nguy hiểm gì đó chứ. Vạn đạo thần thụ bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ Tần Diễm bị khốn trụ? Nơi có thể Tần Diễm vây khốn, khủng bố cỡ nào? Địa ma thụ, xuống phía dưới nhìn. Nhưng tuyệt đối không nên liều lĩnh. Vẻ mặt Đông Hoàng Thiên Du nghiêm trọng lên. Đừng động, có người gần đây. Chu Cổ Lực đột nhiên nhắc nhở, búng tay một cái tạo nên tầng tầng sóng không gian. Hắn cùng Triệu Tử Mạt đều ẩn vào hư không. Kim Nguyệt Đế Tổ bao quanh lấy cửu luân Kim Nguyệt. Tỏa ra kim quang mênh mông, hiển thị rõ tôn quý cùng cao ngạo. Chân hắn đạp kim liên, hành tẩu giữa thiên địa mênh mông, cao mày, định thần dò xét lấy khí tức trong rừng rậm. Nơi này chiếm cứ khí tức đặc thù, là từ nơi cực sâu địa tầng thẩm thấu ra. Phiêu miểu mơ hồ, lại xúc động đế mạch của hắn. Giống như trong địa tầng lao nhanh rất nhiều sông máu, răng khắp nơi, tư dưỡng đại địa, tư dưỡng rừng rậm. Nhưng, vùng rừng rậm này mọc cũng không tốt quá tính. Mặc dù cũng là tươi tốt nồng đậm, nhưng so với nơi khác, hơi có vẻ cằn cỗi. Đã không có vạn loại thực vật, cổ thụ to như cự sơn, cũng không có thông thiên đại thụ dơ cao lên màn trời, cắm vào mây mù. Nói cách khác, dưới mặt đất xác thực có huyết khí nồng đậm, nhưng không có phóng xuất ra sinh cơ bàng bạc. Đây là có chuyện gì? Mà, huyết hà loại vật này, có vẻ như không nên xuất ở viên tinh cầu này. Bởi vì nơi này tất cả đều là thực vật.
đã là linh tộc do linh thể biến thành, sẽ không có huyết nhục, cũng không thể nào tồn tại huyết hà. Nhưng phía dưới hết lần này tới lần khác lại có. Đây là tình huống như thế nào? Kim Nguyệt Đế Tổ ở khu rừng này dò xét 2 tháng, phán đoán biên giới cùng quỹ tích huyết hà kéo dài, cũng tìm kiếm lối vào. Chỉ là tìm lại tìm, quỹ tích cơ bản đã thăm dò ra, tung hoành phạm vi vượt qua 3.000 dặm, nhưng thủy chung không có phát hiện bất kể cửa ra vào nào. Hắn không phải không có nếm thử phá vỡ địa tầng, chỉ là quá cứng, sau khi đào sâu hướng xuống 20 ki, lô, mét liền bị ngăn trở. Không phải triệt để đào không nổi, mà là quá tốn sức, huống chi đường đường đế tổ, vậy mà đào hố ở nơi này, thực sự có hại cho hình tượng, cho nên hắn muốn tìm cửa ra vào. Kim Nguyệt Đế Tổ đang cúi đầu, cau mày, tra xét rõ ràng, đột nhiên cảm giác phía trước có ánh sáng, ngẩng đầu nhìn lên, bên trong rừng rậm tươi tốt có một gốc đại thụ che trời đứng thẳng, tỏa ra tầng tầng lớp lớp ánh sáng, giống như thủy triều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao nhanh khuếch tán, tràng diện cực kỳ rung động. Tinh vực tuần sát xứ. Kim Nguyệt Đế Tổ có chút nhíu mày, thấy được một nữ tử mỹ lệ phong hoa tuyệt đại sâu trong táng cây, đang nằm nghiêng ở nơi đó, gối lên cổ tay nghỉ ngơi. Một đầu dài thần thụ đến hơn 300 mét, vảy đen tương tự cự thú mãnh hổ đang nằm nhoài phía trước cách đó không xa, giống như là núi đá màu đen. Còn dơ lên 9 đầu dài đến hơn 200 mét, tương tự cái đuôi hắc long, tản mát ra khí tức huyết sát để cho người ta khẩn trương. Tại sao nàng lại ở chỗ này? Là mệt mỏi đang nghỉ ngơi, hay trấn thủ nơi này? Kim Nguyệt Đế Tổ không tiếp tục tới gần. Tinh vực tuần sát xứ, đại biểu cho chúa tể truyền thuyết. Hắn không nguyện ý đắc tội. Đây cũng là nhận thức chung của tất cả đế tộc cùng thần tộc thiên nguyên tinh vực bọn hắn. Kim Nguyệt Đế Tổ muốn rời khỏi, nhưng trần chờ liên tục, vẫn cao giọng hỏi thăm. Thiên nguyên tinh vực, Kim Nguyệt Đế Tổ, xin hỏi tuần sát xứ, mảnh khu vực này là cấm khu, hay khu mở ra? Đông Hoàng Thiên Du mở mắt ra, thản nhiên liếc mắt. Vùng đất đại hung, khuyên ngươi không nên mạo hiểm. Vùng đất đại hung, Kim Nguyệt Đế Tổ thoáng khẩn trương. Trong miệng tuần sát xứ nói ra lời này, khẳng định đại biểu cho ý nào đó của tinh vực truyền thuyết. Đông Hoàng Thiên Du nói. Đi thôi, chấp nhất nơi này đối với ngươi không có chỗ tốt. Kim Nguyệt Đế Tổ do dự, phía dưới chỉ sợ thật rất nguy hiểm, nhưng hắn trước sau dò xét 2 tháng, cứ như vậy từ bỏ. Hắn đến bây giờ đều không có đạt được bảo vật đáng để hưng phấn, thật vất vả một mình phát hiện nơi như thế, thật sự không cam tâm. Không cam tâm, ngươi xuống dưới thử một chút đi. Đông Hoàng Thiên Du hừ một tiếng, cố ý lộ ra một nụ cười quái dị. Ai, được rồi, bảo mệnh quan trọng, nếu không bảo bối không đến được tay, bồi cả mạng vào, không đáng. Kim Nguyệt Đế Tổ không nói gì thêm, quay người rời đi. Nhưng, còn không có rời khỏi bao xa, đột nhiên nghe được bầu trời xa xa truyền tiếng oanh minh đến yếu ớt. Cái đó là, Kim Nguyệt Đế Tổ có chút nhíu mày, vậy mà thấy được 2 chiếc chiến thuyền lướt qua bầu trời. Quá quen thuộc. Đó là chiến thuyền Tam Sinh Đế Tộc cùng Thiên Vu Đế Tộc. Gương mặt lãnh thúc của Kim Nguyệt Đế Tổ vậy mà nổi lên mấy phần nhẹ nhõm. 3 bên cùng thuộc người thống trị trí cao thiên võ đại lục, mặc dù bình thường có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là đồng hương. Vào lúc này đột nhiên nhìn thấy, lại có mấy phần thân thiết. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn xuất phát từ một ít tình huống cân nhắc, không hợp tác cùng Đế Tộc Thiên Võ Tinh, nhưng bây giờ xem ra, Tam Sinh Đế Tộc cùng Thiên Vu Đế Tộc còn đang ở cùng một chỗ, mà hắn ngược lại lẻ loi hưu quạnh hơn 1 năm, bảo bối ra dáng đều không có lấy tới. Bọn hắn hẳn là đáng tín nhiệm hơn. Kim Nguyệt Đế Tổ bay lên không, đuổi tới nơi xa. Nếu nơi này không phải cấm khu, có thể mạo hiểm. Càng là nguy hiểm, cơ duyên càng lớn, hẳn là đầy đủ 3 bên bọn hắn phân phối. Đông Hoàng Thiên Du nhìn Kim Nguyệt Đế Tổ đuổi theo nơi xa liền đoán được lão gia hỏa này không cam lòng. Tần Diễm đang làm gì? Đông Hoàng Thiên Du cúi người dò xét địa tầng, sẽ không phải thật gặp nguy hiểm gì chứ? Chương 3446 Huyết Hà Trầm Luân. Tần Diễm chìm ở sâu trong địa tầng, cách bình chướng hắc ám ngắm nhìn tình cảnh bên trong. Hắn, bị rung động thật sâu. Hắn vậy mà không biết nên phá vỡ nơi này hay nên yên lặng rời khỏi. Sâu trong địa tầng mờ tối là vô biên không gian thái âm vô tận. Nơi đó âm hàn thấu xương. Hắc ám hoang vu. Một gốc thái âm thụ cắm rễ địa tầng, đứng vững trên mặt đất sâu trong tầng không gian. Đại thụ từ lá cây đến thân cây lại đến rễ cây đều đen kịt cứng cáp. Tán cây chậm rãi đung đưa, khuấy động lên thái âm cương khí gào thét, nhìn như bình tĩnh,
lại như gió lốc giống như muốn cuốn cả thiên địa, mục nát lấy hết thảy trong không gian, đừng nói là huyết nhục chi khu, xem như thần khu đế cốt, đều khó mà chống cự cương khí như đao. Rễ cây uốn lượn như thạch lĩnh khuếch tán ra mênh mông hơn nghìn dặm phạm vi, cắm rễ càng sâu trong địa tầng, như là thẳng tới hạch tâm tinh cầu. Giọt giọt thái âm thủy từ trong tán cây vẩy xuống, tích lũy tháng ngày xen lẫn thành dòng suối, im ắng uốn lượn, yên tĩnh như chết, giống như là tay thượng thương nắm mực đậm, chậm rãi bôi chết lấy đại địa hắc ám. Tuy nhiên, bên trong vùng thế giới này cũng không phải không có chút tia sáng nào, nhưng cũng chính là nơi nở rộ ánh sáng thật sâu kích thích ý thức tần diễm. Vị trí tít ngoài rìa không gian thái âm vậy mà có một đầu huyết hà tinh hồng yên lặng. Tựa như một đầu huyết hoàn giữ tợn nhốt chặt phạm vi không gian thái âm mở rộng. Nhìn tựa như là chúa tể cấm khu bố trí, lấy biên giới tuyến định không cho không gian thái âm mở rộng. Nhưng Tần Diễm biết, không phải. Bởi vì trong máu cuộn sừng sững từng cây bạch cốt giống như ngọn nến, thiêu đốt máu tươi, phóng thích ra huyết quang, chống cự lại thái âm khí tức xâm nhập. Gần mỗi một cây bạch cốt đều chiếm cứ một sợi hồn phách màu xanh. Có nhân tộc ngồi xếp bằng, có mãnh thú ẩn núp, có ma quái yên lặng, chờ chút. Cách mỗi đoạn khoảng cách đều đứng thẳng một ngọn nến, chiếm cứ một sợi hồn phách. Kéo dài hơn vạn dặm trong huyết hà, vậy mà phân bố 20-30 chỗ, ngọn nến, như thế này, cũng chính là những ngọn nến thiêu đốt kia để cho hắc ám vô tận có ánh sáng yếu ớt mà âm trầm. Tần Diễm nhìn tình cảnh phía dưới, nghĩ đến một khả năng. Thế giới này không thể nào có huyết nhục, sở dĩ xuất hiện ở đây, chỉ có thể có một lời giải thích. Đó chính là kẻ xông vào thời điểm tinh vực truyền thuyết mở ra, phát hiện nơi này, xông đến nơi này, sau đó bị vây ở chỗ này. Bọn hắn bị thái âm khí tức xâm nhập, nhận lấy trọng thương, rốt cuộc không thể rời bỏ. Nhưng, đó là 500 ngàn trước. Cũng mang ý nghĩa, bọn hắn một mực bị vây ở chỗ này, một mực dùng hài cốt nhóm lửa huyết hà, chống cự thái âm. Đó là máu bọn họ hình thành sông sao. Đó là hài cốt bọn họ đang thiêu đốt máu mình sao. 500 ngàn năm. Tại sao linh hồn không có biến mất? Bởi vì, nơi này không có luân hồi. Toàn bộ thế giới, đều không có luân hồi. Cơ thể đã hủ, linh hồn không có nơi hội tụ. Nhưng 500 ngàn, không phải 5 ngày, không phải 5 tháng, không phải 5 năm, mà là 50. Vạn năm. Xem như vùng đất thái âm cùng loại với địa ngục cũng rất khó để linh hồn vĩnh hằng không tiêu tan như vậy. Bọn chúng có thể may mắn còn sống sót đến bây giờ. Trừ nhờ vào khí thức âm u không gian thái âm, càng quan trọng hơn vẫn là huyết hà tẩm bổ. Huyết hà cũng không nên chỉ là máu của chính bọn hắn, rất có thể là. Tần Diễm lại nghĩ tới một loại khả năng nào đó, lúc trước tinh vực mở ra, các tộc hỗn chiến, vẫn lạc vô số thánh hoàng, thần ma cùng đại đế, thậm chí là máu tươi chí tôn đại đế. Cũng bao gồm cường giả đại chiến, vẩy xuống thánh huyết, thần huyết cùng đế huyết, cuối cùng đều bị hội tụ đến trong chín cấm khu thái âm. Mỗi lần tinh vực mở ra, đều là rất đông cường giả tụ tập. Hơn 9 phần đều sẽ đổ máu, tụ lại, chính là máu tươi khó có thể tưởng tượng. 5 phần cường giả đều sẽ chiến tử, thánh huyết, thần huyết, đế huyết, chí tôn huyết càng là mênh mông như biển, lại sinh cơ bàng bạc. Vô số máu tươi cuối cùng thấm vào địa tầng, chiếm cứ đến vùng đất thái âm, tạo thành huyết hà đặc thù. Tần Diễm thậm chí hoài nghi, linh hồn của cường giả chiến tử đều không có biến mất. Mà đều bị thế giới này hấp thu, đi đến vùng đất cực âm. Bộ phận không chống đỡ được, sau mấy chục vạn năm triệt để tiêu vong, duy chỉ có số rất ít kiên trì được. Tần Diễm cảm nhận được đả kích cường liệt. 500 ngàn năm, tiếp tục đốt xương đốt máu, kéo dài cô độc cùng giá lạnh. Bọn hắn đang kiên trì cái gì? Lại là dạng ý chí gì để bọn hắn chịu tới bây giờ? Là kiêu ngạo của đế sao? Là có tâm nguyện chưa hoàn thành? Vẫn đang mong đợi hy vọng hư vô mờ mịt. Tần Diễm nắm chặt nắm đấm, lo lắng có nên phá vỡ cấm chế này hay không, để vùng đất thái âm cùng thế giới thật sự xuyên suốt, phóng thích đế hồn mệt mỏi bên trong. Nhưng, bọn chúng ở trong hoàn cảnh như vậy tiếp nhận lâu như vậy, sở dĩ có thể tồn tại, đều là ỷ lại vào thái âm cùng huyết khí, tương đương với cô hồn dã quỷ sinh tồn ở trong địa ngục. Một khi rời khỏi, khí tức tự nhiên phía ngoài cùng uy lực thái dương lúc nào cũng có thể để bọn hắn tan rã. Nhưng nghĩ lại còn muốn, bọn chúng đau khổ kiên trì đến bây giờ, không phải liền chờ cái vọng hư vô mờ mịt sao? Tần Diễm mặc dù bạo ngược dã man, nhưng không phải ác nhân. Có lẽ chỉ là trước đó thôi. Nhưng, từ chân thân đến phân thân, mấy trăm ngàn năm thậm chí trăm vạn năm trưởng thành, sớm đã để bọn hắn phát sinh thay đổi.
bản tính khó rời thay đổi, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần chính nghĩa. Đây là điều phụ thân đặc biệt yêu cầu chân thân cùng phân thân đi bồi dưỡng. Cho dù không đổi được tính tình táo bạo, cũng muốn bồi dưỡng được mấy phần chính nghĩa để cho mình thoạt nhìn như là cá nhân, để cho người khác không xem ngươi trở thành dã thú, để cho người khác nguyện ý kết giao với ngươi. Chương 3447 ngoài ý muốn. Không vì cái khác, chỉ cân nhắc vì mẫu thân, đừng có lại để nàng nhớ mong. Tần Diễm cắn răng, đột nhiên bước lên, cưỡng ép xông vào bình chướng thái âm. Hắn làm quyết định mạo hiểm. Dưới tình huống không hủy đi bình chướng, đơn độc xông vào nơi đó, tiếp dẫn những đế hồn rời khỏi. Sau khi bảo đảm bọn hắn đều an toàn, lật tung địa tầng, phá toái không gian thái âm, tìm kiếm bảo vật. Làm như vậy xác thực mạo hiểm, không phá ra bình chướng, không tiếp xúc cùng thế giới bên ngoài, năng lượng thái âm nơi này sẽ vô cùng khủng bố, tương đương với xông vào lĩnh vực thái âm, hắn một mình tiếp nhận tất cả nguy hiểm. Quả nhiên, khi Tần Diễm bao quanh huyền hoàng năng lượng xông vào không gian thái âm, gần như huyền hoàng năng lượng khí tức chí dương lập tức dẫn tới thái âm thụ cảnh giác. Thái âm cương khí gào thét bạo động, từ bốn phương tám hướng vọt mạnh tới. Thái âm hà lưu ly mở địa tầng, im ắng uốn lượn, cực âm cực hàn, tốc độ nhìn rất chậm, lại dung thực không gian, xâm nhập thời gian, phiêu miểu lướt qua thời không, đánh về phía Tần Diễm. Tần Diễm hóa thân mẫu đỉnh, khí thế nặng nề tăng mạnh vạn lần, đè sập thiên địa, đánh tới biên giới huyết hà, phóng thích huyền hoàng chiều dâng mãnh liệt, đối kháng chính diện khí tức thái âm. Đồng thời từ trong đỉnh lô đánh ra lít nha lít nhít thái dương tinh thạch, hấp dẫn cùng tiêu hao năng lượng thái âm. Thái dương tinh thạch giống như từng viên mặt trời nở rộ, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, nhiệt độ cao bành trướng, triệt để đảo loạn uy lực thái âm không gian thái âm, dẫn phát mãnh liệt dung chuyển. Trong biên giới huyết hà, các đế hồn lần lượt thức tỉnh. Bọn hắn không biết ngủ say bao lâu, ký ức thoái hóa, ý thức tinh thần sa sút, đột nhiên nhìn thấy tràng diện kịch liệt mà bạo động, đều có chút hoảng hốt. Bởi vì, bên trong thời gian vô tận, bọn hắn vô số lần chờ mong tinh vực truyền thuyết một lần nữa mở ra, bọn hắn vô số lần huyễn tưởng có cường giả phá vỡ địa tầng, giết tiến nơi này. Đây cũng là một giấc mộng sao. Đây cũng là giấc mộng lặp lại vô số lần, thoạt nhìn là hy vọng, lại luôn có thể để bọn hắn tuyệt vọng cùng đau đớn sao. Tần Diễm từ trên trời giáng xuống, chấn động địa tầng cực hàn cứng rắn, nương theo tiếng oanh minh trầm muộn, sụp ra từng đạo vết nứt. Nắp đỉnh xốc lên, huyền hoàng chiều dâng như đại dương mênh mông sôi trào, phóng lên tận trời, khuấy động tám phương, nghênh kích thái âm cương khí. Ầm ầm, thái âm cương khí tràn ngập đất trời nghiền ép đến, như ức vạn hàn đao, thời khắc cực âm, phá vỡ huyền hoàng, như chém chết sơn hà vạn tượng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên oanh kích đại địa mẫu đỉnh. Tần Diễm lần đầu tiên cảm nhận được năng lượng thái âm khủng bố như thế, vậy mà lay động được cả mẫu đỉnh, gánh vác huyền hoàng thủy triều trùng kích. Tại thời điểm vùng đất thái âm lâm vào dung chuyển, một chỗ huyết hạ uốn lượn, hai thân ảnh phiêu miểu đang ôm lấy một đầu lâu, từ trong mê ngủ thăm thẳm tỉnh lại. Các nàng giống như đế hồn khác, đều hoảng hốt hồi lâu mới nhìn về nơi xa bị thái âm chiều dâng bao phủ nguy nga cự đỉnh. Ký ức các nàng rối loạn, biến mất nghiêm trọng. Các nàng yên lặng nhìn một chút, một lần nữa cúi đầu, muốn tiếp tục ngủ say. Linh hồn đã quá mệt mỏi, suy yếu đến chịu không được bất kể tiêu hao gì. Các nàng muốn giữ lại năng lượng, chờ đợi tinh vực truyền thuyết mở ra một vòng mới. Nhưng, thời điểm các nàng sắp rơi vào trạng thái ngủ say, một đạo nữ ảnh đột nhiên nỉ non. Đó là cái gì, cảm giác quen thuộc, giống như gặp qua ở đâu. Một nữ ảnh khác nhận yếu ớt xúc động, cũng nhẹ giọng nói nhỏ. Quen thuộc, đúng vậy, cảm giác quen thuộc. Ý thức các nàng sắp ngủ say lần nữa thức tỉnh, nhìn phía chiến trường xa xôi, rất lâu. Các nàng đồng thời nói nhỏ. Đại địa mẫu đỉnh, Tần Diễm, sư phụ Ngọc Nhi, là bọn hắn tới sao? Tần Diễm dung chuyển uy lực thái âm, phát ra tiếng gào thét hùng hồn. Đều tỉnh táo lại. Đây không phải mộng, đây không phải ảo giác. Ta mang các ngươi rời khỏi nơi này. Thanh âm Tần Diễm cao vút mà nặng nề, tràn ngập khí tức huyền hoàng, nhưng cương khí trong không gian thái âm mênh mông thổi tan hết thảy năng lượng, bao gồm thanh âm. Nơi này hỗn loạn mặc dù tràng diện hùng vĩ, thanh âm như sấm, nhưng thời điểm truyền đến khu vực biên giới, đế hồn bọn họ chỉ thấy được hình ảnh phiêu miểu, cùng ba động yếu ớt. Tần Diễm đau khổ kiên trì hồi lâu, nhìn thấy xung quanh vậy mà không có gì phản ứng, tự mình hành động, bước về phía khu vực biên giới huyết hà. Đúng vào lúc này, một đạo đao quang phóng lên tận trời, từ phương hướng khác truyền đến.
Trong bóng tối cực âm cực hàn, sợi ánh sáng kia rất yếu, nhưng lại rất đặc biệt, đưa tới Tần Diễm đang quan sát chú ý. Tỉnh một người, rất tốt. Cho ta chờ ở nơi đó, ta từng cái cứu các ngươi. Chịu đựng, đừng hốt hoảng. Tần Diễm gào thét, tiếp tục bước lên phía trước mặt. Khu vực biên giới rời xa thái âm thụ, năng lượng thái âm hơi yếu bớt, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Oanh, oanh. Tần Diễm cuồng dã bước lên, rung động địa tầng cứng rắn, cũng run rẩy huyết hà. Một đạo đế hồn chiếm cứ nơi đó rốt cuộc cũng triệt để tỉnh táo lại, oanh minh đã lâu, năng lượng đã lâu để linh hồn của hắn kích động đến run rẩy. Tới đây, mang ngươi rời khỏi. Tần Diễm giơ lên huyền hoàng thủy triều, cuốn về phía linh hồn nơi đó. Linh hồn suy yếu mơ hồ, đã quá lâu không có hoạt động, nhưng vẫn cuốn lên còn thừa không có mấy xương cốt, phóng lên tận trời, đánh tới huyền hoàng thủy triều. Đây là một tôn nhân tộc đại đế, 50 vạn năm trước xông đến nơi này, thu hoạch to lớn, cảnh giới tiêu thăng, nhưng ngay lúc thời khắc tinh vực truyền thuyết sắp khép kín bị cường địch vây khốn, thảm thao trọng thương, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội rời khỏi nơi này, đau khổ dẫy dụa mấy chục năm sau, bị linh tộc tinh vực vây giết, đi đến vùng đất thái âm. Chương 3448 cố nhân biến mất một. Hắn có thể sống đến bây giờ cũng là bởi vì chấp niệm báo thù. Dù là hy vọng hư vô mờ mịt, nhưng vẫn đang khổ cực kiên trì. Nhịn xuống, từ từ thích ứng. Tần Diễm dùng huyền hoàng năng lượng đắm chìm vào đạo đế hồn kia, kéo vào đại địa mẫu đỉnh. Đế hồn yên lặng 500.000 năm, vì sinh tồn, cố gắng thích ứng không gian thái âm nơi này cũng bị thái âm uy lực xâm nhập nghiêm trọng. Đột nhiên xông đến trong không gian mênh mông mà bá liệt như thế này, suýt nữa đã tan thành mây khói. Cũng may đế hồn đủ mạnh, mãnh liệt kích ra huyết khí đế cốt, hình thành kén máu, vây mình lại. Tần Diễm chú ý tới tình huống bên trong, tranh thủ thời gian đánh rách tả tơi địa tầng, cuốn đi rất nhiều thái âm tinh thạch, nhét vào biên giới mẫu đỉnh, cho đế hồn một địa khu tạm thời giảm sóc. Ngươi là người phương nào? Vì sao cứu ta? Đế hồn tranh thủ thời gian mang theo kén máu chìm vào khu giảm sóc, mệt mỏi nói nhỏ. Sau này hãy nói, trước bảo mệnh. Ta chỉ phụ trách mang các ngươi ra ngoài, có thể sống sót hay không, nhìn tạo hóa chính các ngươi. Kế tiếp, đều tỉnh táo lại cho ta. Tần Diễm trực tiếp đụng vào trong huyết hà mãnh liệt nhấc lên, dọc theo huyết hà bước lên về phía trước, hắn lay động mãnh liệt huyết hà, cố ý phát ra oanh minh, nhắc nhở lấy đế hồn đang hoảng hốt mờ mịt. Khu vực trung ương. Thái âm thụ nổi giận, dễ già tráng kiện đột ngột nhảy lên, địa tầng lắc lư, chạc cây vung lên thái âm chiều cường, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích khu vực biên giới. Số lượng lớn thái âm hà tiến vào trong địa tầng, từ dưới đất lén lút đi, phục kích Tần Diễm. Tần Diễm càng đánh càng cuồng, nhưng cũng càng đánh càng kinh ngạc. Không hổ là vùng đất thái âm thế giới chúa tể, quả nhiên tương đương với tồn tại như địa ngục. Chân chính thực lực của thái âm thụ chỉ sợ muốn đến chí tôn. Nhưng đều đã như thế này, lại kiên trì. Có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Thực sự không được lại rút lui. Tần Diễm hét lớn, không để ý tiêu hao phóng thích ra huyền hoàng thủy triều, diễn biến núi sông vạn tượng, vần quanh bảo vệ ở xung quanh. Sau khi liên tục tiếp dẫn 4 vị đế hồn thứ tư đột nhiên mệt mỏi nhắc nhở. Huyết hà kết tinh, chính là vô thượng huyết bảo. Huyết hà kết tinh. Tần Diễm thoáng dừng lại, tra xét rõ ràng huyết hà. Huyết hà hình thành không chỉ là 50 vạn năm trước, mà là từ xưa đến nay, ngàn vạn năm, ước vạn năm đến nay, sau khi mỗi lần tinh vực mở ra, thánh linh, thần linh, đại đế, cùng các chí tôn tiến vào, chiến đấu thậm chí chiến tử lưu lại máu tươi, tích lũy tháng ngày hình thành. Thời gian đã lâu, khó có thể tưởng tượng sự mênh mông của năng lượng chữ hàng, càng không phải phàm. Cũng chính là mênh mông sinh cơ nương tựa theo trong huyết hà tẩm bổ linh hồn không thể nào luân hồi. Trợ giúp bộ phận đau khổ kiên trì đến bây giờ. Quả nhiên, Tần Diễm rất nhanh phát hiện chỗ đặc biệt. Đặc biệt không ở chỗ huyết hà, mà ở chỗ phía dưới huyết hà. Sau ước vạn năm lắng đọng, trong địa tầng dưới huyết hà vậy mà xuất hiện huyết dịch kết tinh. Bộ dáng quá đặc thù, giống như từng trái tim bành trướng nhảy lên, lan tràn ra lít nha lít nhít mạch máu, xuyên suốt cùng huyết hà mênh mông mãnh liệt mặt trên. Nếu như không phải đạo đế hồn kia nhắc nhở, Tần Diễm chỉ lo chống cự cùng cứu người, chỉ sợ sẽ không phát hiện được những huyết tinh này. Tần Diễm rung động, ước vạn năm lắng đọng, tôn huyết dịch của vô số thánh linh, thần linh, đại đế, chí ngưng tụ. Đây là bảo vật dạng gì? Tần Diễm bỗng nhiên chìm đến sâu trong huyết hà, va chạm địa tầng,
từ bên trong đào ra viên huyết tinh mọc đầy mạch máu kia. Huyết tinh như có được sinh mệnh, vậy mà giãy giụa kịch liệt, bộc phát ra huyết khí mãnh liệt, chống cự lại Tần Diễm giam cầm. Tần Diễm nó chân áp đến bên trong Huyền Hoàng Hải, ý thức mượn nhờ địa tầng nhanh chóng mở rộng, quét sạch dưới đáy không gian thái âm. Quả nhiên còn có. Đều là duyên thân mạch máu giống như xúc tu. Chỉ là số lượng không nhiều, chỉ có 2 viên. Tần Diễm rung động, ước vạn năm lắng đọng, huyết hà vậy mà chỉ lắng đọng 3 cái. Bởi vậy có thể thấy được, huyết tinh đặc biệt cường đại. Tần Diễm thậm chí nghĩ, thứ này nói không chừng có thể thai nghén ra một tôn đế. Tần Diễm rời khỏi địa tầng, trở lại huyết hà, tiếp tục nghĩ cách cứu viện đế hồn khác, thuận tiện chạy tới nơi có huyết tinh thứ 2. Lúc này, vệt đao quang xa xa gây nên qua hắn chú ý kia đột nhiên nhảy vọt lên, dọc theo huyết hà lao đến nơi này. Chủ động đến đây. Đủ quả quyết. Tần Diễm rất bất ngờ, yên lặng lâu như vậy, vậy mà có thể nhanh chóng tỉnh táo cùng làm ra phán đoán, thậm chí bày ra hành động, khó có được. Không hổ là ý thức đế hồn có thể kiên trì 500.000 năm, không phải tầm thường. Nhưng, Tần Diễm cẩn thận nhìn vài lần, lại đột nhiên định trụ. Đao mang rất quen thuộc. Là ảo giác sao? Đao mang mặc dù yếu ớt, nhưng tổng cộng có 2 thanh, còn rõ ràng đang cố ý diễn biến chiêu thức. Chính là những chiêu thức kia xúc động cảm giác quen thuộc trong ý thức hắn. Quen thuộc. Nơi này có người hắn quen. Hắn không có bằng hữu của hắn cũng không có ai xông đến nơi này ở 50 vạn năm trước. Chẳng lẽ là 100 vạn năm trước? Càng không thể. Có thể kiên trì 500.000 năm ở bên trong vùng đất cực âm. Đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, lại lâu liền quá mức. Chờ chút. Đao. Song đao. Tần Diễm biến thành mẫu đỉnh chấn động mãnh liệt, bên trong hồn nguyên đều xông ra Huyền Hoàng Hải, trong mẫu đỉnh ngưng tụ thành chiến khu, thể hiện phức tạp vừa lại kinh ngạc. Thiên Đao Vương. Dương Ngọc. 50 vạn năm trước, sư đồ Thiên Đao Vương cùng Dương Ngọc trong lúc du lịch vũ trụ đột nhiên biến mất, ngay cả nguyên hỏa sinh mệnh đều dập tắt. Dương Điên Phong. Đỗ Tòa cùng Thiên Vương Điện đều triển khai kéo dài lùng bắt, điều tra nguyên nhân Dương Ngọc cùng Thiên Đao Vương tử vong, nhưng chậm chạp không có kết quả. Chương 3449 Cố Nhân Biến Mất 2. Đó là một vụ án chưa Thiên Vương Điện giải quyết, cũng kích thích Dương Điên Phong mất lý trí. Phụ thân không thể không phong ấn vợ chồng bọn họ, chúc tạo luân hồi quan, rời rạc ở giữa thế giới thật sự cùng U Minh Địa Ngục. Phụ thân còn phát ra lệnh giải thưởng cấp vũ trụ, điều tra chân tướng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Từ đầu đến cuối đều không có bất kể thu hoạch gì. Chẳng lẽ, bọn hắn 50 vạn năm trước xông vào tinh vực truyền thuyết. Siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo thái âm chi hà đột nhiên xông ra địa tầng, không một tiếng động, dung thực thời không, nhìn như phiêu miểu lại giống như roi sắt hung hăng quất vào bên trên mẫu đỉnh. Nương theo oanh minh đinh tai nhức óc, mặt ngoài mẫu đỉnh lưu lại vết tích nhìn thấy mà giật mình. Thái âm chi hà không thể phá vỡ đỉnh lô, cũng rất bất ngờ, tiếp đó nhao nhao bay lên không, tiếp tục khởi sướng vọt mạnh. Ầm ầm, Huyền Hoàng triều dâng xung quanh Tần Diễm nháy mắt bạo động, cuồng kích 4 phương 8 hướng, cuồn cuộn mênh mông thái âm không gian. Hắn phóng lên tận trời, đón nhận 2 cỗ đao mang kia. Ngàn vạn là các nàng. Ngàn vạn đúng. Các nàng không chỉ có dính đến án chưa giải quyết của tinh cầu Tu La, càng là người bọn người phụ thân rất quý trọng. Dương Ngọc mặc dù không có đi cùng với hắn, nhưng cửu thế luân hồi, sau khi nhặt lại ký ức, vẫn chân chính trên ý nghĩa gia nhập Thiên Vương Điện. Phàm là trải qua cửu thế luân hồi, đều là cường giả phụ thân khâm định vĩnh sinh bất tử, càng là tinh cầu Tu La chinh chiến vũ trụ. Chạy dọc theo huyết hà, tránh khỏi thái âm thụ. Tần Diễm duy trì lấy hình thái mẫu đỉnh, đụng vào huyết hà lao nhanh, nhấc lên huyết quang ngập trời, xông về 2 đạo đao quang yếu ớt. Đao quang hoành kích, kịch liệt xoay tròn. Giống như 2 lưỡi đao gió lốc, không quan tâm đánh vỡ tất cả ngăn trở trước mặt. Năng lượng linh hồn của các nàng ba động kịch liệt. Đó không phải là mộng. Tuyệt đối không thể là mộng. Không thể nào là mộng. Nếu không, tuyệt vọng tùy theo mà đến sẽ triệt để nuốt hết ý chí các nàng đau khổ kiên trì, vĩnh viễn tiêu vong trong vực sâu âm hàn này. Nhưng, đã 500.000 năm rồi sao? Các nàng thật kiên trì 500.000 năm sao? 500.000 năm. Cái này là thật sao? Thái âm thụ mãnh liệt lắc lư, toàn bộ không gian triệt để lâm vào hắc ám, tất cả ánh sáng đều bị che lấp. Bao gồm ánh sáng huyền hoàng của Tần Diễm, huyết quang trong huyết hà. Thái âm bạo động, không thua gì địa ngục thế giới cuồng nộ.
tất cả mọi thứ trong không gian 3.000 dặm đều giống như muốn chôn vùi tiêu tán. Huyết hà chiếm cứ mấy chục vạn năm đều nhanh chóng khô kiệt, tất cả đế hồn tản mát ở bên trong đều bị đả kích chí mạng. 500.000 năm bình tĩnh và cân bằng tại thời khắc này triệt để bị đánh vỡ. Thái âm thụ có thể tiếp nhận đế hồn bọn họ tồn tại, không có nghĩa là có thể tiếp nhận đám đế hồn rời khỏi. Hai đạo đao mang nhanh chóng ảm đạm, đế hồn bao quanh hòa tan giống như cát chảy. Tần Diễm, Thiên Đao Vương phát ra hò hét nghiêm khắc lại dẫn theo mấy phần thê lương. Chịu đựng, ta đến rồi. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, không gian lắc lư, bên trong mẫu đỉnh tuôn ra hai đạo ánh sáng hồng mông, là ánh sáng cực hạn huyền hoàng diễn biến, đại biểu cho uy lực thẩm phán chí cao vô thượng, xua tan hắc ám, mở ra không gian, đẩy lui thái âm, tại thời khắc cuối cùng bọc lại hai đạo đế hồn. Tần Diễm âm thầm nghĩ mà sợ, tiếp đó bay thẳng lên trời, trước khi thái âm chiều dâng hai lần bộc phát, cuốn toàn bộ các nàng vào bên trong mẫu đỉnh. Tần Diễm, Dương Ngọc khẽ nói, khó có thể tin, thật không phải là mộng sao. Nói cho ta biết, đây không phải mộng. Linh hồn chi hỏa Thiên Đao Vương yếu ớt ba động. Tinh vực truyền thuyết mở ra. Ta, phân thân Tần Diễm thứ năm, tiếp các ngươi về nhà. Phụ thân, Thiên Vương Điện, cũng chờ các ngươi rất lâu. Tần Diễm tiếp dẫn nắp đỉnh, rơi trên mẫu đỉnh. Tiếng oanh minh kịch liệt, nương theo Tần Diễm hào hùng cùng kích động, vang vọng vùng đất thái âm. Thật sự là các nàng. Thật sự là Thiên Đao Vương cùng Dương Ngọc. Hắn vậy mà tìm được các nàng ở nơi này. Trách không được đột nhiên biến mất, trách không được không có chút tung tích nào. Tần Diễm thật may mắn không có mù quáng lật tung đế thành, vùng đất thái âm triệt để bại lộ trong môi trường tự nhiên, nếu không thật khả năng hại chết các nàng. Về nhà, linh hồn Thiên Đao Vương cùng Dương Ngọc suy yếu ba động, sau khi nhẹ giọng nỉ non, song song lâm vào hôn mê. Ta, mang các ngươi về nhà. Tần Diễm tiếp tục bộc phát chống đỡ thái âm chiều dâng chấn áp, điên cuồng phá vỡ địa tầng, nhanh chóng trở về rừng rậm phía ngoài. Thái âm bộc phát, đế hồn khác đều bị tiêu diệt. Không cần thiết ở lại chỗ này kiên trì. Đi ra, Đông Hoàng Thiên Du nhẹ nhàng thở ra, nhưng không chờ nàng đi qua hỏi thăm tình huống. Tần Diễm lại ầm vang rơi xuống đất, hướng về phía bầu trời mênh mông, phát ra tiếng gào thét cuồng liệt. Giống, hống hống hống, thân thể Tần Diễm tăng vọt, tương tự dã thú, toàn thân treo đầy khí tức huyền hoàng như thác nước, hắn hướng phía vũ trụ mịt mờ phát ra hò hét, hướng về tất cả phân thân phát ra hiệu triệu. Mặc dù đám phân thân đều tản mát tại tinh vực khác biệt, khoảng cách rất xa, hắn không thể nào thông báo đến tất cả. Nhưng, hắn chỉ cần truyền lại cho một cái. Đối phương lại truyền tin ra ngoài liền có thể truyền lại đến một cái khác lại truyền lại. Cứ thế mà suy ra, luôn có hy vọng truyền cho phụ thân. Cho dù không thể nào truyền cho phụ thân, cũng có thể kinh động chư vị vương hầu Thiên Vương Điện tản mát các nơi vũ trụ. Giống, toàn thân Tần Diễm chảy xuôi khí tức huyền hoàng dần dần mãnh liệt, cho đến sôi trào, khuấy động đất trời, cuồn cuộn khung trời, trải rộng ra mênh mông 10 vạn dặm. Lấy 10 vạn dặm Sơn Hà là pháp trận. Nhấc lên mênh mông huyền hoàng ba động, trùng kích vũ trụ, cảm ứng phân thân. Chương 3450 cố nhân biến mất ba. Bên trong gào thét tràn ngập sóng âm, ý thức hỗn tạp, tận hết khả năng truyền ra tin tức rõ ràng. Gần Thiên Nguyên tinh vực xuất hiện tinh vực truyền thuyết. Phát hiện Thiên Đao Vương, Dương Ngọc. Linh hồn không việc gì. Truyền tin, chư vị vương hầu Thiên Vương Điện. Truyền tin, chúa tể Tu La. Tần Diễm gần như điên cuồng. Dung hợp thiên địa Sơn Hà, phát ra hồng liệt gào thét. Tần Diễm, người điên rồi, mau dừng lại. Bọn người Đông Hoàng Thiên Du kinh ngạc vừa khẩn trương, đây là nổi điên làm gì? Nhìn điệu bộ này giống như muốn nổ tung. Đi xuống phía dưới chịu ủy khuất. Hay phát hiện thiên đại bảo bối. Hắn một mực như vậy phải không? Triệu Tử Mạt rất phiền muộn, đại ca ơi, chúng ta bây giờ còn gặp phải lùng bắt, người táo bạo gào thét như thế này, rất dễ dàng bại lộ. Một mực cái dạng gì? Đông Hoàng Thiên Du muốn ngăn cản, nhưng toàn thân Tần Diễm sôi trào năng lượng huyền hoàng càng ngày càng kinh khủng, che mất vô tận Sơn Hà, đánh thẳng vào mênh mông thiên địa, đưa nhìn ra xa, khắp nơi dãy núi đều như là sóng lớn chập trùng cuồn cuộn. Quản lý cảm xúc có vấn đề. Triệu Tử Mạt nhún vai, xong, không bại lộ cũng không được. Hẳn là có nguyên nhân, để hắn phát tiết một chút, xong ngay đây. Đông Hoàng Thiên Du ra hiệu vạn đạo thần thụ tranh thủ thời gian rút lui ra sau, thiên địa xung quanh cũng bắt đầu bạo động, như cùng Tần Diễm hòa làm một thể. Giống. Tần Diễm giơ hai tay lên trời,
huyền hoàng thủy triều sôi trào, tái diễn tuyệt tích tương tự khu mỏ quảng trước đó, hiện ra thần bí đạo ngấn xung quanh giữa thiên địa. Đạo ngấn thần bí phiêu miểu, răng khắp nơi, trải rộng tất cả mọi nơi. Núi cao núi lớn, hồ nước hà triều, rừng rậm thảo nguyên, đại địa cùng vực sâu các loại, toàn bộ bị cưỡng ép tỉnh lại. Tần Diễm cùng tất cả đạo ngấn giao hòa, bọn nó biến thành pháp trận, mà thức tỉnh sơn hà vạn vật thì là năng lượng chi nguyên. Hắn đang gầm thét, hắn đang truyền lại tin tức. Hắn cuồng nhiệt lại kích động. Đây thật sự là kỳ tích. Đây thật sự là cơ duyên trời ban. Các nàng vậy mà còn sống, các nàng còn sống. Sau khi tin tức khuếch tán, tất cả vương hầu thiên vương điện du lịch vũ trụ đều sẽ nhanh chóng tụ tập. Bọn người Dương Điên Phong, Đỗ Toa ngủ say, thậm chí là mẫu thân bọn hắn, đều có thể một lần nữa thức tỉnh. Phụ thân, đều có thể rời khỏi biên giới vũ trụ, lao tới nơi này. Vì tận hết khả năng gây nên phân thân khác chú ý, phóng thích tin tức rõ ràng hơn, Tần Diễm triệt để dung nhập vô tận sơn hà, lấy 10 vạn dặm thiên địa làm nguyên, hướng về vũ trụ phát ra tiếng, mà không ngừng liên tục mà gào thét. Cái khác, mặc kệ. Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này. Hắn muốn để phụ thân, để thiên vương điện đều biết, thiên đao vương còn sống. Còn sống. Lại gặp được hắn, con trai Tu La, Tần Diễm. Hắn đang kêu cái gì? Hắn đang đối kháng với lấy cái gì thì phải, thanh thế kia cảm giác. À, rất cáu kỉnh. Kim Nguyệt Đế Tổ, Tam Sinh Đế Tổ, Thiên Vũ Đế Tổ chống cự lại năng lượng thiên địa cuồn cuộn, kỳ quái nhìn người khổng lồ ngẩng đầu lên trời gào thét, cũng chính là con trai Tu La bị thanh đồng quỷ tượng công bố thân phận. Mặc dù năng lượng vô cùng khủng bố, thao thao bất tuyệt, giống như 10 vạn dặm sơn hà bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ, nhưng... quá kỳ quái, đơn giản không hiểu thấu. Xung quanh lại không có kẻ địch, cũng không có gặp nguy hiểm gì, hắn cứ như vậy giơ tay hướng lên trời, rầm rống. Sơn hà cuồn cuộn, thiên địa rung chuyển. Phạm vi thật sự quá mênh mông, trọn vẹn 10 vạn dặm. Bên trong phạm vi 10 vạn dặm, đại địa cuồn cuộn như đại dương mênh mông chập trùng. Rừng rậm lay động như sóng chiều cuồn cuộn, không gian rối loạn, ánh sáng mê ly, cường giả đang thăm dò đều bị chấn động mạnh, nhao nhao tìm kiếm đầu nguồn bạo tạc. Bên ngoài phạm vi 10 vạn dặm, vô số cường giả đều bị oanh minh và cường quang hấp dẫn, đưa nhìn ra xa, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngay sau đó kích động la lên, khống chế chiến thuyền gào thét mà đi. Bọn hắn đều nghĩ rằng bảo vật xuất hiện, rất có thể là siêu cấp bảo bối. Tần Diễm ngửa đầu lên trời gầm thét trọn vẹn 10 ngày 10 đêm, thanh triều hùng hồn, 10 vạn dặm sơn hà dung chuyển, hấp dẫn số lớn cường giả tụ tập. Chỉ là sau khi chạy tới nơi này nhìn Tần Diễm giống như nổi điên, đều không hiểu thấu. Đây là đang giống cái gì? Bảo bối gì kích động thành như thế này? Cũng có người kích động nhanh chóng rời khỏi, tìm kiếm thanh đồng quỷ tượng cùng hoàng kim chiến thuyền lĩnh giải thưởng. Duy chỉ có vẻ mặt Kim Nguyệt Đế Tổ đều tái đi. Thật vất vả phát hiện nơi bảo bối, đang muốn cùng Tam Sinh Đế Tổ cùng Thiên Vu Đế Tổ thương lượng như thế nào hành động, như thế nào dưới tình huống không kinh động bất kỳ người nào lặng lẽ khai phát, rồi bây giờ. Náo nhiệt, oanh động. Tên điên này và hắn có thù hả? Là lão thiên phái tới trừng phạt hắn. Đây không phải khắc tinh, quả thực là tai tinh. Tam Sinh Đế Tổ cũng không có cách nào, hắn muốn giống tới khi nào. 10 ngày rồi. Bọn hắn cứ như vậy nhìn hắn giống 10 ngày liền. Không dừng lại uống miếng nước. Thánh Hoàng cùng các thần linh trên chiến thuyền đều không thể không trốn ở bên trong chiến thuyền, không dám đi ra ngoài lộ diện, thanh âm này quá mẫu thân nó vang dội, có thể gào vỡ linh hồn người ta. Bọn hắn rất muốn thuyết phục đế tổ rời khỏi một khoảng cách, nhưng đế tổ bọn họ giống như không chịu tùy tiện, lùi bước, còn mong mỏi bảo vật dưới mặt đất. Rốt cuộc cũng. Sau khi Tần Diễm hét lớn 10 ngày 10 đêm, huyền hoàng thủy triều sôi trào bắt đầu thu liếm. Ba động khủng bố cuồn cuộn 10 vạn dặm sơn hà dần dần bình phục. Trên chiến thuyền tụ tập nơi xa, tất cả cường giả đều nhẹ nhàng thở ra. Đông Hoàng Thiên Du rất muốn hỏi con hàng này bị làm sao, nhưng nhiều người đang trông coi, không tốt công khai lộ diện. Chương 3451 cố nhân biến mất 4. Tần Diễm chậm chậm, ý thức xâm nhập mẫu đỉnh, tra xét rõ ràng hai đạo linh hồn. Mặc dù vô cùng suy yếu, giống như lúc nào cũng có thể hôi phi yên diệt. Nhưng tóm lại là không có tiêu tán. Ý thức Tần Diễm nhanh chóng tìm kiếm linh quả cùng tinh thạch chữ hàng trong huyền hoàng hải, những linh quả cùng tinh thạch tẩm bổ linh hồn đều được phóng tới bên cạnh các nàng, duy trì linh hồn kéo dài. Hắn không hiểu linh hồn ảo diệu, chỉ có thể đơn giản làm như vậy. Tần Diễm rất kích động, đối với Tu La thế giới bọn hắn mà nói,
Đây chính là một sự kiện lớn, nhưng, hắn cũng rất lo lắng. Linh hồn Dương Ngọc cùng Thiên Đao Vương có thể bảo tồn đến bây giờ, trừ thế giới này không có linh hồn luân hồi ra, hẳn là còn có nguyên nhân không biết khác. Một khi tinh vực truyền thuyết một lần nữa ẩn nấp, hắn mang theo các nàng rời khỏi hệ thống thế giới này, hoàn toàn bại lộ trước mặt đại pháp tắc vũ trụ, các nàng còn có thể tiếp tục tồn tại không? Tần Diễm đang mong đợi Thiên Vương Điện có thể kịp thời đuổi tới, có thể nghĩ ra biện pháp bảo trụ các nàng. Nhất là U Minh Vương. Nếu như hắn đưa các nàng ra khỏi vùng đất Thái Âm, lại không thể chân chính cứu các nàng. Khi Thiên Vương Điện đuổi tới, linh hồn hai người lại tiêu tán, sẽ là dạng tình cảnh gì? Khi vợ chồng Dương Điên Phong cùng Đỗ Toa thức tỉnh từ trong ngủ mê, đầy cõi lòng mong đợi chạy tới nơi này, lại sẽ tuyệt vọng như thế nào? Chiến khu Tần Diễm trăm mét đứng lặng trên đỉnh núi cao, ngước nhìn khung trời, yên lặng cầu nguyện bọn hắn mau chóng tới. Cho dù tới một người đưa cho hắn chú ý, sách cái đề nghị. Linh hồn lĩnh vực, thật không phải hắn am hiểu. Hắn đang làm gì? Không hiểu thấu giống lên 10 ngày, lại bắt đầu ngẩn người. Chiến thuyền nơi xa vây xem đều rất khẩn trương, dù sao cho tới bây giờ, không ai không biết thân phận người khổng lồ này. Phân thân Tần Diễm, con trai chúa tể Tu La. Đại địa mẫu đỉnh tinh cầu chúa tể mấy trăm vạn dặm thai nghén. Thanh đồng quỷ tượng lùng bắt hơn một năm, đều không có phát hiện tung tích. Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn công nhiên bại lộ thân phận, khẳng định là có vấn đề gì. Gia hỏa này sẽ không phải muốn ở chỗ này phục kích thanh đồng quỷ tượng đó chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ bằng chính hắn. Mặc dù hắn xác thực rất mạnh, nhưng thanh đồng quỷ tượng đều là chiến binh đỉnh cấp, hành động thành bầy, hắn đơn đấu giống như không có bất kỳ phần thắng nào. Mặc kệ. Chờ đi. Coi như những người của Thiên Vương Điện không đến, Khương Phàm tới cũng tốt. Long Quỳ tới cũng được. Bọn hắn đều là tinh cầu cấp thiên đế, khống chế toàn bộ pháp tắc, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp. Tần Diễm hoàn hồn từ trong hoảng hốt, việc cấp bách trước mắt là bảo trụ linh hồn của các nàng. Cái khác, xe đến trước núi ắt có đường. Oanh! Tần Diễm đột nhiên vỡ vụn núi cao, nổ lên bụi ngập trời mù, bay lên không bạo khởi, thẳng lên mây xanh. Trên không trung vạn mét, mây mù cuồn cuộn, năng lượng nguyên thủy bên trong nồng đậm mà bành trướng, ẩn ẩn diễn biến núi sông vạn tượng, giống như ảo ảnh một thế giới thần bí, vắt ngang phía trên thế giới thật sự. Tần Diễm phóng lên tận trời, phá vỡ mây mù, đã dẫn phát cảnh tượng mê vụ khủng bố giống như hủy trời diệt đất. Cường giả khắp nơi dãy núi kinh hãi đều theo bản năng rụt đầu một cái. Tốc độ Tần Diễm không giảm, liên tiếp phá vỡ 9 tầng trời, va vào hỗn độn hư không, tốc độ lại không giảm, xông về vũ trụ mịt mờ. Mấy trăm ánh mắt đồng loạt hướng về không trung, đưa mắt nhìn Tần Diễm rời khỏi thế giới này. Hắn, đi rồi. Giống lên nửa ngày, rời khỏi. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Ta còn tưởng rằng hắn đang bố trí bẫy, dụ sát thanh đồng quỷ tượng. Không phải hắn đi đón dẫn người nào đó chứ? Hắn không biết bên ngoài có con trai quỷ bí sao? Con trai quỷ bí thế nhưng là cường giả thiên đế cấp, hắn như thế này ra ngoài không phải tự chui đầu vào lưới. Con trai quỷ bí nào chỉ là cường giả thiên đế cấp, hắn đã từng còn săn giết qua tinh cầu cấp thiên đế. Cường giả trên tất cả chiến thuyền đều có chút mộng, hoàn toàn xem không hiểu Tần Diễm đang làm cái gì. Đi, đi. Bọn người Kim Nguyệt Đế tổ thoáng thở phào, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Đi thì tốt. Cường tộc khác hẳn là cũng sẽ tản đi. Chờ tất cả mọi người rời đi, bọn hắn có thể bí mật đào móc bảo vật. Đông Hoàng Thiên Du cùng mấy người Triệu Tử Mạt hai mặt nhìn nhau, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cứ đi như thế, chúng ta làm sao bây giờ? Hồi lâu, đang lúc mọi người muốn lần lượt lúc rời khỏi, đột nhiên vang lên từng trận kinh hô. Các ngươi nhìn, hắn trở về. A, thật trở về. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Hắn. Tốc độ thật nhanh. Hắn hóa thân thành đại địa mẫu đỉnh. Đó chính là đại địa mẫu đỉnh, thật sự là khí thế bao la. Tốc độ của hắn tăng nhanh, càng lúc càng nhanh, giống như một viên thiên thạch. Đám người nghị luận một lát, lâm vào bình tĩnh ngắn ngủi, sau đó. Ngọa tào, hắn muốn va chạm Sơn Hà. Hắn xông vào vũ trụ, vì kéo dài khoảng cách. Ai còn nhớ kỹ sự kiện Thiên Võ Tinh, hỗn đản này quét ngang cả viên tinh cầu trăm vạn dặm. Ngọa tào, hắn vừa va chạm, chẳng phải muốn phá hủy 10 vạn dặm Sơn Hà. Chạy, chạy mau. Hắn điên rồi. Quần hùng bên trong chiến thuyền hồi hộp,
điên cuồng thôi động chiến thuyền nổ bắn ra trời cao, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Nhanh, nhanh, nhanh nhanh nhanh. Đông Hoàng Thiên Du đều luống cuống, không lên tiếng ra hiệu một chút sao. Ngươi đáng giết ngàn đao. Kim Nguyệt Đế Tổ tức giận công tâm, chửi ầm lên. Phía dưới khẳng định có bảo bối, nhưng ngươi oanh oanh liệt liệt trang bức như thế, quá không đều biết rồi. Đây là ta phát hiện ra, ta phát hiện mà. Chương 3452 Đại Bạo Động. Tần Diễm rời khỏi mặt đất 5.000 dặm, sau khi hơi dừng lại, hóa thân đại địa mẫu đỉnh nguy nga hùng vĩ, hướng về phía tinh cầu truyền thuyết đụng vào. Oanh, rầm rầm rầm. Đại địa mẫu đỉnh cao tới vạn mét, hình như thiên nhạc, trọng lượng kinh khủng không thua gì hơn 2 triệu dặm sơn hà. Hắn mở ra màn trời, kéo lấy huyền hoàng khí cuồn cuộn, giống như viên thiên thạch cấp tinh cầu vạch phá vũ trụ mà đến, đụng tới chỗ phong ấn vùng đất thái âm. Tốc độ càng lúc càng nhanh, oanh minh càng ngày càng liệt, huyền hoàng triều dâng kéo dài bạo động, bảo hộ lấy mình, cũng tăng lên số lượng cường điệu. Tất cả chiến thuyền đều hốt hoảng chạy trốn, tận hết khả năng kéo dài khoảng cách. Chu cổ lực cùng lỗ thú cuốn lên vạn đạo thần thụ, trực tiếp rút lui từ hư không. Vùng đất thái âm, ra ta đến gõ cửa, mở. Tần Diễm gào thét rơi xuống 5.000 dặm, tốc độ đạt tới cực hạn, nhấc lên gió lốc tuyệt thế. Ầm ầm tiếng vang, mẫu đỉnh va chạm sơn hà. Nháy mắt va chạm, phóng xuất ra năng lượng khủng bố tuyệt luân. Địa tầng cứng cỏi răng rắc giòn vang, sụp ra lít nha lít nhít vết nứt, trong lúc thoáng qua mở rộng hơn vạn dặm, từ mặt ngoài mở rộng tới sâu trong tầng đất. Đại địa mẫu đỉnh ép vỡ đại địa, lật ngược địa tầng. Bởi vì mạnh hơn so với trước đó, trọn vẹn tăng vọt chừng 6 phần, giờ khắc này va chạm viễn siêu ở thiên võ tinh trước kia. Mấy ngàn dặm hơn vạn dặm địa tầng toàn bộ bị nhấc lên, nương theo dung nham cùng đá vụn, trùng thiên bạo kích mây mù trên không trung. Ngay sau đó khi năng lượng bạo động cuồng chiều trùng kích vào, liên miên vỡ vụn, oanh oanh liệt liệt rơi xuống. Bạo kích đưa tới địa chấn quét sạch vạn dặm, mấy vạn dặm, cho đến mười mấy vạn dặm, bụi mù đá vụn như tai biến tuyệt thế, tàn phá bừa bãi thiên địa, liên miên bất tuyệt, những nơi đi qua, đại thụ cổ lão bị nhổ tận gốc, linh quả ẩn nấp bị phá thành mảnh nhỏ, hải linh tinh thạch đều bị tung bay, như quang thiểm nhấp nháy khắp thiên tinh, mang đến mỹ cảm mấy phần cho tai nạn thê lương tràng diện khủng bố tuyệt luân. Bất kể là cường giả đang thoát khỏi, hay chiến tụ tập hướng về nơi này, toàn bộ bị bạo động triều dâng nuốt hết, mất đi khống chế kịch liệt nhấc lên. Đây không phải võ pháp thế công, lại mượn nhờ uy lực tự nhiên hình thành chấn động cường đại mạnh hơn đế cấp. Từ trên cao quan sát, giống như một loại sinh vật thần bí nào đó trực tiếp cho tinh vực truyền thuyết một quyền, kịch liệt chấn động cùng oanh minh quét sạch mấy vạn dặm. Mười vạn dặm, mười mấy vạn dặm, bụi mù che trời cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lao nhanh không ngừng. Ngay cả con trai quỷ bí đều bị kinh động, đứng ở trước thanh đồng điện nhíu mày chú ý. Đây là chiến đấu gì? Chẳng lẽ là chí tôn cấp đang giao thủ? Dạng gì bảo vật có thể ép chí tôn động thủ? Quy mô này quá mức, có vẻ như không quá tôn trọng chúa tể truyền thuyết. Tần Diễm đứng tại sâu trong phế tích, một lần nữa hóa thành hình người, nhưng cao tới 100 mét, treo đầy huyền hoàng mê vụ. Làm đầu nguồn va chạm, nơi này trầm xuống hơn 80.000 mét, thẳng tới bình chướng thái âm. Mặc dù địa tầng nơi này cực kỳ cứng rắn, như vạn niên hàn băng, nhưng va chạm mãnh liệt vẫn sụp ra vết nứt. Còn không phá nổi sao? Một lần không được, vậy làm hai lần. Tần Diễm bạo tạc trong nháy mắt, quay về bầu trời, phá vỡ tầng tầng mây mù, trùng kích hỗn độn hư không, thẳng tới không gian vũ trụ. 5.000 dặm. Oanh! Tần Diễm một lần nữa hóa thành đại địa mẫu đỉnh, sôi trào huyền hoàng thủy triều cuồn cuộn, bao la hùng vĩ, nguy nga nặng nề. Bên trong ánh sáng nở rộ như là khai thiên tích địa, sơn hà mới sinh. Nương theo gào thét mênh mông, hắn đánh xuống tinh vực truyền thuyết. Chiến ý hắn dâng cao, khí thế hùng hồn, rất có tư thái phá toái sơn hà, đạp diệt vạn vật khủng bố. Chỉ là, tại thời điểm cảm xúc hắn tăng vọt, đằng đằng sát khí trùng kích mặt đất, không có chú ý tới trong hư không quanh quẩn một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thở dài đến từ chúa tể. Ầm ầm, Tần Diễm va chạm. Đã dẫn phát hai lần bạo tạc, kinh khủng ba động trùng kích lần nữa khuấy động địa tầng, để những kia địa tầng miễn cưỡng ổn định toàn diện vỡ vụn, dung nham uốn lượn bên trong mặt đất thuận theo lít nha lít nhít vết nứt mãnh liệt lao ra, hòa tan vào nham thạch, đốt cháy rừng rậm, dẫn phát tai biến đại hỏa trong bụi mù cuồn cuộn. Chiến thuyền các nơi vừa mới ổn định bên trong bạo loạn, không đợi thở phào, cuồng phong mãnh liệt đập vào mặt cùng năng lượng lần nữa tung bay bọn hắn. Còn đến, không xong.
Bên trong hỗn loạn oanh minh tràn ngập tiếng gầm thét cùng chửi mắng của cường giả các phương. Lần này, Tần Diễm bạo kích siêu trọng lực, rốt cuộc cũng phá vỡ tầng bình chướng sau cùng kia. Không gian thái âm ầm vang sụp đổ, đá vụn rơi xuống, va chạm thái âm đại địa, bên trong phong tồn thái âm khí tức thời gian vô tận, theo mặt đất sụp đổ phóng lên tận trời. Tần Diễm đứng chịu mũi xào lọt vào trùng kích, cho dù chuẩn bị kỹ càng, toàn thân vần quanh khí tức huyền hoàng vẫn suýt chút nữa bị thổi tan, hồn nguyên bên trong mẫu đỉnh đều suýt chút nữa bị đông kết. Thái âm xâm nhập, hắc ám cuồn cuộn, giống như biển gầm cuồn cuộn tám phương, tảng đá cứng rắn, may mắn còn sống sót cây rừng xung quanh nhao nhao biến thành bụi, theo gió mạnh gào thét khuếch tán ở trong thiên địa. Mặc dù phía dưới chỉ là mấy ngàn dặm không gian, nhưng phong tồn thái âm khí tức như đại dương mênh mông. Như là địa ngục mở cửa, xuyên suốt sinh tử lưỡng giới. Thái âm như bách quỷ xuất uyên, vạn quỷ kêu to, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trong thiên địa. Va chạm đưa tới mãnh liệt bạo động cùng kéo dài cuồng phong liệt diễm, tăng lên thái âm khí tức tấn mãnh khuếch tán, từ vài trăm dặm đến mấy ngàn dặm, lại đến bên ngoài vạn dặm, xâm nhập các cường giả chật vật dãy giụa. Tần Diễm kiên trì đến thủy triều thái âm khí tức bạo động mạnh nhất qua đi, xông vào không gian hắc ám. Không gian nơi này bị va chạm phá thành mảnh nhỏ, địa tầng bên trong bị xé nứt, huyết hà bị tách rời, tất cả đều là cự thạch rơi xuống. Chương 3453 gặp phải, Hoàng Kim Chiến Tộc 1. Thái âm thụ tại nổi giận dãy giụa, phát ra gầm thét mát lạnh chói tai, như khúc địa ngục chiêu hồn, để cho người ta không rét mà run. Tần Diễm thừa dịp thái âm thụ còn không có kịp phản ứng, xua tan cự thạch, cuồng dã bước lên, điên cuồng đào móc thái âm tinh thạch trong địa tầng. Cực hàn huyền thiết, thái âm địa tủy, cửu âm chân tinh các loại bảo vật tuyệt thế hiếm thấy. Tinh thạch cùng kim loại như thế này đều là bên ngoài vùng đất cực âm cực hàn, trải qua thời gian vô tận lắng đọng hình thành. Mỗi một viên đều có giá trị liên thành, còn là có tiền mà không mua được. Chỗ như không gian thái âm hình thành tinh thạch, địa tủy các loại, càng quý giá, lại ẩn chứa năng lượng quý giá không có gì sánh kịp. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hai viên huyết tinh kia. Huyết tinh ngưng tụ ức vạn năm như là huyết hà chi tâm, quá quý giá. Nói là tạo nên tân đế mặc dù rất khoa trương, nhưng lại không phải rất khoa trương. Răng rắc. Thời điểm Tần Diễm đào móc, đột nhiên đào được một khối đồ to dài, giống như tảng đá, lại như là đồ sắt, âm lãnh cứng rắn, nhưng còn lâu mới có được trình độ bền bỉ như huyền thiết. Đây là... Tần Diễm ngẩng đầu, nhìn thái âm thụ đang cố gắng chữa trị bình chướng cực âm, ánh mắt thuận thân cây kéo dài đến trên rễ cây. Rễ cây trắng kiện, giống như đại mãng màu đen uốn lượn, răng khắp nơi mặt đất, sau đó mọc rễ vào trong địa tầng. Tần Diễm nhìn đồ trước mặt, nhìn lại rễ cây xa xa, trong đầu hiện lên theo sát. Âm mộc. Đây là âm mộc, hình thành sau khi rễ thái âm thụ chóc ra bên trong mặt đất. Thái âm thụ không thể nào một mực tồn tại, một mực sinh trưởng, cách mỗi một thời gian sẽ trải qua một trận biến đổi. Trận biến đổi kia sẽ từ rễ cây bắt đầu đến thân cây. Lại đến tán cây, cho đến toàn bộ. Biến đổi chính là tân sinh đều bắt đầu từ tàn lụi. Nơi này là vùng đất cực âm cực hàn, rễ cây tàn lụi và thân cây các loại, có chút sẽ biến mất, dung nhập địa tầng, tiếp tục tầm bổ đại địa, có chút thì có khả năng dưới cơ duyên xảo hợp có thể bảo tồn, cũng không ngừng liên tục hấp thụ uy lực thái âm. Mà những âm mộc này có nhất định tỷ lệ, mọc ra thái âm thụ mới. Đồ tốt, quý giá giống như hạt giống thái dương. Tần Diễm cuồng hỉ, cẩn thận từng ly từng tí móc ra, tiếp tục lật tới lật lui địa tầng, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều. Địa chấn cùng cuồng phong còn đang tàn phá bừa bãi phía ngoài. Sau khi tất cả chiến thuyền tại ổn định, đều nhanh chóng rút lui phía sau, kéo ra khoảng cách an toàn, để tránh tiếp nhận lần trùng kích thứ ba. Duy chỉ có bọn người Kim Nguyệt Đế Tổ liều mạng thôi động chiến thuyền. Người khác không biết Tần Diễm đang làm gì, bọn hắn lại đoán được, tên điên kia muốn đánh sụp địa tầng. Đào móc bảo vật phía dưới. Loại quy mô bạo động này, rất có thể sẽ phá vỡ. Nhanh nhanh nhanh. Bọn hắn nóng nảy thôi động chiến thuyền, phá vỡ cuồng phong gào thét, chống cự năng lượng bạo động, bằng tốc độ kinh người phóng tới đầu nguồn bạo tạc. Phía dưới khẳng định có bảo vật phi phàm. Tần Diễm thông qua va chạm mặt đất đến gây nên hỗn loạn, mục đích đúng là bức lui người xung quanh, trong thời gian ngắn nhất cuốn đi bảo vật phía dưới. Tên điên đáng chết. Ai nói Tần Diễm dã man vô não? Đây không phải rất thông minh. Nhanh nhanh nhanh, không thể để cho tên điên kia một người chiếm hết. Nhất là Kim Nguyệt Đế Tổ, chiến huyết sôi trào, hận không thể trực tiếp đi qua.
Hắn mặc kệ đó là con trai của ai, táo bạo cỡ nào, hắn đau khổ thăm dò hơn 2 tháng, thật vất vả phát hiện bảo địa, tuyệt đối không thể để tên điên kia một người độc chiếm. Sau khi Thái Âm Thụ tránh thoát cự thạch, không có vội vã trấn áp Tần Diễm, mà nhanh chóng tái tạo bình chướng không gian, chữa trị vết nứt địa tầng, thuận tiện tụ tập khí tức Thái Âm tiêu tán. Hắn không thể nào hoàn toàn bại lộ bên trong thế giới tự nhiên, nếu không sẽ trùng kích hòa hợp âm dương hệ thống thế giới, hình thành xâm nhập nghiêm trọng lại dài dằng dặc cho rừng rậm xung quanh. Tần Diễm khẩn trương lại phát hiện Thái Âm Thụ vậy mà không để ý tới hắn, nắm chặt thời gian tiếp tục đào móc địa tầng, tìm kiếm bảo vật. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn tăng lên. Hắn tựa như là máy xúc hoành hành địa tầng, cực hàn huyền thiết, Thái Âm địa tủy, liên miên thành tốp nhấc lên, bị lấy đi toàn bộ. Mặc kệ lớn nhỏ, một cái đều không buông tha. Không lâu sau đó, lại phát hiện khối âm mộc thứ hai. Mặc dù rất ngắn, nhưng khẳng định đã từng là bộ vị quan trọng của Thái Âm Thụ, lại trầm tích bên trong rộng lượng uy lực Thái Âm. Thái Âm Thụ chú ý tới nơi này, vô cùng tức giận, thậm chí là táo bạo, nhưng... Hắn nghe được ý chỉ đến từ Chúa Tể, chữa trị địa tầng quan trọng, xen lẫn bình chướng quan trọng hơn. Một nguồn năng lượng vô hình từ đỉnh khung trời vẩy xuống, bao phủ địa tầng sụp đổ. Nham thạch bừa bộn địa tầng rách nát bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Tinh thạch tung bay giữa thiên địa hòa tan thành năng lượng, tư dưỡng sơn hà phá toái. Chúa Tể. Tần Diễm bén nhạy bắt được một cỗ lực lượng thần bí. Chúa Tể muốn phong ấn nơi này. Tần Diễm bắt đầu khẩn trương. Nhưng vẫn cuồng dã đào móc thêm một thời gian. Cây này tốt, kiếm lời. Thời khắc cuối cùng, Tần Diễm lại còn thật đào ra một tiết âm mộc, kém một chút so với cái đầu tiên, nhưng đỉnh chóp âm mộc vậy mà xuất hiện một chút chồi non. Không khách khí. Cáo từ. Tần Diễm cuốn đi âm mộc, sôi trào huyền hoàng thủy triều bay thẳng lên trời, phá tan bình chướng đang khép lại, phá toái địa tầng đang đoàn tụ, oanh oanh liệt liệt xông ra mặt đất. Khi bọn người Kim Nguyệt Đế Tổ vội vã chạy đến, địa tầng trước đó phá thành mảnh nhỏ vậy mà khép lại, ngay cả hố sâu đều bị lấp đầy, rất nhiều nơi vậy mà bắt đầu sinh trưởng ra cây cối cùng hoa cỏ. Rõ ràng là thời gian nửa ngày ngắn ngủi nhưng thật giống như đã qua 30-50 năm, nếu như không phải xung quanh bụi mù đầy trời, gió mạnh gào thét, bọn hắn còn tưởng rằng trước đó va chạm chỉ là ảo giác. Chương 3454 gặp phải, Hoàng Kim Chiến Tộc 2. Bọn người Kim Nguyệt Đế Tổ trao đổi ánh mắt. Đều thấy được nghi hoặc trong đáy mắt nhau. Phá hư dễ dàng, tái tạo khó. Thuần túy tự nhiên diễn biến, tuyệt đối không có nhanh chóng như thế. Đây tuyệt đối là cố ý. Tần Diễm. Bọn hắn đều đã nghĩ đến nguyên nhân. Phân thân Tần Diễm là đại địa mẫu đỉnh, có tính bao dung cực mạnh cùng sơn hà vạn vật, càng có thể tái tạo sơn hà. Nhất định là tên điên kia đang chữa trị địa tầng. Đây coi là cái gì? Ăn một mình sao? Giữ cửa. Không chi người ta tiến vào, húp miếng canh cũng không cho. Đáng hận. Đánh, phía dưới khẳng định có bảo vật. Kim Nguyệt Đế Tổ không thể chờ đợi, thúc giục Tam Sinh Đế Tổ cùng Thiên Vu Đế Tộc tranh thủ thời gian động thủ. Bắt đầu đi, đánh. Tam Sinh Đế Tổ quay đầu thúc giục Thiên Vu Đế Tổ. Không phải hai người bọn họ không dám, thật sự loại việc cực nhọc khai hoang này, hắn cùng Kim Nguyệt Đế Tổ đều không phải rất am hiểu. Thiên Vu Đế Tổ không để ý đến bọn hắn sai sử, mà nhíu mày nhìn chằm chằm địa tầng đang khép lại. Bởi vì địa tầng vẫn chưa hoàn toàn khép lại, khắp nơi đều là khe hở, hắn có thể rõ ràng phát giác được phía dưới chiếm cứ khí tức âm u cực kỳ khủng bố. Kim Nguyệt Đế Tổ cứ nghĩ Thiên Vu Đế Tổ muốn phân càng nhiều bảo vật, vội vàng nói. Ta thề, từ hôm nay trở đi, ba bên chúng ta liên hợp chiều sâu, thân mật hợp tác. Lấy được tất cả bảo vật, đều sẽ phân phối bằng nhau. Chúng ta đều là cùng tinh cầu, còn cùng đại lục, từ xưa đến nay đều là minh hữu, không thể là vì một chút tư lợi lấy thêm chiếm nhiều, ảnh hưởng đến ổn định thiên võ tinh, để ngoại giới chế giễu. Đều giữ vững tinh thần, Tần Diễm cũng không phải người lương thiện. Nếu phong tỏa địa tầng ăn một mình sẽ không cho phép có người quấy rầy. Thiên Vu Đế Tổ hít một hơi, tế lên Thiên Vu Chiến Đao cuồng phách địa tầng. Ý chí mục nát bao quanh Thiên Vu Chiến Đao, để thiên địa đồng bi, vạn vật tàn lụi. Có được lực phá hoại cực kỳ khủng bố, nhất là đối với năng lượng tự nhiên. Oanh! Địa tầng vừa mới khép lại bị tàn khốc xâm nhập. Cường giả đế cấp, vĩnh viễn là cường giả chân chính ý nghĩa bên trong phạm vi vũ trụ, cũng là cường giả đỉnh phong, đế cấp trên tinh cầu càng là chúa tể chí cao vô thượng. Thiên Vu Đế Tổ bạo kích mãnh liệt, ngăn trở địa tầng khép lại,
mục nát lấy năng lượng tự nhiên tràn ngập bên trong. Kim Nguyệt Đế Tổ cùng Tam Sinh Đế Tổ không ngừng cổ động cho hắn, nhưng cũng chỉ có thể là cổ động. Dù sao hai người bọn họ am hiểu lĩnh vực khác biệt. Một là vấn đề huyết dịch, liên quan đến huyết mạch cùng sinh mệnh, một là vấn đề linh hồn, liên quan đến ý chí cùng luân hồi. Thiên Vu Đế Tổ đánh oanh oanh liệt liệt, đế uy cường hãn phối hợp với đế binh, không ngừng kéo dài hướng xuống. Chỉ là, hắn đánh giá thấp năng lượng địa tầng khép lại. Mặc dù đánh oanh oanh liệt liệt, tốc độ chìm xuống lại vô cùng chậm. Bởi vì không chỉ là Thái Âm Thụ đang phát lực, càng là chúa tể truyền thuyết đang quấy dày. Sau khi Tần Diễm rời khỏi, một đường phóng tới mấy vạn dặm, rút lui khỏi khu vực phế tích. Đang muốn ở tại chỗ chờ đợi bọn người Triệu Tử Mạt, nhưng lại nhìn vào Hoàng Kim Chiến Thuyền xa xa. Hoàng Kim Chiến Thuyền có tốc độ cực nhanh, giống như thiên toa nhanh chóng xoay tròn, đánh xuyên tầng tầng không gian, trong lúc thoáng qua chính là mấy chục hơn trăm dặm. 10 ngày trước, thời điểm bọn hắn nghe được gào thét bắt đầu hành động. Thời gian 10 ngày, rốt cuộc cũng xem như đuổi tới, xa xa nhìn thấy tràng diện rung động Tần Diễm va chạm địa tầng. Lấy thực lực chiến thuyền bọn hắn đều 3 lần 4 lượt tháo chạy. Cũng may bọn hắn đứng vững chiều dâng, chạy tới nơi này. Thời điểm Tần Diễm phát hiện bọn hắn cũng xa xa chú ý tới Tần Diễm. Tần Diễm, quả nhiên là hắn, đây là muốn chạy sao? Bọn người Kim Dịch thoáng hít một hơi, vừa rồi còn sợ Tần Diễm chạy đi từ những phương hướng khác, không nghĩ tới vậy mà đối diện nhau. Hai bên cách không ngóng nhìn, bầu không khí rất phi diệu. Dù sao trong lòng Tần Diễm có quỷ, Hoàng Kim Chiến Tộc có bí mật. Tần Diễm làm bộ trấn định tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ cần hắn không trêu chọc Hoàng Kim Chiến Tộc, Hoàng Kim Chiến Tộc cũng không dám khiêu khích hắn. Hoàng Kim Chiến Thuyền cũng làm bộ không muốn kết thù kết oán với hắn, tiếp tục xông về phía trước. Lẫn nhau cứ cách một đoạn dịch ra như vậy. Tần Diễm tiếp tục xông về phía trước, cũng không ngừng theo dõi Hoàng Kim Chiến Thuyền đi xa, thẳng đến khi xác định Hoàng Kim Chiến Thuyền không tiếp tục trở về, tiếp tục chạy như điên hơn vạn dặm, kéo ra khoảng cách an toàn, ẩn nấp vào bên trong tầng đất, chờ bọn người Triệu Tử Mạt chạy tới. Hoàng Kim Chiến Thuyền tiếp tục đánh nát không gian, di động hướng về sâu trong phế tích. Thẳng đến kéo ra khoảng cách rất xa. Các ngươi đuổi bắt Tần Diễm, chúng ta cảnh giác Chu Cổ Lực. Trong khi Kim Dịch trước tiến phía trước, vậy mà không có phát hiện bọn người Chu Cổ Lực. Cái này khiến bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ hai bên không có kết minh? Nếu như vậy, bọn hắn thật không tiện trực tiếp giao phong cùng Tần Diễm. Đương nhiên cũng có loại khả năng, đám người kia hẳn là bị cuồng phong thổi tan, đang hội tụ về nơi này. Hoàng Kim Chiến Thuyền bắn ra cường quang, tiềm phục bên trong thanh đồng quỷ tượng, toàn bộ bay lên không, giáng lâm đến trong phế tích. Xuất phát, Thái Thản Cự Ưng vỗ cánh bạo kích, thiên địa vỡ vụn, cuồng phong gào thét, tốc độ nhanh chóng tiêu thăng đến cực hạn, hắn trợn mắt trừng trừng, hướng phía Tần Diễm bổ nhào qua. 5 vị thanh đồng quỷ tượng đế cấp cùng 14 vị thanh đồng quỷ tượng thần cấp liên tiếp bay lên không, theo sát Chí Tôn đuổi giết Tần Diễm. 5 vị thanh đồng quỷ tượng đế cấp theo thứ tự là Hư Vô Cự Kình, Lưu Quang Thiên Tinh Vượn, Đón Thiên Quy, Cự Tổ Nghĩ, Vô Cực Chiến Hùng. Hư Vô Cự Kình khuấy động ra xiềng xích không gian, phủ lên Đón Thiên Quy tất cả các thanh đồng quỷ tượng đế cấp cùng thần cấp, thanh đồng chiến khu to mọng mãnh liệt đong đưa, không gian mênh mông giữa thiên địa đều như biến thành hảo hãn huông dương, sóng lớn cuồn cuộn, chồng chất. Ngao du hư không, như vượt biển mà đi. Chương 3455 Thiên Địa Nhất Hoàn. Tần Diễm chìm ở trong mặt đất. Một bên chờ đợi bọn người Triệu Tử Mạt, một bên tra xét siêu tập bảo vật Thái Âm. Những thứ đồ âm hàn đang ăn mòn huyền hoàng hải của hắn, không chỉ có để khí tức huyền hoàng ba động kịch liệt, cũng làm cho linh hồn cảm nhận được giá lạnh. Tần Diễm cẩn thận quan sát đến những huyền thiết Thái Âm kia, Thái Âm là loại đồ tinh túy, lại quan sát đến Thái Dương tinh thạch cùng Thái Dương tinh thiết trồng chất trong góc kia, bất chợt một cái ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu. Có thể đều dung nhập Thái Âm Thái Dương chiến khu mình hay không? Đại địa mẫu đỉnh, bao dung vạn tượng. Nhưng, hắn có thể chống đỡ được uy lực Thái Dương, chưa hẳn có thể chống đỡ được uy lực Thái Âm. Thái Âm Thái Dương tương khắc, độ khó dung hợp là cực lớn. Huống chi là Thái Dương cùng Thái Âm trong thế giới chúa tể. Cho dù là cưỡng ép dung hợp thành công, nhưng, sẽ là hậu quả gì? Mạnh lên đương nhiên là chuyện tốt, sinh ra tai họa ngầm thì thật phiền toái. Thật vất vả tăng lên 6 phần, đang bước lên vấn đề Chí Tôn, nếu như bởi vì cái ý tưởng đột phát này mà xuất hiện ngoài ý muốn, thì hắn chính là tự làm tự chịu.
Âm dương tương khắc, cũng tương sinh. Thái cực chính là nguyên lực vạn vật, lại là bắt đầu lưỡng nghi. Lưỡng nghi diễn tứ tượng, tứ tượng. Thái dương thái âm, thiếu dương thiếu âm. Ta âm dương giao hòa, có thể nghịch chuyển thái cực hay không? Tần Diễm lưu chuyển ý thức, chỉ là hắn không phải loại người tinh minh, đối với loại việc tràn ngập ảo diệu này hắn không hiểu nhiều lắm. Thái cực, là cái quái gì? Là thiên địa, hay là từ không tới có? Hắn nhớ rằng đã từng có ai đó đề cập qua một câu như vậy, thái cực chính là hỗn độn chưa mở, hỗn độn không rõ. Bảo vật bên trong cấm khu thái dương cùng cấm khu thái âm, chẳng lẽ chỉ là thái dương cùng thái âm, không bao gồm thiếu âm cùng thiếu dương sao? Cấm khu thái dương cùng cấm khu thái âm, kỳ thật hẳn là tương đương với âm dương nhị đạo tại thế giới chúa tể, không đơn thuần là thái dương cùng thái âm. Đúng không? Tần Diễm tự lẩm bẩm, tự hỏi mình, nhưng lại không hiểu rõ. Ai, không phải vật liệu tu luyện sao? Tần Diễm lắc đầu, nếu như là xúc vật Tần Hạo kia, hẳn là có thể lĩnh hội được. Được rồi, không nghĩ nữa. Đây không phải hắn kiếm sống. Tần Diễm đưa ý thức quét sạch dãy núi rừng rậm, cuồn cuộn không gian đất trời, chờ đợi bọn người Triệu Tử Mạt. Nhưng chờ lại chờ, Tần Diễm khẽ nhíu mày, dựa vào cái gì mà tên xúc vật Tần Hạo kia có thể tìm hiểu, hắn lại không thể. Tần Diễm đột nhiên so kè, lại bắt đầu suy nghĩ. Cấm khu thái dương cùng cấm khu thái âm, khẳng định là đại biểu cho thế giới âm dương, bao gồm cả thiếu âm cùng thiếu dương, hoặc là có thể diễn sinh thiếu âm cùng thiếu dương. Đúng không? Đúng, nếu âm dương đều có mặt, vì sao không thể chắp vá lên thái cực? Là mở ra cái đồ chơi này sao? Hẳn là như vậy. Thái cực đến bát quái, không phải là thiên địa sơ khai, vạn vật diễn sinh. Thật sao? Hẳn là vậy rồi. Huyền hoàng ta đây, không phải chính là thiên địa vạn vật sao? Vạn vật có, bát quái liền có, bát quái đi lên không phải chính là âm dương sao? Âm dương không phải chính là lưỡng nghi sao? Cái này đều có, chắp vá lên, không phải chính là thái cực sao? Thật sao, hình như là vậy. Tần Diễm chìm ở trong địa tầng, yên lặng suy nghĩ, đảo ngược thôi diễn. Chỉ là hắn không có chú ý tới, một sợi ý thức phiêu miểu đang ở bên cạnh hắn, lắng nghe lời hắn nói. Tại thời điểm Tần Diễm cảm thấy bản thân tốt đẹp, sợi ý thức kia nghe được lại run sợ trong lòng. Làm sao Tu La lại nuôi một thứ như vậy? Không hiểu âm dương, vậy mà lại thôi diễn âm dương. Đây chính là ảo diệu cực hạn, là đỉnh cấp đạo ngữ của thế gian. Hắn không sợ cho nổ mình. Tần Diễm nhíu mày, đây chính là cái gọi là ngộ tính. Cũng không khó. Xúc vật Tần Hạo kia, suốt ngày nói thì nói thầm, chính là nói cái thứ đồ chơi này. Thử một chút. Tần Diễm giãn lông mày ra, cảm giác có thể thử một chút. Sợi ý thức trong hư vô kia lại là có chút ba động, làm thật. Nếu thứ này nổ, vậy không phải là phá hủy mấy trăm vạn dặm sơn hà của hắn sao? Thứ này lỗ mãng như thế sao? Hắn làm thế nào mà sống được đến bây giờ? Tần Diễm kích động, sống đến bây giờ, lần đầu tiên đùa bỡn đạo pháp, lại có chút hưng phấn nhỏ. Chờ một chút, cái thứ đồ chơi này có thể rất nguy hiểm hay không? Tần Diễm đột nhiên tỉnh táo, chậm rãi lắc đầu. Sợi ý thức trong hư vô kia thoáng bình phục, còn tốt, có thể nhịn được. Tần Diễm đột nhiên lại nhíu mày, nha, sợ cái gì, thái âm thái dương đều đặt ở trong thân thể, cứ để đó như vậy. Thử một chút thì thế nào? Trong hư vô sợi ý thức kia lập tức cảnh giác lên, trả lại. Thử một chút thì làm sao? Huyền hoàng đại biểu trời đất không phải chính là âm dương. Vừa mới nói thiên địa đại biểu bát quái. Rốt cuộc là đại biểu cái gì? Mặc kệ nó, chắp vá thử một chút không được sao? Tần Diễm nói thầm. Từ hai cái huyền hoàng hải cuối cùng, phân biệt dẫn xuất một khối tinh thạch thái dương cùng một khối tinh thạch thái âm. Lớn nhỏ cùng năng lượng đều không kém bao nhiêu. Tần Diễm mang theo lên phía trên huyền hoàng hải, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, lập tức quấy động mặt biển, hình thành vòng xoáy, trong vòng xoáy là năng lượng cuồng liệt, giống như là đốt lên đỉnh lô, có thể dung luyện vạn vật. Ý thức trong hư vô âm thầm khẩn trương, dùng sức mạnh. Tần Diễm mãnh liệt dung chuyển huyền hoàng, lấy uy lực đại dương. Dung luyện tinh thạch âm dương giống như quả nắm đấm. Mặc dù lỗ mãng, cũng là cẩn thận. Tinh thạch thái âm cùng tinh thạch thái dương rất nhanh đã hòa tan, hóa thành hai nguồn năng lượng cực đoan xâm nhập huyền hoàng hải. Một bên huyền hoàng hải sôi trào, nổi lên sóng nhiệt nóng hổi. Một bên huyền hoàng hải yên lặng, nổi lên trận trận khí lạnh. Tần Diễm nhanh chóng va chạm hai nguồn năng lượng đến cùng một chỗ, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Tần Diễm kinh ngạc.
cũng có chút kích động nhỏ. Cái thứ này lại có thể ảnh hưởng huyền hoàng. Chương 3456 đột phá cực hạn, thái cực nội hải. Đây vẫn chỉ là hai viên tinh thạch, hai bên chồng chất như núi thì sẽ là như thế nào đây? Tần Diễm không có vội vã chân áp, mà là cẩn thận quan sát, âm thầm lĩnh ngộ. Giờ khắc này chăm chú, ngược lại để sợ ý thức trong hư vô kia thoáng thả lỏng trong lòng. Đứa nhỏ này mặc dù thô lỗ, nhưng giống như cũng không phải thô lỗ như vậy. Tần Diễm cẩn thận quan sát, tự lẩm bẩm. Bát quái nghịch sinh tứ tượng nghịch diễn lưỡng nghi. Lưỡng nghi luân chuyển, vạn vật sinh diệt. Chờ một chút, nghịch sinh, cái gì là nghịch sinh, cách làm nghịch sinh đúng không? Mặc kệ nó, thử một chút chứ sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sau một hồi, Tần Diễm dùng uy lực huyền hoàng trấn áp âm dương giao hòa. Âm dương trong tinh thạch quả nhiên tràn ngập thiếu âm cùng thiếu dương. Mặc dù không biết thiếu dương cùng thiếu âm cụ thể là cái gì, nhưng hắn là huyền hoàng chiến khu, có thể bén nhạy phát giác được hai bên lực lượng không phải mãnh liệt như vậy, lại có thể cùng thái dương cùng thái âm giao hòa. Hẳn là thiếu âm cùng thiếu dương đi. Tần Diễm tiếp tục mang theo âm dương tinh thạch, đụng chạm uy lực âm dương, tìm kiếm sinh diệt ảo diệu, đồng thời kích thích huyền hoàng hải dương, dò xét huyền hoàng thay đổi. Từ từ, Tần Diễm phát hiện được chút ảo diệu. Âm dương cùng huyền hoàng vậy mà lại sinh ra phản ứng vi diệu, giống như muốn ý chí thần bí tỉnh lại uy lực huyền hoàng thai nghén, diễn biến ra trong đỉnh thế giới. Sở ý thức trong hư vô kia, cũng bắt đầu chăm chú quan sát. Mặc dù đứa nhỏ này không hiểu âm dương, hành vi lỗ mãng. Nhưng, đứa nhỏ này là Sơn Hà biến thành. Bản thân hắn tương đương với ngũ hành, tương đương với thiên địa. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn không cần hiểu cụ thể những liên hệ thâm ảo phức tạp kia, chỉ cần sau khi dung nhập âm dương, cẩn thận cảm ngộ thì đã có thể dựa vào cảm giác, tìm kiếm được diễn biến chính xác. Dù sao, đứa nhỏ này cũng chính là một vòng bên trong âm dương khai thiên. Hiểu cùng lĩnh hội thì tương đương với quan sát Sơn Hà biển hồ. Ghi chép Sơn Hà biển hồ, phân tích Sơn Hà biển hồ, sau đó giảng thế luận đạo. Một vòng trong đó, thì biểu thị chính là một bộ phận của Sơn Hà biển hồ, hắn không cần quan sát, không cần phân tích, càng không cần giảng giải, đó chính là thói quen sinh hoạt của hắn. Sở ý thức trong hư vô kia hứng thú. Không nghĩ tới mình lại nghĩ chuyện phức tạp như thế. Tần Diễm cẩn thận từng ly từng tí diễn biến âm dương, cẩn thận. Cẩn thận cảm nhận thay đổi. Huyền hoàng hải dương bành trướng cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, liên miên bất tuyệt, như là bị rót vào sức sống mạnh mẽ. Tần Diễm vô cùng vui mừng, mặc dù cái này chỉ là một loại cảm giác phi diệu, nhưng lại giống như mở ra cho hắn một cánh cửa lớn hoàn toàn mới. Nếu như tinh luyện đầy đủ uy lực âm dương, chẳng phải là có thể làm cho huyền hoàng hải dương từ vô hình biến thành có hình. Huyền hoàng của Tần Diễm không phải là không thể trực tiếp diễn biến thành Sơn Hà biển hồ, mà tốc độ chậm chạp, quá trình phức tạp. Không thích hợp ứng dụng tại chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Cho nên lúc trước hắn chỉ là thô lỗ dã man phóng thích khí tức huyền hoàng, hình thành Sơn Hà hỏa quyển, diễn biến vũ khí Sơn Hà, tiến hành tiến công bá liệt. Thái âm thái dương diễn biến, cung cấp cho hắn một mạch suy nghĩ hoàn toàn mới. Nếu như trong huyền hoàng hải dương mở ra một cái âm dương nội hải, lại lấy thái âm đại thụ cùng thái dương đại thụ làm đầu nguồn, hình thành uy lực trấn áp, ổn định quy mô cùng lưu động trong nội hải. Tại thời điểm cần thiết mãnh liệt phóng thích uy lực âm dương, trùng kích huyền hoàng hải, chẳng phải là có thể trực tiếp biến huyền hoàng từ vô hình thành hữu hình trong thời gian ngắn, từ Sơn Hà hỏa quyển trực tiếp biến thành Sơn Hà thế giới. Tần Diễm nghĩ tới đây, lập tức đặt gốc cây âm mộc nảy mầm kia tới đáy biển, lại một viên đặt hạt giống thái dương tới nơi khác, phụ trợ vơ vét thái âm đồ cùng thái dương đồ, tổ kiến hình dáng nội hải. Sở ý thức trong hư vô kia âm thầm cảnh giác. Đứa nhỏ này quả nhiên thô lỗ. Vừa nghĩ đến vấn đề mấu chốt đã trực tiếp dùng sức mạnh. Người có thể từ từ cô đọng, từ từ thành hình cơ mà. Như thế này rất dễ dàng mất khống chế. Tần Diễm xác thực thô lỗ, nhưng chưa từng có phân tâm loạn chuyện, để bảo đảm âm dương hòa hợp, điều động năng lượng âm dương đổ đều là hoàn toàn cùng cấp. Tần Diễm nhiệt tình 10 phần, nếu quả như thật có thể diễn biến ra âm dương nội hải, không chỉ có thể để tăng thực lực lên tới vấn đề mới, còn có thể biến đổi tăng cảnh giới lên. Tương đương với tăng cường thể chất cùng tăng cường nội hải tề đầu tịnh tiến. Âm mộc cùng thái dương hạt giống, rất nhanh tạo thành cảm ứng. Mặc dù đều là tân sinh, rất non nớt, nhưng bởi vì âm dương tương đối, lập tức phát khởi đối kháng. Nhất là sau khi thái âm đồ cùng thái dương đồ tụ tập đến xung quanh, tràng diện kia tựa như là tướng quân pháp lệnh thiên quân vạn mã, để hai quân đối chọi,
Đây không phải đối chọi bình thường, dù sao thái âm tinh thạch cùng thái dương tinh thạch đều là đến từ cấm khu thái âm cùng cấm khu thái dương chí thuần chí liệt, thái âm chí hàn, đều mang theo năng lượng cực kỳ khủng bố, diễn sinh thiếu âm cùng thiếu dương bành trướng. Theo âm dương rằng co, hai nguồn năng lượng va chạm mãnh liệt. Sở ý thức trong hư vô kia không có nhúng tay, mà xuyên suốt cùng thế gian, chuẩn bị trấn áp sơn hà bất cứ lúc nào. Một khi âm dương mất khống chế, dẫn bạo huyền hoàng nội hải, chắc chắn sẽ trùng kích trăm vạn dặm đại địa, hình thành tổn thương khó mà ma diệt. Hỏng, sốt ruột, hẳn là từ từ sẽ đến. Tần Diễm ý thức được vấn đề. Trận sôi trào này va chạm mãnh liệt toàn bộ huyền hoàng hải dương, dẫn phát bạo động kinh khủng, như là muốn chấn vỡ cơ thể hắn. Ngũ hành thụ bên trong huyền hoàng hải, những linh hồn cùng các loại bảo hộ ẩn nấp tại biên giới kia, đều là bị trùng kích mãnh liệt. Huyền hoàng hải dương sôi trào, gần như long trời lở đất, cảnh tượng kích thích đến khủng bố. Tần Diễm không thể không hóa thành mẫu đỉnh, ương ngạnh chống cự, điên cuồng dung luyện âm dương tinh thạch. Chương 3457 tìm tới. Âm dương hòa tan, khuấy động huyền hoàng. Huyền hoàng bạo động, trấn áp âm dương. Đây là giao phong thảm liệt, nhưng Tần Diễm vẫn ương ngạnh chống đỡ, muốn biến giao phong thành giao hòa. Chỉ có âm dương giao hòa, lại cùng huyền hoàng giao hòa, bát quái, tứ tượng, lưỡng nghi diễn biến liền hình thành bế hoàn xuất hiện, âm dương đã có thể ổn định. Chấn! Tần Diễm hét lớn, kích ra năng lượng tầng sâu trong huyền hoàng hải dương. Hắn đại biểu cho một trong cửu châu tại thế giới chúa tể. Hắn là sơn hà thế giới chúa tể dung luyện mà thành. Từ bên trên tư chất mà nói, hắn xứng với âm dương thế giới này. Từ bên trên năng lượng mà nói, hắn 2 triệu dặm sơn hà, cũng đè ép được hai nguồn năng lượng cấm khu bạo động. Đau đớn, gian nan, bạo động, nguy cơ. Tần Diễm không thua gì trải qua giao chiến thảm liệt, lại còn liên quan đến chiến đấu sinh tử. Nếu như mất khống chế, huyền hoàng hải tất bị thương nặng. Ngay cả các đế hồn đang ngủ say đều sẽ lọt vào tàn phá. Tần Diễm nghĩ đến Thiên Đao Vương cùng Dương Ngọc, ý thức nhận trùng kích nhanh chóng kiên định. Hắn đường đường là hài tử Tu La, có thể nào lại bị âm dương tiêu diệt? Sốt cuộc! Sau khi gian nan chống cự cùng trấn áp, âm dương bắt đầu cùng huyền hoàng giao hòa, hải dương sôi trào kịch liệt xoay tròn, tạo thành vòng xoáy to lớn. Khí tức âm dương bên trong huyền hoàng hải dương theo vòng xoáy nhanh chóng tụ tập, lắng đọng về đáy biển. Đáy biển bạo động, như khai thiên tích địa, giống như hỗn độn diễn biến, một hình dáng thái cực bắt đầu dần dần thành hình. Thái cực nhanh chóng xoay tròn, bắn ra lưỡng nghi chi tướng, kích phát vạn vật kỳ diệu. Siêu cấp vòng xoáy huyền hoàng hải nhanh chóng xoay tròn, quấy đến mẫu đỉnh Tần Diễm này đều đứng không vững. Sở ý thức trong hư vô kia thoáng thở phào. Vậy mà thật sự làm cho đứa nhỏ này lấy ra. Ngay cả hắn đều không thể không rung động, đây chính là số mệnh chăng, như tên phụ thân bá đạo kia của hắn cũng là đánh bậy đánh bạ, mang đồ không nên mang đi. Theo vòng xoáy bành trướng xoay tròn, âm dương tinh thạch còn lại nhanh chóng hòa tan, biến thành uy lực âm dương hội tụ tới đáy biển. Mỗi viên tinh thạch đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mấy vạn viên hòa tan, hình thành uy lực vạn lưu hối hải. Hình dáng quy mô thái cực tiếp tục tăng vọt, cũng bắt đầu trở nên rõ ràng và ổn định. Nhất là cây âm mộc chồi non kia, vậy mà bắt đầu mắt trần có thể thấy sinh trưởng. Hạt giống thái dương bắt đầu nảy mầm, tách ra ánh sáng sáng rỡ. Đây không chỉ là tầm bổ năng lượng âm dương, càng là tầm bổ huyền hoàng hải dương. Bọn chúng yên lặng trong thời gian vô tận, bắt đầu tỏa ra sự sống, bắt đầu trấn áp thái cực. Ha ha, ha ha, thật sự xong rồi. Lĩnh hội cái thứ đồ chơi này, cũng không phải khó như vậy nha. Tần Hạo, hừ hừ, không gì hơn cái này. Tần Diễm hận không thể trở lại thế giới, đi theo chân thân đến trước mặt cái tên gia hỏa Tần Hạo phách lối kia thể hiện ra một chút. Tần Diễm dòm trong ý thức, nhìn hình dáng thái cực đang ổn định dưới đáy huyền hoàng hải dương, cùng hai gốc âm dương nảy mầm, rung động lại kích động. Hắn quyết định, sau đó sẽ không làm chuyện gì khác, toàn diện điều tra tinh cầu truyền thuyết, tìm tới tất cả cấm khu thái dương cùng cấm khu thái âm tận hết khả năng, siêu tập nhiều năng lượng, lấy cửu âm cửu dương uy lực vùng đất âm dương, tạo nên siêu cấp thái cực nội hải vô địch, để cây âm dương chân chính trưởng thành. Nếu như cây âm dương trưởng thành, tự động nở rộ khí tức âm dương, lại phản hồi huyền hoàng hải dương. Hắn chẳng phải là có thể tiếp tục sinh trưởng, không ngừng mạnh lên. Nếu quả như thật giống hắn tưởng như thế, cực hạn của hắn sẽ không còn là cực hạn, mà là có khả năng trở thành vô hạn. Tần Diễm kích động, cũng có chút hoảng hốt.
bất thình lình, cứ tìm hiểu như vậy. Trời xui đất khiến, cứ như vậy mạnh lên rồi. Mấy trăm ngàn năm qua hắn đều không có đột phá hàng rào, vậy mà ở chỗ này liền thăng hoa. Số mệnh ơi số mệnh. Mệnh số, tuyệt đối không thể tả a. Đột nhiên, Tần Diễm bất chợt bừng tỉnh, hồn nguyên khẽ nhúc nhích, ý thức khuấy động xung quanh, trùng kích không gian rộng lớn. Một hình ảnh kinh người ánh vào trong đầu. Hắn bị bao vây. Giữa trời đất không biết từ khi nào lại có số lượng lớn cường giả ở đó. Ngay ở phía trước bên ngoài vài trăm dặm, một không gian đại mạc nối liền đất trời, lặng yên không tiếng động đẩy tiến về phía trước. Mặc dù không gian đại mạc khổng lồ, lại cùng giao hòa cùng thế gian, nhưng trong lúc di chuyển lại chưa sinh ra bất cứ ba động dù là yếu ớt gì, lực khống chế có thể xưng là đạt đến đỉnh cao. Không gian đại mạc treo ở nơi đó, nếu như không cẩn thận quan sát thì đều chú ý không đến, nếu như không tra xét rõ ràng, càng không phát hiện được kỳ thật phía sau có số lượng lớn cường giả đang cùng bình chướng di chuyển về phía trước. Tại lúc Tần Diễm cảnh giác trong chốc lát, hư vô cự kình đang chậm chạp tiến lên đã phát giác trước tiên. Hắn phát hiện, giết. Hư vô cự kình không chần chờ chút nào, chiến khu khổng lồ hơn vạn mét mãnh liệt đong đưa, toàn bộ xiềng xích căng cứng trong phút chốc bị hất lên, kéo lấy lưu quang thiên tinh viên, đà thiên quy, cự tổ nghĩ, vô cực chiến hùng, cùng 14 pho tượng thần cấp, hoành kích mấy trăm dặm, toàn bộ đánh về phía Tần Diễm. Rầm rầm. Không gian đại mạc vỡ vụn giống như bình chướng, hư vô cự kình và toàn bộ bọn hắn bại lộ ở trong không gian, theo xiềng xích hư không dẫn dắt, hoành kích bốn phương tám hướng. Tần Diễm, tìm ngươi rất lâu rồi. Nhìn xem hôm nay ngươi còn cuồng thế nào. Lưu quang thiên tinh viên cao tới hơn 100 mét, hùng tráng khôi ngô, tản ra chiến ý ngập trời. Vừa giáng lâm trong chốc lát, mặt ngoài chiến khu màu đồng xanh phun trào ra cường quang rực sáng, đó lại là lực lượng thời gian, hắn mãnh liệt bạo phát, giống như là một mảnh lưu quang, làm vỡ nát thời không, rời khỏi gông cùng xiềng xích thế gian, trong chớp mắt đã liền xuất hiện ở trước mặt Tần Diễm. Chính diện với Tần Diễm, trọng quyền lao thẳng đến mặt bạo kích. Tần Diễm vừa mới nhấc hai tay lên đón đỡ, lưu quang trọng quyền đã lấy tốc độ phi phàm giáng lâm. Chương 3458 Thái Thản Cự Ưng. Bành. Trọng quyền nặng nề, cuồng lực vô biên, giống như thiên trùy vô thượng rắn rắn chắc chắc đập vào trên mặt Tần Diễm, cuồng bạo đánh bay hắn ra ngoài. Ầm ầm. Cự tổ nghĩ cao 300 mét, chiến khu đồng xanh hơi ám đen, mặc dù so với Tần Diễm hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng hắn lại là siêu cấp đế thú được vũ trụ công nhận, có được lực bộc phát không gì sánh kịp, chiến khu đối diện lao tới, trong chốc lát va chạm đã thẳng tới đế cấp đỉnh phong, đánh vào sau lưng Tần Diễm. Lưng Tần Diễm lập tức lõm một lỗ lớn, va chạm ba động kinh khủng trùng kích đến bên trong huyền hoàng hải, tạo nên gợn sóng chồng chất, âm dương luân khuếch vừa mới thành hình đều suýt nữa đã bị đụng nát. Cái này vẫn chưa xong, đà thiên quy từ trên trời giáng xuống, tương tự như một con rùa cực lớn, nhưng lại có siêu cấp mai rùa giống như thiên nhạc, như là lão quy vạn năm trở đi trụ trời, giơ cao nâng thương thiên. Hình thể thực sự là quá lớn, cao đến 3.000 mét, mai rùa cao tới 5.000 mét. Mặc dù hành động vụng về, nhưng lại nặng nề vô biên, là siêu cấp đế binh mà quỷ bí chi tử trọng điểm chế tạo. Hắn bị xiềng xích hư không kéo lấy, từ trên trời giáng xuống, chính giữa nhấc lên Tần Diễm, nương theo tiếng oanh minh chấn thiên động địa, trực tiếp ép Tần Diễm tới mặt đất. Tần Diễm run rẩy, cơ hồ nghe được tiếng cơ thể mình vỡ vụn. Hắn đau đớn tức giận, muốn dung nhập sơn hà rời khỏi. Nhưng, vô cực chiến hùng bị hư không xiềng xích phung vào sâu trong mặt đất. Chiến hùng mãnh liệt đong đưa, uy lực quỷ nguyên bộc phát, một luồng không khí phong thiên ấn cực lạnh ầm vang bộc phát, không chỉ có lấy nhiệt độ thấp cực hạn, băng phong 8 vạn dặm địa tầng, còn có uy lực phong ấn cực hạn, để đại địa yên lặng, tự nhiên giam cầm. Liên hệ giữa Tần Diễm cùng địa tầng vô tình bị ngăn chặn. Trên có đà thiên quy trấn áp, dưới có luồng không khí lạnh đông kết phong ấn, trong hư không càng có hư vô cự kình du tẩu, Tần Diễm trong mấy hiệp ngắn ngủi đã bị trấn áp. Tần Diễm, ngươi không gì hơn cái này. Thù hủy diệt thanh đồng quỷ tượng trước đây, chúng ta vĩnh thế không quên. Ngươi chỉ là lẻ loi một mình, cũng dám khiêu chiến toàn bộ chúng ta, tự tìm đường chết. Ba vị thanh đồng quỷ tượng đế cấp cuồng liệt gào thét, khác lưu quang thiên tinh viên cùng cự tổ nghĩ và các pho tượng thần cấp từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Bọn hắn tăng vọt chiến ý, cảm xúc kích động, ấn ký trong thân thể khôi phục toàn diện. Rốt cuộc cũng tìm được Tần Diễm. Cơ hội báo thù cho thanh đồng quỷ tượng đã tới. A a a! Tần Diễm hét lớn, chiến ý sôi trào,
âm dương nội hải vừa mới thành hình dưới đáy huyền hoàng hải tấn mãnh xoay tròn, hòa tan năng lượng âm dương kịch liệt diễn biến, hóa thành khí tức lưỡng nghi, khuấy động vô cùng huyền hoàng hải dương. Cơ thể Tần Diễm trong thời gian cực ngắn nhanh chóng diễn biến ra thế giới Sơn Hà chân thực, như là muốn triệt để biến thành 2 triệu dặm Sơn Hà đại địa. Giờ khắc này trùng kích, để thực lực Tần Diễm tăng vọt, một lần nữa xuyên suốt Sơn Hà cộng minh, hắn mãnh liệt lắc lư, như là 2 triệu dặm Sơn Hà lay động, bá đạo đánh rách tả tơi phong ấn địa tầng, càng lật ngược cự quy nguy nga cõng trời. Sắc mặt các thanh đồng quỷ tượng đột nhiên biến đổi, giữa một nháy mắt này đã oanh minh, như là toàn bộ thế giới đều đang lắc lư, bộc phát ra khí tức hùng hậu không có gì sánh kịp, để thanh đồng chiến khu đều cảm nhận được nặng nề. Nhưng không đợi Tần Diễm thoát khốn, thoát khỏi địa tầng, một cái móng vuốt đồng xanh to lớn che khuất bầu trời từ trên trời giáng xuống, đánh nát mặt đất, va chạm nham thạch, bắt chân thân Tần Diễm lại. Là Thái Thản Cự Ưng. Siêu cấp cự thú chí tôn cấp. Nhiệt xúc. Tần Diễm tăng vọt hình thể, huyền hoàng cuồn cuộn, muốn mạnh mẽ hóa thành mẫu đỉnh, chấn mở móng vuốt to lớn. Nhưng, Thái Thản Cự Ưng vỗ cánh gáy to, móng vuốt to lớn điên cuồng nắm chặt, quả thực là đã đè thủy triều huyền hoàng đang bạo động lại. Hắn là cấp siêu cấp cự thú vũ trụ, chính là lực lượng kiêu ngạo nhất kinh khủng nhất không thể địch nổi. Bộ chiến khu đồng xanh càng là tác phẩm đắc ý nhất của quỷ bí chi tử, đã từng làm bạn với quỷ bí chi tử chinh chiến chúng Diệu Thiên. Tần Diễm cuồng nộ gào thét, mãnh liệt giãy giụa. Vậy mà biến không thành mẫu đỉnh rồi. Tình huống như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Huyền Hoàng Hải Dương tiếp tục bạo động, sóng lớn nặng ngàn vạn tấn, mãnh liệt khuấy động ra năng lượng kinh khủng. Nhưng, móng vuốt to lớn giống như là thiên địa lao tù, gắt gao giam cấm hắn, bất luận giãy giụa như thế nào, đều khó mà hiển hóa thành công. Tần Diễm, khoanh tay chờ bị bắt đi, đừng lại giãy giụa vô vị. Hư vô cự kình và các thanh đồng quỷ tượng tập thể gầm thét, thanh chấn trời đất. Liền xem như biến thành Sơn Hà, nhưng chung quy cũng vẫn và đế. Đế, vĩnh viễn không cách nào chống lại chí tôn. Tần Diễm, cam chịu số phận đi. Thái Thản Cự Ưng vỗ cánh bay lên trời. Cuồng phong gào thét tàn phá bừa bãi rừng rậm, số lượng lớn cây rừng đột ngột nhảy lên, rất nhiều núi cao vách núi đều sụp đổ vỡ nát, ngay cả rất nhiều thanh đồng quỷ tượng thần cấp đều bị lật tung ra ngoài. Mạng của lão tử tại tinh cầu Tu La, không phải trong tay ngươi ở đây. Mở ra cho ta. Xương sọ Tần Diễm mãnh liệt lắc lư, từ bên trong phóng xuất ra Sơn Hà trọng thế, mặc dù chiến khu tạm thời không thể hóa thành mẫu đỉnh, nhưng vẫn có thể diễn biến ra trọng lực tràng vực, để trọng lượng của hắn thẳng tới hàng tỷ tấn. Thái Thản Cự Ưng bỗng nhiên hạ xuống, như là thứ nó bắt lấy không phải Tần Diễm, mà là mấy trăm vạn dặm Sơn Hà, móng vuốt to lớn đều phát ra tiếng răng rắc giòn vang, muốn vung ra bất cứ lúc nào. Nhưng, Thái Thản Cự Ưng là thanh đồng quỷ tượng chí tôn cấp, đến loại cấp độ này, bất luận là thể chất đồng xanh, hay là năng lượng quỷ nguyên đều mạnh hơn định nghĩa quỷ tượng cơ bản, tương đương với hoàn mỹ dung hợp hai loại siêu cấp, sinh linh, là thanh đồng quỷ tượng cùng Thái Thản Cự Ưng. Ầm ầm. Chương 3459 cả đại lục. Thái Thản Cự Ưng dương cánh mấy trăm dặm, nhấc lên tuyệt thế phong bạo, không gian đều muốn bị xé nát, hắn nắm chặt Tần Diễm lần nữa bay lên không, lao tới vũ trụ. Từ bỏ đi, ngươi trốn không thoát, chủ nhân chờ ở ngươi bên ngoài đây, đừng để lão bằng hữu phải đợi quá lâu. Đi. Hư vô cự kình vung xiềng xích hư không lên, mang lên tất cả thanh đồng quỷ tượng, nổ bắn ra bầu trời, bảo vệ lấy Thái Thản Cự Ưng phóng tới vũ trụ. Lưu Quang Thiên Tinh Viên, Vô Cực Chiến Hùng, Cự Tổ Nghĩ, Đà Thiên Quy đều sẵn sàng trận địa. Mặc dù đều rất kích động, nhưng đây chung quy vẫn là đại địa mẫu đỉnh của tinh cầu chúa tể, trước đó đã liên sát bọn hắn mười mấy tôn đồng bạn. Các ngươi, không mang ta đi được. Tần Diễm triệt để bộc phát, phóng thích toàn diện âm dương nội hải trong đỉnh lô, mãnh liệt khuấy động huyền hoàng hải dương. Huyền hoàng triều dâng tràn ngập khí tức âm dương, từ toàn thân Tần Diễm mãnh liệt lao ra. Nhưng lần này không có tiêu tán ra phía ngoài, không có hình thành trọng lực tràng vực, mà là hóa thành tầng tầng lớp lớp Sơn Hà đồ, che mất hắn, che mất móng vuốt, che mất Thái Thản Cự Ưng. Thái Thản Cự Ưng không để ý đến, tiếp tục cuồng kích hai cánh, nương tựa theo lực lượng mạnh mẽ đối kháng với huyền hoàng, phóng thích từng luồng gió mạnh, thổi tan huyền hoàng. Bọn Lưu Quang Thiên Tinh Viên đều xúc tích lực lượng, chuẩn bị đối kháng thế công mà Tần Diễm sắp phát động. Dựa theo ký ức chủ nhân lưu cho bọn hắn, thế công của phân thân Tần Diễm cơ bản đều là phóng thích huyền hoàng, huyễn hóa Sơn Hà đồ, sau đó diễn biến ra thế công cường hãn. Mặc dù là điều rất đơn giản, nhưng uy lực xác thực vô cùng khủng bố.
Huyền Hoàng, dù sao cũng đại biểu cho trời đất. Huyền Hoàng hắn càng là mấy trăm vạn dặm sơn hà biến thành. Trước đó là bọn Thanh Đồng Chu Tước chết ở trên đây. Tần Diễm không có lập tức bộc phát, mà là kéo dài phóng thích Huyền Hoàng, không ngừng mà diễn biến sơn hà họa quyển. Hắn muốn làm gì? Mấy tầng sơn hà đổ rồi. Đều giữ vững tinh thần, hắn muốn phản kích. Bọn Lưu Quang Thiên Tinh Viên đều nhắc nhở lẫn nhau. Mỗi chương sơn hà đồ đều có thể diễn biến thành siêu cấp trọng khí, bây giờ cũng đã 20, 30 tấm, một khi tập thể diễn biến, tràng diện kia tuyệt đối rung động. Thái Thản Cự Ưng đều ý thức được có gì đó không ổn, lông vũ toàn thân căng cứng, giống như là áo giáp cứng cỏi nặng nề bảo vệ lấy chiến khu, chuẩn bị ngạnh kháng Tần Diễm phản kích. Trước sau lùng bắt nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng bắt được, tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy trốn. Rốt cuộc. Sau khi sơn hà họa quyển diễn biến ra 36 tầng, theo tiếng gầm thét khàn giọng của Tần Diễm, toàn bộ bức tranh đã mãnh liệt trải rộng ra. Mỗi tầng bức tranh đều phổ quyển mấy trăm dặm, phía trên bạo động năng lượng, như thủy triều mãnh liệt, theo bức tranh mở ra, hiện ra chỗ địa tầng oanh minh, dung nham tàn phá, núi lớn quật khởi, rừng rậm tân sinh, đường sông lao nhanh. Bọn Lưu Quang Thiên Tinh Viên đều lọt vào trùng kích mãnh liệt, chật vật tán loạn về xung quanh. Đến rồi. Hư Vô Cự Kình hắn hét lớn, chuẩn bị nghênh đón đối kháng. Nhưng, 36 tầng bức tranh không có diễn biến thành nhiều loại vũ khí, mà là để thủy triều ngập trời bên trong dây dưa đến cùng một chỗ, tiến hành dung hợp với thanh thế kịch liệt. Năng lượng bạo động, sôi trào mãnh liệt. 36 tầng bức tranh, 36 tầng sơn hà, oanh oanh liệt liệt xen lẫn thành một thế giới, địa tầng bên trong càng dày, núi lớn càng cao hơn, rừng rậm càng dày đặc hơn, đường sông càng rộng hơn. Kim loại xen kẽ, liệt diễm lao nhanh, càng có lôi đình oanh minh, cuồng phong tàn phá bừa bãi, tràng diện kia nghiễm nhiên là giống như diễn biến một thế giới nguyên thủy đang khai thiên tích địa. Lui! Thái Thản Cự Ưng ý thức được vấn đề không ổn, quả quyết thét lên ra lệnh Hư Vô Cự Kình mang Thanh Đồng Quỷ Tượng rút lui, giao nơi này cho hắn tới thu thập. Ta chẳng quan tâm ngươi có tuyệt sát kỹ gì, ta đều có thể gánh vác được. Oanh! Sau khi 36 tầng bức tranh hoàn toàn xen lẫn đến cùng một chỗ, trải rộng ra phạm vi đạt đến ngàn dặm ở hai bên, vần quanh tại xung quanh hắn, bao phủ lấy Thái Thản Cự Ưng, cũng đánh thẳng vào Hư Vô Cự Kình bọn hắn. Rút lui rút lui rút lui. Đám Hư Vô Cự Kình đều mãnh liệt cảm nhận được cảm giác áp bách, như là bây giờ đang ở bên trong thế giới hỗn độn. Tần Diễm, không cần không sợ vùng vẫy, đi theo ta. Thái Thản Cự Ưng không sợ hãi, hắn kéo căng chiến khu làm tốt chuẩn bị chống cự, đồng thời không ngừng vung đánh hai cánh, tiếp tục bay lên không. Ta bề bộn nhiều việc, có chuyện quan trọng phải xử lý, lần này không đi gặp hắn. Tần Diễm ngưng tụ thể hiện, toàn diện thả ra khí tức âm dương tràn ngập trong sơn hà họa quyển, âm dương lưu chuyển, diễn sinh lưỡng nghi luân chuyển, phóng thích sinh cơ vô hạn, quét sạch ngàn dặm sơn hà họa quyển. Oanh! Rầm rầm rầm! Tiếng vang chấn thiên động địa lay động cả mảnh không gian rộng lớn, tiếng oanh minh vô tận tràn ngập sông núi rừng rậm, bức tranh ngàn dặm bộc phát ra cường quang khủng bố tuyệt luân. Sôi trào lên năng lượng vô biên vô tận, bức tranh từ mông lung đến rõ ràng lại đến chân thực, phạm vi từ ngàn dặm đến vạn dặm. 3 vạn dặm, 5 vạn dặm, 10 vạn dặm, 15 vạn dặm, 20 vạn dặm, 30 vạn dặm. Một thế giới sơn hà chân thực lại kinh khủng, ầm vang thành hình trong thâm không hư vô, năng lượng nguyên thủy phía dưới tầng mây đều nhận phải trùng kích, như tầng tầng lớp lớp biển động, trùng kích về bốn phương tám hướng. 30 vạn dặm sơn hà vắt ngang bầu trời, che khuất bầu trời. Vẩy xuống bóng ma vô tận. Các cường giả trước đó bị tiếng gầm gừ của Tần Diễm hấp mang theo sự chú ý, các cường giả bởi vì va chạm mặt đất mà tụ tập, còn có các cường giả đi đường ở nơi càng xa xôi, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, còn người có chút ngưng tụ, thể hiện biến thành rung động. Một cái đại lục. Nơi đó xuất hiện một cái đại lục. Nhìn từ phía dưới, địa tầng gập ghềnh, tất cả đều là bụi mù cùng nham thạch, còn vẩy xuống nước sông cùng dung nham. Tựa như là từ nơi đó đào ra một mảnh địa tầng, cưỡng bức rời đến bầu trời. Chương 3460 vô hạn bạo kích. Chỉ là phạm vi này. Bọn hắn nhìn sang nơi này, nhìn sang nơi đó, không nhìn thấy bất cứ giới hạn nào cả. Sơn hà hoàn toàn mới cách mặt đất hơn 200 dặm, tràn ngập bụi mù cùng mê vụ thao thao bất tuyệt. Tần Diễm cùng bọn Thái Thản Cự Ưng toàn bộ đều bị khảm nạm ở ngay bên trong. Sơn hà diễn biến vô cùng tấn mãnh. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, bọn hắn đều giống như bị giam cầm trong lồng giam sơn hà, mai táng tại giữa dãy núi rừng rậm. Cáo từ.
Tần Diễm tuôn ý thức ra 30 vạn dặm sơn hà, mãnh liệt hạ xuống hơn 200 dặm, một lần nữa cùng mặt đất tinh cầu truyền thuyết tới một cái tiếp xúc thân mật. Ầm ầm. 30 vạn dặm sơn hà mãnh liệt lắc lư, vết nứt kinh khủng tung hoành lan tràn, từ địa tầng tới mặt đất, lại đến những ngọn núi cao lớn, dung nham cùng hà triều tràn ngập trong địa tầng lập tức cuồn cuộn, dọc theo vết nứt mãnh liệt bạo động. Phế tích phía dưới mặt đất bị vô tình nghiền ép trước đó đã bị lấp đầy, núi cao rừng rậm nơi khác thì vô tình bị hủy diệt. Các cường giả từ trên trời đến dưới đất đều bị ép đến cùng một chỗ trong tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Một số chiến thuyền trực tiếp nổ nát vụn, số lượng lớn cường giả chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Từ phương xa ngóng nhìn sang, tràng diện kinh khủng kia giống như thiên thạch va chạm đến tinh cầu. Đối với các cường giả bị đè ép va chạm mà nói, như là đang trải qua hai thế giới va chạm, nhận lấy đại tai thiên địa táng diệt tuyệt thế. Bọn thái thản cự ưng bị mai táng bên trong 30 vạn dặm sơn hà thì càng tiếp nhận bạo kích cường liệt kinh khủng hơn, như là muốn thiên băng địa liệt, vạn vật trầm luân. Thanh đồng chiến khu kiêu ngạo cứng rắn, đều lọt vào trình độ chấn động khác biệt. Ha ha, thoải mái. Ha ha ha, đám nhóc con, cáo từ. Tần Diễm mượn nhờ va chạm mãnh liệt, tránh thoát khỏi móng vuốt thái thản cự ưng, nhanh chóng dung nhập mảnh phá toái, hỗn loạn này, đánh vào trong thế giới sơn hà sụp đổ. Thái thản cự ưng mãnh liệt giãy giụa trong tầng đất, nham thạch vỡ nát, xua tan dung nham, hắn phóng lên tận trời, ánh mắt lăng liệt tuần sát phế tích, rung động lại tức giận. Đây là thế công gì? Trực tiếp diễn biến mấy chục vạn dặm sơn hà. Đây là năng lượng bình thường có thể làm được sao? Coi như là hắn biến thành sơn hà, nhưng chung quy cũng vẫn là vũ khí, không phải sơn hà thật sự. Chủ nhân kín đáo đưa vào trong trí nhớ của bọn hắn, kỹ càng giới thiệu tình huống phân thân mẫu đỉnh. Tuyệt đối không có thế công như thế này. Bộ phân thân này mới lĩnh ngộ bí thuật sao? Phân thân khác có không? Thái thản cự ưng kinh hồn qua đi, tức giận không kiềm chế được, vỗ cánh gáy to. Đừng giả bộ chết, đi ra, đều đi ra cho ta. Tiếp tục lùng bắt Tần Diễm, hắn trốn không xa. Rầm rầm rầm. Lưu Quang Thiên tinh viên và cả đám liên tiếp bay lên không, chỉ là chấn động mãnh liệt để ý thức bọn hắn có chút hỗn loạn. Đưa mắt nhìn ra xa càng giống như là tràng cảnh tai nạn thế giới tận thế, đất trời rối loạn, năng lượng mất khống chế, trong lúc nhất thời vậy mà lại không biết phải lùng bắt làm sao. Tìm kiếm, trải rộng ra tìm kiếm. Hôm nay nếu để cho Tần Diễm chạy thoát, toàn bộ các ngươi về cấm khu tái tạo cho ta. Thái thản cự ưng hét lớn, hận không thể dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ mấy chục vạn dặm sơn hà. Rõ ràng đều tóm vào trong tay, đưa đến hư không, lại bị Tần Diễm lấy phương thức này chạy thoát. Hắn phải bàn giao cùng chủ nhân như thế nào, hắn nên đối với thống lĩnh quỷ bí khác như thế nào. Dò xét địa tầng, hắn hẳn là di chuyển từ địa tầng. Không cần e ngại, cứ việc tản ra, Tần Diễm không còn dám phục sát, không dám giao thủ cùng các ngươi, bây giờ hắn chỉ lo đào mệnh, to gan tìm kiếm. Một khi phát hiện, không cần giao thủ, cứ việc hét lên, nhắc nhở chúng ta. Hư vô cự kình, dò xét hư không, nghiêm phòng con heo mập kia nhúng tay. Tản ra. Mắng cho ta, mắng vào chỗ chết, hắn chịu không được kích thích, khẳng định sẽ đi ra. Bọn đà thiên quy hắn liên tiếp ổn định, triển khai lùng bắt từ những vị trí khác nhau. Tần Diễm, không phải ngươi tự xưng là cao ngạo sao, vậy mà cũng có thời điểm chạy trốn, ngươi là nhi tử tu la làm bậy. Tần Diễm, hèn nhát, sẽ chỉ đào đất thiết háo tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng là đại địa mẫu đỉnh. Tần Diễm, đi ra đánh một trận, chúng ta quyết đấu công bằng cùng ngươi. Thắng thả ngươi rời khỏi. Các ngươi đã từng chỉ dựa vào năm bộ phân thân, săn bắn hơn 300 thanh đồng quỷ tượng, bây giờ lại bị 20 kẻ bao vây chặn đánh, chỉ lo đào mệnh. Hôm nay ngươi không ra, ta nhất định nói với vũ trụ, Tần Diễm đã không phụ sự anh dũng năm đó. Thanh đồng quỷ tượng tùy ý la lên, kích thích Tần Diễm. Cẩu tạp toái, tên của Tần Diễm ta há lại để cho các ngươi có thể nhục nhã. Tần Diễm quả nhiên bị kích thích, cuồng nộ vỡ vụn địa tầng. Phóng lên tận trời. Nhưng, dày đặc trà cây tiêu xạ bầu trời, như bầy rắn bay loạn, cưỡng bức cuốn lấy Tần Diễm. Đừng xúc động, phía trước còn có hoàng kim chiến tộc. Vạn đạo thần thụ trở đông hoàng thiên du từ hư không lao ra, cưỡng ép giữ chặt Tần Diễm. Thanh đồng quỷ tượng có chí tôn, hoàng kim chiến tộc có chí tôn. Người mấy trăm ngàn năm đều không thể bước lên vấn đề chí tôn, chính người rõ ràng nhất sự chênh lệch giữa người cùng chí tôn. Đừng vùng vẫy. Rời khỏi nơi này. Đông Hoàng Thiên Du nghiêm túc quát tháo, không gian phía sau cuồn cuộn, ngay sau đó nuốt sống vạn đạo thần thụ và bọn hắn, nhanh chóng rút lui.
không gian ba động, phía trước có không gian ba động, bên ngoài 1.100 dặm, chạy khá nhanh. Hư không cự kình bén nhạy bắt được cơn ba động kia. Hắn ngao du thâm không, tựa như là ngao du trong biển lớn. Không gian phiêu miểu khó lường đối với hắn mà nói tựa như là đại dương bao la, bất kỳ ba động gì cũng đều có thể rõ ràng bắt lấy, cho dù là bên ngoài mấy ngàn dặm, thậm chí là ngoài vạn dặm. Không gian, Chu Cổ Lực cùng tên heo mập nhúng tay. Hoàng Kim chiến tộc nói không sai, Tần Diễm quả nhiên liên thủ cùng cửu hung, trách không được có thể tránh thoát khỏi sự lùng bắt của chúng ta. Chương 3461 chặn giết. Thật to gan, dám nhúng tay ân oán giữa quỷ bí cấm khu cùng chúa tể Tu La. Triệu Tử Mạt, Chu Cổ Lực, các ngươi là đang gây tai họa cho Long Quỷ Thiên Đế. Thứ không biết sống chết, Long Quỷ Thiên Đế cũng không dám thật tự mình làm cực lạc chi tử, hai con cho được hắn nuôi như các ngươi cũng dám nhúng tay chuyện như vậy, chán sống. Thanh đồng quỷ tượng nhao nhao gầm thét, liên tiếp thay đổi phương hướng, bổ nhào đi qua. Hư vô cự kình ngao du thâm không, một mực tập trung vào gợn sóng không gian trước mặt. Không chỉ có như vậy, hắn mãnh liệt đong đưa cơ thể, còn để lại đạo ngấn không gian ở phía sau, giống như cầu nối không gian, chỉ dẫn và tiếp dẫn thanh đồng quỷ tượng đang dè chừng đuổi tới. Chu Cổ Lực cưỡi lỗ lỗ thú nhanh chóng hoành hành tại hư không, không ngừng thay đổi quỹ tích, nhưng, quang thế nào cũng không thoát được đuổi bắt. Hư vô cự kình mặc dù không phải cự kình thật sự, nhưng đã đến đế cảnh, lại đã trải qua hơn 100.000 năm trưởng thành, bất luận là năng lượng quỷ nguyên hay là tạo nghệ quỷ nguyên đều đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, cho nên hoàn toàn không kém gì lỗ lỗ thú. Chu Cổ Lực muốn ẩn nấp hành tung liền cần chậm dần tốc độ thích hợp, cẩn thận khống chế năng lượng hư không, nhưng chỉ cần tốc độ hơi chậm dần, lúc nào hư vô cự kình cũng có thể nhào tới. Muốn đề cao tốc độ, cũng chỉ có thể không quan tâm xông ngang. Như thế này chắc chắn sẽ để lại ba động cùng vết tích rõ ràng, hư vô cự kình vẫn có thể vững vàng khóa chặt bọn hắn. Lỗ lỗ, lão chủ, các ngươi tách ra hành động. Triệu Tử Mạt quả quyết quyết định. Lão Chu mang theo Tần Diễm di chuyển từ địa tầng, lỗ lỗ mang theo chúng ta cùng vạn đạo thần thụ di chuyển. Mặc kệ hư vô cự kình truy tung ai, một bên khác đều phải tìm cơ hội, cắt đứt đạo ngấn không gian cự kình kéo lấy phía sau. Lỗ lỗ. Lỗ lỗ thú há miệng nuốt vào vạn đạo thần thụ, mang lên Triệu Tử Mạt cùng Tam Túc Thiểm nhanh chóng tách ra. Phối hợp ta, không cần vọng động. Sau khi Chu Cổ Lực nhắc nhở Tần Diễm, mang theo Tần Diễm lao thẳng đến địa tầng. Đáng chết, tên heo mập xảo quyệt. Hư vô cự kình thoáng dừng lại, muốn cẩn thận dò xét hai nguồn năng lượng mạnh yếu kia. Ai mạnh liền là kẻ mang theo Tần Diễm. Nhưng, Chu Cổ Lực cùng lỗ lỗ thú đều là cường giả không gian đỉnh cấp. Sau khi tách ra không quan tâm hoành hành, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cự kình vừa mới dừng lại, suýt chút nữa liền tra không được dấu vết của bọn hắn. Tuy nhiên, vết tích hai tên này một kẻ là di chuyển đến hư không, một kẻ là di chuyển vào địa tầng. Cái này lại biết rõ rành rành. Di chuyển vào địa tầng khẳng định là Tần Diễm, hư không cùng địa tầng giao hòa, tương đương như cá gặp nước, tốc độ càng nhanh, lại càng dễ hất ra đuổi bắt. Mơ tưởng hất ta ra. Hư vô cự kình chuyển hướng, vọt tới không gian địa tầng. Phần đuôi mãnh liệt đong đưa, không gian vỡ vụn, hình thành con đường không gian, chỉ dẫn Thái Thản cự ưng phía sau. Rầm rầm rầm. Thái Thản cự ưng dương cánh mấy trăm dặm, chở Đà Thiên Quy và cả đám thanh đồng nhanh chóng hoành hành, hắn phá toái con đường hư không, giống như là hoành hành tại chân thực cùng hư vô, không đến mức bị bỏ lại quá xa. Bọn Lưu Quang Thiên Tinh Viên thì sẵn sàng trận địa đón quân địch, lo lắng lại tức giận. Long Quỷ cửu hung đáng chết. Cũng dám nhúng tay chuyện của bọn hắn. Đây là muốn nhắc lên chiến tranh giữa cực lạc cấm khu cùng quỷ bí cấm khu sao. Ở giữa cấm khu rõ ràng có ăn ý truyền thừa ngàn vạn năm, giữa lẫn nhau là không thể tùy tiện kết thù kết oán, để tránh bị tinh vực cấp chúa tể nắm lấy cơ hội. Hai tên hỗn đản này có hiểu quy củ hay không? Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, mong mỏi hư vô cự kình có thể một mực khóa chặt mục tiêu. Hàng vạn lần hàng nghìn lần đừng lại để Tần Diễm chạy trốn. Nếu không, sau này nếu lại đuổi tới hắn thì sẽ rất khó khăn. Nửa ngày sau, hư vô cự kình ở trước mặt còn miễn cưỡng có thể tập trung vào vết tích hư không trong hư không địa tầng, nhanh chóng đuổi bắt lấy Tần Diễm, nhưng thanh đồng quỷ tượng ở phía sau lại càng ngày càng cố hết sức, cuối cùng Thái Thản cự ưng cũng vẫn không phải võ giả không gian, am hiểu là bạo lực, hư không đại đế trước mặt đều là đang xông chơi mệnh. Thái Thản cự ưng mãnh liệt huy động hai cánh, mạnh mẽ đâm tới trong tầng đất, cũng may hư vô cự kình lưu lại vết tích, hắn có thể dọc theo vết tích tiếp tục đuổi. Nhưng,
Đúng vào lúc này, một dòng lũ không gian đột nhiên từ sâu trong hư vô mãnh liệt lao đến, nhìn như hư vô mờ mịt, lại mang theo thanh thế to lớn, vừa mới xuất hiện, liền vượt qua không gian giáng lâm, hóa thành lít nha lít nhít phết nứt không gian, như hàng tỷ tia lôi đình bạo động, vô tình vỡ vụn mấy ngàn dặm không gian, để cầu nối không gian hư vô cự kình lưu lại đều vỡ vụn. Hỗn đản, ngươi dám! Tiếng Thái Thản Cự Ưng nói chưa loạn, hư không vỡ vụn phía trước đã đối diện nuốt sống hắn, hắn từ địa tầng va vào thâm không vô tận. Nơi này hắc ám hỗn loạn, lại tìm không thấy vết tích hư vô cự kình. Giống! Thái Thản Cự Ưng cuồng liệt gào thét, muốn la lên gọi hư vô cự kình lại, nhưng không gian xung quanh hỗn loạn vặn vẹo, tràn ngập năng lượng bá đạo. Lưu Quang Thiên Tinh Viên kích phát bí thuật, dẫn dắt đến Thái Thản Cự Ưng thoát khỏi từ hư không, trở lại mặt đất. Thái Thản Cự Ưng cánh lớn nhấc lên cuồng phong, lửa giận kinh khủng muốn đốt cháy trời đất. Chạy! Cứ chạy như vậy! Thái Thản Cự Ưng cuồng nộ bay lên không, mãnh liệt chấn động toàn bộ thanh đồng quỷ tượng khác xốc ra ngoài. Hắn dõi mắt trông về phía xa, muốn tìm kiếm không gian ba động yếu ớt. Hắn cẩn thận quan sát, hy vọng sau khi hư vô cự kình phát hiện vấn đề có thể tiếp tục chỉ dẫn cho bọn hắn. Nhưng, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn quanh tám phương, đều không có phát hiện bất kỳ vô cùng nào. Hư vô cự kình là ngu xuẩn sao? Chẳng lẽ không có chú ý phía sau xảy ra vấn đề sao? Phát hiện vấn đề không nhanh chóng làm tiêu ký, tiếp tục chỉ dẫn sao? Chương 3462 như ý nguyện. Chẳng lẽ muốn bằng vào chính hắn liền muốn săn giết Tần Diễm? Hư vô cự kình. Thái Thản Cự Ưng điên cuồng gầm thét, sóng âm cuồn cuộn, như giang hà trùng kích không gian, số lượng lớn cự thạch đều bị sinh sinh chấn vỡ. Nhưng vẫn không có đạt được bất kỳ lời đáp lại nào. Bọn thanh đồng quỷ tượng cũng nhao nhao gào thét, vừa lo lắng càng không cam lòng, nhưng thật sự là không có cách nào khác cả. Ong ong ong. Hồi lâu sau, năm chiếc hoàng kim chiến thuyền vọt tới nơi này, giống như mặt trời sáng chói, chiếu sáng thế gian, hạ xuống kim huy cho thế giới bừa bộn rách nát. Hoàng kim chiến tộc, các ngươi chết ở đâu rồi? Thái Thản Cự Ưng gầm thét, bộc phát hỗn loạn khí tức muốn đè sập thiên địa, để vừa mới đến năm chiếc hoàng kim chiến thuyền đều mãnh liệt đong đưa. Ta còn muốn hỏi các ngươi đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cơ hội cực tốt, vậy mà lại để bọn hắn chạy. Đại huyền thiên kim dịch càng tức giận, theo lý mà nói ngay lúc đó đánh lén là hoàn toàn không có bất ngờ, mục tiêu khóa chặt Tần Diễm, bắt lấy liền đi. Lấy thực lực của Thái Thản Cự Ưng, hẳn là có thể mang đi ra ngoài dễ như trở bàn tay, coi như Tần Diễm dãy dụa phản kháng thế nào đi nữa, coi như bọn người Triệu Tử Mạt đều ra tay thì vẫn còn có những quỷ tượng cường hãn như bọn hư vô cự kình này ngăn cản. Lúc ấy bọn hắn cố ý ở lại nơi xa, không có ra tay, chính là đang mong đợi bọn người Triệu Tử Mạt xuất hiện. Giao chiến cùng thanh đồng quỷ tượng, sau đó biến thành kẻ thù. Không nghĩ tới, đều đã nhìn Thái Thản Cự Ưng xông vào hỗn độn hư không, đột nhiên trên trời rơi xuống một đại lục, bọn hắn đều bị nện vào trong hố đất. Thật vất vả mới đánh vỡ vụn được phế tích Sơn Hà, khống chế chiến thuyền đuổi bắt, kết quả. Đều biến mất không còn bóng dáng. Cho đến khi nghe nói Thái Thản Cự Ưng bão nổi ở chỗ này, bọn hắn mới vội vã chạy tới. Nhưng hoàn toàn không thấy bất luận bóng dáng nào của Tần Diễm cùng bọn người Triệu Tử Mạt. Bọn hắn hợp tác cùng Triệu Tử Mạt. Thái Thản Cự Ưng đều không lo được hắn cãi nhau cùng bọn, cực lực dò xét ba động. Hắn có loại dự cảm không tốt. Hư vô cự kình là còn đang truy tung, hay là đã gặp phải bất trắc. Dù sao đối phương cũng là Tần Diễm, còn có hai vị không gian đại đế, nếu bọn hắn bị cắt đứt ở lại nơi này, trong hư không cũng chỉ có mỗi hư vô cự kình. Nếu như hư vô cự kình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn càng không tốt bàn giao cùng chủ nhân. Coi như tương lai trấn áp Khương Phàm, trận truy sát này đều sẽ trở thành sỉ nhục khó mà ma diệt trong kiếp sống mười mấy vạn năm chinh chiến của hắn. Chu Cổ Lực cùng lỗ thú sau khi tách ra, xảo diệu vung ra một đường cong, dẫn dắt hư vô cự kình tiến lên hướng phía khu vực phế tích sụp đổ trước đó. Nơi đó hỗn loạn bừa bộn, năng lượng dung chuyển, chính là nơi tốt phục kích cùng phản sát. Xem như huyên náo oanh oanh liệt liệt cũng sẽ không bị bọn người Thái Thản Cự Ưng phát hiện. Trúng kế. Sau khi hư vô cự kình phát hiện bị cắt đứt con đường, quả quyết muốn rời khỏi. Không có Thái Thản Cự Ưng phối hợp, thân phận thợ săn cùng con mồi hiển nhiên thay đổi. Mặc dù hắn không gì làm không được cự thú hư không, nhưng Chu Cổ Lực cũng là siêu cấp đại đế do Long Quỳ Thiên Đế dốc sức chế tạo, cũng không phải kẻ yếu, huống chi còn có Tần Diễm. Ngươi trốn không thoát, Chu Cổ Lực. Kéo hắn vào mẫu đỉnh cho ta.
ta muốn sống luyện hắn. Tần Diễm tránh thoát chu cổ lực, từ trong hư không rơi xuống phế tích, hóa thân đại địa mẫu đỉnh, bộc phát ra khí tức huyền hoàng minh mông, bao phủ minh mông thiên địa, trùng kích bốn phương tám hướng. Hư vô cự kình không có lòng ham chiến, mãnh liệt đong đưa thân thể, hoắc loạn thâm không, muốn thoát khỏi, nhưng chu cổ lực là ai? Đệ nhất sát thủ tinh cầu Long Quỳ, am hiểu nhất chính là tập kích cùng dây dưa. Liên tiếp bạo động qua đi, chu cổ lực chờ đến cơ hội, hung hăng vung hư vô cự kình ra không gian. Tần Diễm chờ không kịp hội tụ thành sơn hà cự thủ, bắt lại hư vô cự kình. Hư vô cự kình không phải cự thú hư không chân chính, mà là thân thể thanh đồng quỷ tượng, có thêm vào quỷ nguyên hư vô cự kình, cho nên thanh đồng quỷ tượng mặc dù rất mạnh, lại không thể hư vô tan đi hoàn toàn như ý nghĩa, chỉ có thể phóng thích năng lượng hư không. Khi huyền hoàng cự thủ bắt thanh đồng chiến khu của hắn lại, lấy huyền hoàng năng lượng phong tỏa không gian, hư vô cự kình biết mình xong. Hắn liều mạng giãy giụa, điên cuồng đối kháng, lại không phá nổi huyền hoàng giam cầm. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Tần Lôi toàn bộ diễm hư vô cự kình vào bên trong mẫu đỉnh. Ầm ầm, nắp đỉnh khép kín phong tỏa huyền hoàng thế giới. Hư vô cự kình bị triệt để vây ở bên trong. Rất nhiều cường giả may mắn còn sống sót bị chiến đấu kinh động nơi này, nhao nhao tụ tới, nhìn thấy mẫu đỉnh nguy nga hùng vĩ đều hít vào từng ngụm khí lạnh. Đó là đại địa mẫu đỉnh. Đại địa mẫu đỉnh, siêu cấp đế binh, ta vậy mà nhìn thấy chân dung. Rung động cái rắm, phế tích kéo dài mấy chục vạn dặm, tám phần chính là do hắn tạo thành. Thật mẫu thân nó hung tàn, suýt chút nữa đã cho mai táng toàn bộ chúng ta. Con trai chúa tể chính là không giống, làm việc không hề cố kỵ, cũng không sợ đắc tội với người. Đắc tội người thế nào, người muốn mắng hắn hay đánh hắn? Hắn là đang chiến đấu cùng thanh đồng quỷ tượng. Đây hẳn là một bộ thân phận của Tần Diễm, dám đơn đấu với toàn tộc quỷ tượng. Thật sự là đủ vũ dũng. Mọi người ngước nhìn mẫu đỉnh, đều cảm thấy rung động cùng áp bách thật sâu, nắp đỉnh mãnh liệt mở hí, tiêu tán ra huyền hoàng năng lượng như thác nước lao nhanh mà xuống, ánh sáng như thế giới nguyên thủy khai thiên tích địa. Thanh đồng quỷ tượng không phải tuyên bố treo giải thưởng sao? Hắn ở chỗ này, các ngươi không đi thông báo. Có người đột nhiên đề xuất, bầu không khí xem náo nhiệt thoáng hỏa hoãn. Nói đùa, ngươi dám đắc tội Tần Diễm. Đắc tội Tần Diễm chính là đắc tội chúa tể Tu La, quên trận sự kiện 300.000 năm trước kia. Chương 3463 Kim Dịch Mưu Cục, Thiên Nguyên. Chúa tể Tu La cũng không phải dễ trêu, nhất là bây giờ, khẳng định mạnh hơn. Năm đó Tần Diễm thế nhưng chu diệt toàn tộc quỷ bí chủ nhân cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn thả người. Chín đại cấm khu vũ trụ, chân chính cấm kỵ, mấy chục triệu năm chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Loại chuyện này, nhìn thì tốt, không cần mù quáng xen vào. Đúng đấy, nơi này cơ duyên khắp nơi trên đất, ai còn quan tâm chút tiền thưởng. Ha ha, xem thường ai, chúng ta nơi này không phải thần ma chính là đại đế, ai quan tâm chút lợi cực nhỏ này. Tất cả cường giả nhao nhao trách cứ, lắc đầu rời khỏi, nhưng sau khi biến mất trong sương mù, liên tiếp quay đầu phóng tới tìm kiếm thanh đồng quỷ tượng thông báo tung tích Tần Diễm. Dù sao thanh đồng quỷ tượng phát ra treo giải thưởng quá mê người, là viễn cổ thanh đồng nặng vạn tấn, đây chính là bảo vật cả thế gian hiếm thấy. Tần Diễm không có chìm vào địa tầng, mà hóa thành mẫu đỉnh cao ngạo đứng vững ở chỗ này, mục đích thực sự là đang chỉ dẫn bọn người lỗ lỗ thú. Khi lỗ lỗ thú mang theo triệu tử mạt cùng chu cổ lực tụ hợp, trước tiên chìm vào địa tầng, sau đó dung nhập hư không, nhanh chóng rút lui. Khi bọn Thái Thản Cự Ưng chạy tới nơi này, mấy người Tần Diễm đã rời khỏi nửa ngày. Thái Thản Cự Ưng thật sự nổi giận khó mà tự đè xuống, cơ hội tốt bao nhiêu, rõ ràng đều bắt lấy, vây quanh, kết quả không chỉ có chạy, còn săn giết không gian đế thú duy nhất bên trong thanh đồng quỷ tượng bọn hắn. Hắn chưa bao giờ gặp qua sỉ nhục như thế này. Hắn như thế nào bàn giao với chủ nhân? Tần Diễm thật hợp tác cùng mấy người triệu tử mạt, muốn bắt thì càng thêm phiền toái. Kim Dịch ảo não, vậy mà bỏ qua cơ hội tốt như thế này, sau đó Tần Diễm mang theo hai không gian đại đế trong người, còn thế nào đuổi bắt? Còn thế nào săn giết? Cỗ mẫu đỉnh phân thân này rất mạnh, tới gần chí tôn cấp. Thái Thản Cự Ưng cẩn thận hồi tưởng tình huống ngay lúc đó, không chỉ có kinh ngạc thực lực Tần Diễm, còn ngoài ý muốn vì đột nhiên diễn biến mấy chục vạn dặm sơn hà. Đây là bí thuật gì? Lấy kinh nghiệm chiến tranh của hắn đều không có gặp được một lần, càng khó có thể hiểu hơn. Kim Dịch nắm quải trượng, trầm giọng nói. Nhất định phải mau chóng tìm tới bọn hắn. Tần Diễm là phân thân mẫu đỉnh, cảnh giới hẳn là cố định,
kết quả bắt đầu trưởng thành, chứ có liên quan với hoàn cảnh nơi đây, còn có thể là tìm được biện pháp. Phân thân Tần Diễm có thể cùng thiên địa giao hòa, có thể mượn dùng lực lượng kinh khủng, đế cấp đã khinh thường đồng cấp, nếu thật sự là chí tôn cấp, trên viên tinh cầu này cơ hồ không có địch thủ, muốn vây bắt trấn áp, càng khó khăn. Ngươi có biện pháp nào? Muốn cứng rắn tìm kiếm, cơ hồ là không thể. Tần Diễm bây giờ đứng trước lùng bắt, lại biết biện pháp mạnh lên, sẽ không tình nguyện ẩn tàng, hẳn là sẽ nghĩ hết biện pháp tăng lên thực lực, nói cách khác. Hắn sẽ tấp nập xuất hiện ở các nơi. Nhưng bọn hắn có chu cổ lực phối hợp, bọn hắn đã có thể di chuyển trong hư không, cũng có thể di chuyển từ địa tầng, có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Bằng vào tình huống chúng ta bây giờ, phương thức như vậy, tiến hành lùng bắt, muốn tìm được bọn hắn, chỉ có thể tìm vận may, nhưng cho dù là gặp, bọn hắn cũng có thể tùy tiện thoát thân. Đề nghị của ta là đề cao giải thưởng. Thái Thản Cự Ưng nghĩ đến biện pháp, đề cao bảo vật treo giải thưởng, cao đến tất cả thần ma cùng đại đế đều khó mà kháng cự, để thần ma cùng các đại đế đang tìm cơ duyên đều cảm thấy sao động, cuối cùng hình thành một làn phong chiều, gió chiều. Cứ như vậy, toàn dân lùng bắt, Tần Diễm thế tất không chỗ che thân. Như thế thanh thế quá lớn, dễ dàng đánh cỏ động rắn, sẽ để cho Tần Diễm càng cẩn thận. Coi như ai phát hiện, như thế nào liên hệ chúng ta? Nếu như cách mấy chục hơn trăm vạn dặm, chợt tìm tới chúng ta lại chạy tới, Tần Diễm đã sớm biến mất 10 ngày nửa tháng. Ta cảm thấy lấy chúng ta muốn làm chính là, hủy bỏ lệnh treo giải thưởng, giả ý từ bỏ lùng bắt, sau đó tìm Thiên Nguyên hỗ trợ. Đầu ngươi có vấn đề, ngươi cho rằng Thiên Nguyên là thần thoại đại thiên đế các ngươi. Thiên Nguyên chính là tên sợ hàng. Có thực lực không có dũng cảm. An ổn gìn giữ cái đã có, không có chí tiến thủ. Ngươi tìm hắn lùng bắt cửu hung cùng Tần Diễm, không sợ dọa hắn tiểu trong quần. Thái Thản Cự Ưng hoàn toàn xem thường Thiên Nguyên. Đây không chỉ là cái nhìn của hắn, càng là chủ tử bọn hắn ảnh hưởng. Hắn không phải sợ, hắn khôn khéo, hắn cũng không phải an ổn gìn giữ cái đã có, là tình thế đặc thù tinh vực hắn bức bách, không thể không giữ vững trung lập. Nhưng tình huống bây giờ không giống với lúc trước, tinh vực truyền thuyết xuất hiện gần tinh vực hắn, tương đương với vũ trụ ban ân, thế tất để thực lực hắn cùng hắn thần tộc đế tộc tăng cường. Một khi thực lực của bọn hắn mạnh lên, cục diện cân bằng của thiên nguyên tinh vực tất bị đánh phá, để những tinh vực khác căm thù. Ngươi tìm tới hắn, cho hắn hứa hẹn, nói nếu như đến lúc đó thật có tinh vực cấp thiên đế gây sự, quỷ bí cấm khu các ngươi sẽ công khai nâng đỡ bọn hắn. Đến lúc đó, chỉ cần có một cấm khu ủng hộ, tinh vực cấp thiên đế khác cũng không dám gây sự, chúa tể cùng cấm khu khác cũng không cần thiết lại nháo. Mà hết thảy điều này chỉ cần thiên nguyên điều động cường giả không gian của hắn giúp chúng ta tìm người. Tìm được, không võ của hắn lập tức rút lui, chúng ta di chuyển đi qua, tiếp theo giao cho chúng ta. Chúng ta cam đoan có thể triệt để xử lý sạch phân thân Tần Diễm, sẽ không liên lụy đến thiên nguyên hắn nửa phần. Kim Dịch phân tích đề nghị để Thái Thản Cự Ưng đang táo bạo an tĩnh lại, chăm chú cân nhắc. Đúng vậy, chỉ cần an bài không võ cha một chút, cũng không phải cần thiên nguyên chân chính ra tay. Chỉ cần điều tra xảo diệu liền có thể thần không biết quỷ không hay. Như thế này còn tương đương với việc con trai quỷ bí thiếu thiên nguyên một thiên đại ân tình, thiên nguyên giống như không có lý do từ chối. Chương 3464 người hố nhầm người. Tìm Tần Diễm rất khó, tìm phân thân hỗn độn của thiên nguyên ngược lại rất dễ dàng. Hỗn độn phân thân của thiên nguyên đều cố ý hiển hiện tung tích, cố ý lưu lại vết tích. Để chấn nhiếp cường giả những tinh vực khác không nên thương tổn thần ma cùng đế tổ của tinh cầu hắn, cũng là để thiên nguyên thần ma cùng đế tổ đám người gặp được nguy cơ bất cứ lúc nào có thể tìm tới hắn tị nạn. Lưu Quang Thiên Tinh Viên tự mình tìm được một bộ hỗn độn phân thân trong đó, đưa ra đề nghị, cũng nói. Ta biết nghe có chút quá mức, nhưng ngẫm lại tình huống thực tế của ngươi, đó cũng không phải giao dịch hỏng bét. Hỗn độn phân thân của thiên nguyên kiên quyết lắc đầu. Chúng ta chỉ tới tìm bảo. Không liên lụy ân oán giữa các ngươi. Không, ngươi không để ý tới ý tứ trong lời ta nói. Chúng ta nhất định phải vây khốn Tần Diễm, đây đã không chỉ là vấn đề ân oán, mà là chuyện nhất định phải làm được. Nếu như ngươi giúp chuyện này, chờ tương lai thiên nguyên tinh vực xuất hiện dung chuyển, quỷ bí cấm khu nhất định giúp đỡ ủng hộ, còn là nơi đầu tiên. Nhưng, nếu như ngươi từ chối chuyện này, đến lúc đó thiên nguyên tinh vực xuất hiện dung chuyển, chúng ta không chỉ khoanh tay đứng nhìn đơn giản như vậy. Có phải ta hiểu sai hay không, người đang uy hiếp ta. Uy hiếp thiên nguyên tinh vực. Thiên nguyên tinh vực mặc dù giữ vững trung lập, nhưng bằng vào chính là thực lực.
không phải là của các ngươi bố thí. Tình huống thiên nguyên, chúng ta rất rõ ràng, ngươi cũng rõ ràng. Huống chi, lời ta nói không gọi uy hiếp, là nhắc nhở. Ngươi tìm nhầm người, tình huống thiên nguyên, ta là rất rõ ràng, nhưng ngươi, giống như không rõ ràng lắm. Tất cả chúa tể cùng cấm khu ở nơi đó bố trí mấy triệu năm, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ dung chuyển. Cái này, là ta nhắc nhở cho ngươi. Hỗn độn chiến khu của thiên nguyên nói xong muốn rời khỏi. Nói đùa. Lùng bắt Tần Diễm, còn liên lụy đến cửu hung của con trai cực lạc. Ta sống ngán rồi hả? Những thanh đồng quỷ tượng này quả nhiên như lời đồn, thực lực mạnh nhưng trí thông minh khó có thể hiểu được. Lưu Quang Thiên Tinh Viên hung tợn nói. Thiên nguyên, người phải biết quyết tâm chúng ta lùng bắt, người cũng biết quỷ bí cấm khu chúng ta không phải dễ trêu. Biện pháp chúng ta bây giờ nhanh nhất tìm ra Tần Diễm, chỉ có ngươi. Nếu như ngươi không chịu giúp, chúng ta chỉ có thể ra hạ sách. Ta nói rất rõ ràng, không nhúng tay vào ân oán của các ngươi, ta cũng nói rất rõ ràng, thiên nguyên tinh vực không sợ khiêu chiến. Ha ha, vậy cáo từ, hy vọng ngươi có thể gánh vác được hạ sách của chúng ta. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Đơn giản giải tin tức, nói thiên nguyên nguyện ý giúp chúng ta lùng bắt Tần Diễm, tất cả thiên nguyên thần ma cùng đế tổ đều cần phối hợp hành động. Một khi tin tức này tản ra, muốn thu hồi lại sẽ rất khó khăn. Có một số việc, mặc kệ bắt đầu là thật hay giả, truyền đi đều thành thật. Chờ ngày nào chúng ta trấn sát Tần Diễm, theo cường giả các nơi rời khỏi tinh vực truyền thuyết, tin tức sẽ truyền vào vũ trụ mịt mờ. Ngươi đoán xem, với tính cách bạo ngược của Tần Diễm, sẽ như thế nào thu thập thiên nguyên tinh vực ngươi? Tu La Thiên Đế tính cách kia, lại sẽ như thế nào xử lý thiên nguyên đại thiên đế ngươi? Thiên nguyên lạnh lùng nhìn Lưu Quang Thiên Tinh Viên. Thứ quỷ này trí thông minh không cao, tâm tư ngược lại rất ác độc. Tôn Nghiêm cùng Cao Ngạo Đế Cảnh đều để bọn quỷ đồ này lăng mạ. Ta cáo từ. Lưu Quang Thiên Tinh Viên hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Thiên Nguyên, nhưng không có ý rời khỏi. Thiên Nguyên không có cáo từ, cũng không có lại nói tiếp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Lưu Quang Thiên Tinh Viên có chút ngẩng đầu, ngạo nghễ rằng co với Thiên Nguyên. Kim Dịch nói rất đúng, Thiên Nguyên mặc dù không sợ nguy hiểm, nhưng tránh được nên tránh. Mấy triệu năm sống an nhàn sung sướng, đã sớm không có hào hùng nên có. Tại thời điểm gặp được nguy cơ cùng khiêu chiến, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là điều giải, thương lượng, thậm chí là thỏa hiệp. Thiên Nguyên suy nghĩ hồi lâu, trầm giọng nói. Ta tận lực phối hợp, nhưng có thể tìm tới hay không, không thể cam đoan. Lưu Quang Thiên Tinh Viên lại cười lạnh. Ha ha, người tâm tư này, phàm nhân đều nhìn thấu, ngươi cho rằng thanh đồng quỷ tượng chúng ta là kẻ ngu. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng 2 tháng, cần phải tìm tới bọn hắn. 2 tháng vừa đến, nếu như tìm không thấy bọn hắn, chúng ta điều động tất cả lực lượng chúng ta có thể điều động, truyền tin tức đi. Đến lúc đó sẽ tạo ra oanh động gì, tạo thành hậu quả gì, chúng ta mặc kệ. Có phải các ngươi đều là đồ đần hay không, ta thật có lực lượng, nhưng xác thực không có manh mối. 4 chi đội ngũ các ngươi tìm kiếm 2 năm đều không có lục soát ra, để cho ta tìm ra trong vòng 2 tháng. Nếu quả thật muốn để ta điều tra thì cần cho ta đầy đủ thời gian, càng không nên nhúng tay điều tra của ta. Trước đó không lục ra được là bởi vì mục tiêu chúng ta quá lớn, mà bọn hắn lại có võ giả không gian. Các ngươi bí mật tìm kiếm, Tần Diễm hắn nghĩ không ra, cũng sẽ không tị húy. Các ngươi có số lượng lớn không võ, có thể truy tung không để lại dấu vết. Nhớ kỹ, 2 tháng, ta chờ tin tức của ngươi. Chậm đã, 6 tháng, ta tận lực điều tra. Nếu như không lục ra được, lại cho ta 1 tháng thời gian thư thả. Nếu như còn không lục ra được, tùy cho các ngươi giải tin tức. Ngươi không cần trả lời, kỳ hạn 6 tháng thêm 1 tháng, đây là giới hạn thấp nhất ta có thể tiếp nhận. Ta cần tìm tới 2 hỗn độn phân thân khác, thương lượng cùng bọn hắn rốt cuộc có nên tiếp nhận hay không tiếp nhận. Ta còn cần thời gian triệu tập tất cả tộc dân không gian tản mát các nơi. Chỉ riêng là thương lượng, tập kết đã tiêu hết ta hơn 1 tháng thời gian. Đây là đánh giá sơ qua. Chương 3465 thâm không kêu gọi, 3 bên tương tụ 1. Nếu như toàn bộ phân thân đồng ý, ta sẽ tận hết khả năng lùng bắt. Nếu như phân thân không đồng ý, các ngươi tùy tiện giải tin tức, chúng ta phụng bồi tới cùng. Sau khi Thiên Nguyên nói xong, trực tiếp quay người rời khỏi. Lưu Quang Thiên Tinh Viên cao giọng nói. Đừng có đùa mánh khóe, nếu không, Thiên Nguyên tinh vực các ngươi đảm đương không nổi hậu quả kia. Chờ tin tức của ta, đừng lại đến liên lạc với ta,
để tránh bị bọn người Tần Diễm phát hiện. Sau khi Thiên Nguyên rời khỏi, bắt đầu triệu hoán không gian cường giả sở thuộc tinh vực. Bởi vì là tinh cầu thương nghiệp, liên hệ đối ngoại tấp nập, cũng cần kiên cố xử lý sự kiện đặc thù, cho nên Thiên Nguyên nuôi dưỡng 3 hư không đế tộc, 5 hư không thần tộc. Đế tộc, theo thứ tự là nhân tộc sở thuộc Luyện Thiên đế tộc, yêu tộc sở thuộc Thiên Diệu Tham Lang tộc, ma tộc sở thuộc Âm Ảnh ma tộc. Thần tộc, theo thứ tự là nhân tộc Hạo Dương tộc, yêu tộc Độc Giác thú tộc cùng tinh ngấn chi chu, ma tộc Hư Không ma trùng, linh tộc Thương Vân tộc. Lúc trước khi xuất phát, cần nhắc đến tinh vực truyền thuyết khổng lồ, bảo đảm kịp thời truyền lại tin tức, hiểu rõ tình huống các nơi, hắn mang tới toàn bộ tam đại đế tộc ngũ đại thần tộc. Không chỉ là có thần ma cùng đế, còn có thánh hoàng cùng thánh vương. Ví dụ như ba tôn hỗn độn phân thân bọn hắn, bên cạnh đều bồi bạn ba vị cường giả hư không thần cấp. Hắn đang cưỡi một thất Thiên Diệu Tham Lang tráng kiện oai hùng, thuận tiện giao lưu cùng phân thân khác, hoặc giải tin tức cho các tộc khác, truyền đạt chỉ lệnh các loại. Thanh đồng quỷ tượng uy hiếp để hắn vô cùng phản cảm, nhưng hắn không thể không cân nhắc tình huống hiện thật. Nếu quả thật có lời đồn như thế truyền đi, thế thất lên men bên trong nghe nhầm đồn bậy, thậm chí biến thành bọn hắn chủ động phối hợp thanh đồng quỷ tượng, đầu nhập vào quỷ bí cấm khu các loại, chuyện gì đều có thể phát sinh. Huống chi, hắn cũng thật không nguyện ý đắc tội con trai quỷ bí. Hắn tin tưởng phân thân khác gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ lựa chọn tiếp nhận. Nhưng, đây cũng không đại biểu hắn hoàn toàn thuận theo, bị thanh đồng quỷ tượng nắm trong tay. Hắn có hắn đường giải quyết, liên hệ Tần Diễm. Sau khi Tần Diễm đào thoát, nhanh chóng rời xa mảnh đất này, ngày đêm không ngớt, đi nhanh trọn vẹn trăm vạn dặm. Các ngươi biết Nhậm Thiên Táng ở đâu không? Tần Diễm đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt. Nếu không thể nào trông cậy vào Khương Phàm cùng Thiên Vương Điện, bây giờ chỉ có thể hy vọng ký thác vào Long Quỷ Thiên Đế. Nhưng Long Quỷ Thiên Đế không thể nào đích thân tới thế giới này, hắn lại không biết Thiên Đao Vương các nàng có thể rời khỏi hệ thống thế giới này hay không, cho nên Long Quỷ Thiên Đế an bài ai tiến vào tương đối mấu chốt. Ngươi biết Nhậm Thiên Táng? Triệu Tử Mạt rất bất ngờ. Chu Cổ Lực thoáng cảnh giác, lúc này đột nhiên nhắc đến Nhậm Thiên Táng, chỉ sợ là có nguyên nhân. Đã từng gặp mặt, ấn tượng đối với hắn rất sâu. Là ân là oán. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với võ pháp gấp người giấy của hắn, tiếp xúc qua đơn giản. Triệu Tử Mạt lắc đầu nói. Tam sát đều đơn độc hành động, cửu hung kết bạn hành động, nhưng Nhậm Thiên Táng tính cách quái gở, ưa thích độc lai độc vãng, ta đều không nhớ ra được bao lâu không có thấy qua hắn. Ở giữa tam sát cửu hung các ngươi, chẳng lẽ không có phương thức liên lạc đặc thù? Ví dụ như, Long Quỷ Thiên Đế có chuyện gì muốn triệu hoán các ngươi trở về, ví dụ như các ngươi ai gặp phải phiền toái, làm sao liên hệ cùng các huynh đệ khác và Long Quỷ Thiên Đế? Trong phạm vi nhất định là có thể liên hệ, nếu như ngoài ý muốn tử vong, cũng có thể ghi chép lại hình ảnh tử vong. Có thể thay ta điều tra thêm Nhậm Thiên Táng ở đâu, có thể kịp thời đuổi tới hay không? Ta thật ra có thể thử một chút, nhưng ta không có ác ý, ta là phát hiện mấy linh hồn ngủ say từ vùng đất thiên âm, trong đó có người thân của ta. Người thân của ngươi, chuyện khi nào? Đại khái là thời điểm tinh vực truyền thuyết lần trước mở ra tiến vào. 500.000 năm, Triệu Tử Mạt cùng bọn người Đông Hoàng Thiên Du đều kinh hãi, nói đùa gì thế? Linh hồn có thể ngủ say 500.000 năm. Thế giới này không có địa ngục, nơi đó tương đương với địa ngục, các nàng đều là đế cấp, lấy đế huyết đốt đế cốt. Duy trì sinh cơ yếu ớt. Tuy nhiên đều đến cực hạn. Ta không biết các nàng còn có thể kiên trì bao lâu, cũng không biết các nàng rời khỏi hệ thống thế giới này có thể chết hay không, cho nên hy vọng có đại đế linh hồn tới giúp ta. Triệu Tử Mạt giật mình. Chúng ta thử một chút đi. Lỗ Lỗ. Chu Cổ Lực vỗ vỗ Lỗ Lỗ thú. Lỗ Lỗ thú lắc đầu vẫy đuôi, thân thể trắng nõn vậy mà nổi lên từng điểm huyết quang, xen lẫn thành hoa văn phức tạp. Theo Lỗ Lỗ thú đong đưa. Sau khi đường vân thành hình, hóa thành lấm ta lấm tấm mê quang, xông vào hư không. Tần Diễm mong đợi nhìn Lỗ Lỗ thú. Lỗ Lỗ thú méo mó đầu, cái mũi đứng thẳng. Lỗ Lỗ. Triệu Tử Mạt cười nhạt nói. Chúng ta truyền ra tin tức, nhưng lúc nào có thể truyền đến cửu hung khác thì không nói được. Lúc nào có thể có đáp lại. Xem bọn hắn ở nơi nào, khoảng cách gần, đáp lại cũng nhanh, khoảng cách xa. Các ngươi có thể cảm ứng được Long Quỷ Thiên Đế không? Ở trên đường. Tới. Khi chúng ta tới trước tiên đã truyền ra tin tức, có thể cảm giác đang trên đường, nhưng cụ thể lúc nào đến, khó mà nói. Tần Diễm không nghĩ nhiều nữa, nói.
Lần này có thể thoát thân, có bao nhiêu thành phần may mắn. Thanh đồng quỷ tượng nhận lấy kích thích, tiếp theo không chỉ nghĩ tất cả biện pháp lùng bắt, chúng ta nhất định phải mạnh lên. Chương 3466 thâm không kêu gọi, ba bên tương tụ hai. Đông Hoàng Thiên Du nói. Chúng ta không trông cậy được vào, mấu chốt vẫn xem chính ngươi. Tiếp tục tìm kiếm sinh mệnh thạch tủy, đại địa mẫu kim mấy thứ này. Triệu Tử Mạt nói. Chúng ta phối hợp lẫn nhau, tận lực giữ vững bí ẩn, chỉ cần không còn náo ra oanh động, bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn là tìm không thấy chúng ta. Còn muốn tìm kiếm vùng đất Thái Dương cùng vùng đất Thái Âm khác. Nhìn ta tìm được cái gì ở phía dưới. Tần Diễm xốc lên xương sọ, lấy ra ba khối huyết tinh từ trong huyền hoàng sương mù cuồn cuộn. Huyết tinh vừa mới xuất hiện, huyết quang đã chiếu rọi mênh mông sơn lâm, giống như ba viên huyết nguyệt đột nhiên giáng lâm, ngay cả mê vụ trên không trung đều nổi lên ánh sáng màu hồng, lộ ra quỷ dị mà âm trầm. Huyết tinh nở rộ huyết quang tầng tầng lớp lớp, giống như trái tim chân chính bành trướng nhảy lên, mỗi một cái đều nương theo huyết quang khuếch tán. Đây là Đông Hoàng Thiên Du, vạn đạo thần thụ, chu cổ lực bọn người đều lộ ra vẻ mặt kích động. Xung quanh Thái Âm thụ có một huyết hà cả vạn lý, huyết hà hẳn là máu tươi của cường giả tràn vào ngay thời điểm tinh vực truyền thuyết mở ra, thánh huyết, thần huyết, đế huyết, chí tôn huyết các loại, ước vạn năm lắng đọng, tạo thành cùng huyết hà loại với huyết hà của địa ngục. Huyết dịch lắng đọng, sinh cơ chiếm cứ, tạo thành huyết dịch kết tinh trong tầng nham thạch dưới đáy huyết hà. Tần Diễm phân biệt đưa ba viên huyết tinh cho Đông Hoàng Thiên Du, Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực. Đây là tinh hoa huyết dịch ức vạn năm lắng đọng, có được tạo nên tiềm lực đế cấp. Hô hấp bọn người Đông Hoàng Thiên Du đều trở nên dồn dập, trái tim giống như đều theo huyết tinh ba động mà nhảy nhót, tạo thành tần suất thống nhất, toàn thân máu tươi đều trở nên nóng hổi, giống như phải bị hấp dẫn, rời khỏi từ trong thân thể, tràn vào đến bên trong huyết tinh. Viên nhỏ nhất này cho Đông Hoàng Thiên Du, thứ quá mạnh ngươi hàng không nổi. Hai viên khác, cho Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực. Ta không có huyết dịch, không cần vật như vậy. Các ngươi mau chóng luyện hóa, tận lực tăng thực lực lên. Nếu như ta không có đoán sai, bên trong vùng đất Thái Âm khác hẳn là còn có huyết tinh như thế này. Đến lúc đó lại cho Tam Túc Thiềm cùng hư không chứ? Hắn gọi lỗ lỗ thú. Không sai biệt lắm. Đông Hoàng Thiên Du cùng Triệu Tử Mạt đều kích động, mặc dù sau khi đi đến đều tìm đến rất nhiều bảo vật, nhưng đa số đều là không thể nào trực tiếp dùng, hoặc không hiểu rõ tình huống, bình thường trừ ăn chút linh quả ra, thật không vận dụng những bảo vật khác. Nhưng, huyết tinh, ước vạn năm lắng đọng, đế huyết, chí tôn huyết, đây là bảo vật quý giá mực nào? Nói là có tiềm lực tạo nên đế cấp, thật không phải trò đùa. Đông Hoàng Thiên Du cẩn thận từng ly từng tí nâng. Huyết tinh lên, thật giống như là trái tim, nồng đậm sinh cơ, năng lượng kinh khủng để từ linh hồn đến huyết dịch lại đến thân thể đều sinh ra khát vọng mãnh liệt. Bảo vật này tuyệt đối có thể làm cho huyết dịch khắp người nàng đạt được tẩy lễ cùng tịnh hóa, càng có thể làm cho huyết mạch nàng đạt được thăng hoa cùng biến đổi. Viên này, chỉ sợ có thể làm cho nàng bước lên thần cấp đi. Có lẽ, nửa viên đã đủ. Còn lại hẳn là có thể để nàng nhanh chóng ổn định cảnh giới. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực phân biệt bưng lấy hai viên huyết tinh càng lớn, mỗi viên đều to bằng cái đầu, huyết quang nở rộ, bành trướng như trái tim đang nhảy. Bọn hắn đều đã tiến vào đế cấp rất nhiều năm, cũng một mực tìm kiếm cơ hội đột phá, nhưng huyết mạch nhận hạn chế, tiềm lực đã đến cực hạn. Đối với vấn đề cao hơn là chí tôn, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đó là chuyện không thể nào. Dù sao chí tôn là cực hạn của sinh linh vạn vật vũ trụ thiên đế cấp hoặc tinh cầu. Hoặc là con trai chúa tể, cấm khu con trai trừ phi thiên đế tinh cầu tận lực tạo nên, hoặc siêu cấp tinh cầu đặc biệt thai nghén, nếu không không thể nào làm được. Bọn hắn xông xáo vũ trụ càng nhiều hơn chính là mạo hiểm, là dưới tình huống cảnh giới không đổi, tăng lên, độ rộng, cảnh giới, dùng cái này tăng thực lực lên. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn nhìn, trái tim, mênh mông trên tay như thấy được huyết dịch sôi trào, chiều sâu biến đổi, hy vọng cực hạn thăng hoa. Dù là không thể chân chính ý nghĩa bước lên chí tôn, đỉnh phong chúng sinh kia, cũng có thể đến gần vô hạn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đều phải mau chóng tăng thực lực lên. Nhất định phải làm một vố thật hung ác. Tần Diễm cũng không phải người thua thiệt, bị Thái Thản Cự Ưng làm nhục, hắn nhất định phải phản kích, nhất định phải giết chết đối phương. Bọn người Đông Hoàng Thiên Du kích động trao đổi ánh mắt, trọng trọng gật đầu. Tiếp tục, tìm kiếm bảo vật. Hạo hãn vũ trụ, hắc ám thâm thúy. Mênh mông vô ngần. Tinh cầu các nơi nở rộ ánh sáng,
hình thành vô hạn tinh hà sáng chói mà mỹ lệ. Bây giờ tinh vực truyền thuyết xuất hiện, như đại thụ vũ trụ tân sinh, nở rộ ánh sáng diệu thế, hấp dẫn cường giả tụ các nơi tập. Bên ngoài 300 triệu dặm, một chiếc thuyền giấy tái nhợt đang vượt qua vũ trụ, lái về phía đại thụ vũ trụ khí tượng chân thế. Thuyền giấy phiêu miểu, vượt qua thời không, như là từ xa xa vạn cổ mà đến, lái về phía tương lai mênh mông. Trên thuyền giấy mặt, một nam tử hất lên đấu bồng màu đen, mang theo mặt nạ, đang ngồi xếp bằng minh tưởng, như thi cốt ngủ say, quỷ dị, tĩnh mịch. Khi, hư quang, đến từ lỗ thú xẹt qua thâm không, xúc động thuyền giấy. Nam tử thức tỉnh từ trong ngủ mê, ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ vũ trụ xa xôi, một vòng u quang nở rộ dưới đáy mắt. Đây là cầu cứu tín hiệu. Lỗ thú. Nam tử nhẹ giọng nỉ non, trầm thấp như quỷ ngữ. Hắn, một trong cửu hung của Long Quỷ tinh vực, luyện nhân lô, Nhậm Thiên Táng. Chương 3467 thâm không kêu gọi, ba bên tương tụ ba. Hướng khác, bên ngoài hơn 300 triệu dặm. Chín đầu hắc ám ác long bạo kích thâm không, nóng nảy, bá liệt. Bọn hắn chấn vỡ hắc ám vô tận, xé rách đạo ngấn vũ trụ. Bọn hắn giống như chín cỗ gió lốc hắc ám, cuốn lên hủy diệt chiều dâng rung động. Phía sau bọn hắn triển khai hai cánh, mặt ngoài khuấy động minh mông thiên uy, như kéo tới thế giới thần bí. Khi hư quang lỗ thú xẹt qua thâm không, như mưa rơi xúc động chín đầu ác long. Nhẹ nhàng, phiêu miểu. Toàn thân lân giáp chín đầu ác long nổi lên trận trận gợn sóng, mãnh liệt chấn kích hai cánh, sôi trào biển động giống như hắc ám chiều dâng, va chạm mãnh liệt, lẫn nhau giao hòa, nương theo chấn động vũ trụ dã man gào thét, một đầu dương cánh vạn mét, tăng lên tuyệt thế hung thú chín cái đầu ầm vang thành hình. Toàn thân đen kịt, có vảy chi chít, hai cánh như có thể lật tung hình thành, móng vuốt như có thể đạp tan vũ trụ, đong đưa cái đuôi tạo nên vô tận mảnh vỡ hư không. Chín cái đầu tăng lên, huyết mâu lấp lóe, toàn bộ tiếp cận đại thụ vũ trụ bên ngoài thâm không 300 triệu dặm. Hắn, Long Quỷ tinh vực, vô thượng chí tôn, cửu anh. Giống. Chín cái đầu tề khiếu, toàn thân bạo khởi ức vạn mê quang, cuồng phong bạo vũ giống như thẩm thấu vũ trụ, lít nha lít nhít, kịch liệt như sấm, dẫn đầu đánh tới đại thụ vũ trụ. Ai dám đụng người Long Quỷ ta, muốn chết. Cửu anh đánh rách tả tơi vũ trụ, chiến khu thần vật kịch liệt phồng lên, hình thể tăng vọt đến 500 dặm, dương cánh 800 dặm. Ầm ầm tiếng vang, cuồng phong liệt liệt, trùng kích nghìn vạn dặm vũ trụ. Cửu anh ra tốc lao tới tinh vực truyền thuyết. 500 triệu dặm thâm không. Một tôn cự đỉnh hoành hành vũ trụ, bao la hùng vĩ, cao tới vạn dặm, khoảng cách xoay tròn, nhấc lên huyền hoàng chiều dâng cuồn cuộn. Xôi trào cuồn cuộn năng lượng vô hạn, tỏa ra cường quang rọi khắp nơi vũ trụ. Cự đỉnh nặng nề như muốn đè sập hư không, những nơi đi qua, không gian gào thét vỡ vụn, phía sau càng kéo lấy dài tới quang vĩ, đuôi ánh sáng trăm vạn dặm. Nó giống như là vũ trụ tuần sát sứ, mang cho thâm không minh mông cảm giác áp bách nặng nề. Nó không ngừng tỏa ra cường quang, quanh quẩn tiếng gào thét đến từ phân thân tần diễm thứ 5 truyền ra vũ trụ. Hắn chính là phân thân tần diễm thứ 8, Sơn Hà trọng binh chí tôn cấp. Thời điểm trước khi tần diễm còn ở thiên nguyên gào thét thâm không, đang ở cách 1 tỷ dặm bên ngoài đã nghe được, hắn đang tuần sát vũ trụ lúc này thay đổi phương hướng, lao tới thiên nguyên tinh vực. Bây giờ, tinh vực truyền thuyết nở rộ, gào thét đến từ phân thân thứ 5 truyền đạt tin tức phi phàm. Hắn trực tiếp hiện ra thân thể càng kinh khủng, bắn ra chiến khu cùng tốc độ cực hạn, lao tới tinh vực truyền thuyết. Cùng lúc đó, hắn kịch liệt xoay tròn, nhấc lên vòng xoáy cấp vũ trụ, hướng về xung quanh thâm không vung ra tin tức cùng mê quang. Bên trong thâm không xa xôi, một tôn bạch hổ oai hùng khỏe mạnh đang nhanh chóng phóng tới, khí tức sát phạt cuồn cuộn vũ trụ, tuyệt thế hung uy tràn ngập, hiện ra vô tận sát uy của siêu cấp hung thú cấp vũ trụ. Nó chí tôn đại đế bạch hổ đế tộc của tinh cầu Tu La, đang truy tìm oanh minh xa xôi kia. Một nam tử hùng tráng cao ngạo, cầm trong tay kim côn, đạp không bước lên, chiến giáp của hắn bắn ra cường quang sáng chói giống như cự thú vô hình xé mở vũ trụ, trải rộng ra tuyệt thế đại đạo. Đại đạo đánh nát thời không, chỉ thâm không minh mông phía xa. Hắn, hỗn thế chiến vương của thiên vương điện, nhìn ánh sáng bất diệt kia. Một hỏa điểu hoa lệ dương cánh gáy to, cuồng kích thâm không. Nhấc lên liệt diễm ngập trời, thân thể hỏa điểu tinh tế, tiếng gáy to thâm không, đôi mắt sáng tỏ chăm chú nhìn tinh vực truyền thuyết xa xôi. Trên lưng hỏa điểu, một nam tử gầy gò buông xuống tầm mắt, vuốt vuốt tử viêm trong tay, khóe miệng có chút câu lên, đáy mắt lại lóe ra ý lạnh. Dương Ngọc, Thiên Đao Vương, còn sống.
ai dám đụng người tu la tinh, chết. Hắn, phần thiên luyện vực, đồng ngôn. 800 triệu dặm bên ngoài. Thập bát dực hỗn độn cự xà gặp Tần Diễm đầu tiên. Khương Phàm tiến vào lỗ đen rồi. Tính toán thời gian, hẳn là tiến vào. Tiếc nuối, đây chính là một lần cơ duyên khó gặp, bỏ qua liền có khả năng vĩnh viễn bỏ qua. Tinh vực truyền thuyết tái hiện vũ trụ, oanh động khẳng định tiếp tục khuếch tán. Thương Thiên, có thể nhận được tin tức hay không? Từ trên vị trí đến xem, tinh vực truyền thuyết không ở trên phương hướng Thương Thiên tiến lên. Nghĩ theo hướng tốt, phân thân Thương Thiên hẳn sẽ tới trước Vẫn Thạch Hoang Mạc, sau đó lại biết được chuyện tinh vực truyền thuyết, nghĩ theo hướng hỏng bét, phân thân Thương Thiên có khả năng trực tiếp thay đổi tuyến đường, lao tới tinh vực truyền thuyết. Không thể nào, phân thân Thương Thiên không biết tình huống của chúng ta, bọn hắn nhận định chúng ta còn sâu trong Vẫn Thạch Hoang Mạc. Mặc dù tinh vực truyền thuyết rất đặc thù, nhưng nhiệm vụ hàng đầu của bọn hắn vẫn là phá hủy chúng ta. Bọn hắn có khả năng trực tiếp lao tới sâu trong thiên thạch, có khả năng đầu tiên chờ bọn người lãnh tuyền. Nhưng, bọn hắn hẳn sẽ điều động cường giả riêng trong tinh cầu mình, sớm chạy đến tinh vực truyền thuyết. Không có gì không thể. Nếu như bọn hắn nhận định các ngươi còn đang ở sâu trong hoang mạc thì không kém lại chỉ hoãn vài chục năm. Đối với các ngươi mà nói, vài chục năm có khả năng rất dài, nhưng đối với các thiên đế tinh cầu quen thuộc giờ vũ trụ mà nói, vài chục năm không khác gì hơn 10 ngày. Rất có thể toàn bộ bọn hắn sẽ lao tới tinh vực truyền thuyết, cũng có khả năng chia binh hai đường, một bên xâm nhập Vẫn Thạch Hoang Mạc, một bên thay đổi tuyến đường đến tinh vực truyền thuyết. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Các ngươi vừa mới tiếp xúc vũ trụ, một ít hình thái ý thức còn dừng lại ở thế giới nội bộ, nhưng phân thân Thương Thiên quen thuộc thời gian vô hạn bên ngoài hoàn toàn sẽ không xem vài chục năm là gì. Chương 3468 Mưu đồ bí mật 1. Còn có, nếu như bọn hắn đợi không được lãnh tuyền, cũng có thể phỏng đoán lãnh tuyền đến tinh vực truyền thuyết, đi qua tìm hiểu tình hình. Khương Phàm cần thay đổi kế hoạch, đừng lại chấp nhất kế hoạch phục sát. Nếu như có thể kịp thời chạy ra lỗ đen, cần phải tiến về tinh vực truyền thuyết, tốt nhất là trước khi phân thân Thương Thiên đuổi tới. Nếu như Thương Thiên tới trước, có khả năng thông qua tình huống nơi đó, biết được chuyện đã từng phát sinh ở Thiên Nguyên, suy đoán ra tình huống của các ngươi, cũng có thể trực tiếp đưa tin cho phân thân Thiên Nguyên, tìm hiểu tình huống. Đối mặt phân thân Thương Thiên trực diện hỏi thăm, phân thân Thiên Nguyên không thể nào giấu giếm. Đây cũng không thể oán hắn, không trả lời sẽ mang ý nghĩa khiêu chiến Thương Thiên, hắn không thể không thỏa hiệp. Cho nên, Khương Phàm nhất định phải nhanh rời khỏi, nhất định phải sớm đuổi tới. Sau khi Thiên Hậu suy nghĩ, nói, ta muốn nhờ ngươi, tự mình tiến về biên giới lỗ đen, chờ đợi Khương Phàm đi ra. Ngươi tự mình giải thích cho hắn, để chính hắn phán đoán muốn đi chỗ nào. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều sẽ nhớ kỹ ân tình này của ngươi. Sau đó, Tần Diễm tiếp tục đi lỗ đen, tự mình chờ đợi Khương Phàm. Thập bát dực hỗn độn cự xà phối hợp đông hoàng như ảnh, thể hiện ra tốc độ cực hạn gần giống như tinh cầu, lao tới tinh vực truyền thuyết. Hơn 1 tỷ dặm bên ngoài, long quỷ tinh cầu phá tan cực lạc cấm khu, hóa thân tuyệt thế long quỷ, phát ra thiên âm hùng vĩ, kéo lấy vô hạn mê quang lao tới tinh vực truyền thuyết. Hắn gần đây ngủ say trong cực lạc cấm khu, thẳng đến 1 năm trước vừa mới tỉnh lại. Hơn 2 tỷ dặm bên ngoài, Khương Phàm kéo lấy tinh hạch, dứt khoát va vào lỗ đen chân chính. Năng lượng xé rách của lỗ đen kịch liệt bạo tăng, giống như cự thủ vô hình đang điên cuồng giày xéo tinh hạch, tàn phá tinh cầu hắn. Mãnh liệt lắc lư để hắn cơ hồ mất khống chế, càng mang đến trùng kích thảm liệt cho thiên địa bên trong tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu đều như lâm vào màn đêm vĩnh hằng. Vạn ức thần linh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng theo thói quen lại bắt đầu cầu nguyện lại từ đầu. Khương Phàm gian nan bước lên, dò xét lỗ đen, tìm kiếm tinh cầu cổ lão. Bên trong thâm không càng xa xôi, hai bộ phân thân Thương Thiên đang tới gần Vẫn Thạch Hoang Mạc. Tốc độ của bọn hắn vượt qua Khương Phàm cùng Thiên Nguyên dự phán. Không chỉ bởi vì phân thân ngoài ý muốn tử vong, đưa tới bọn hắn cảnh giác, càng bởi vì hành tinh mẫu thân cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể làm cho những tinh vực khác chú ý. Bọn hắn đạt được mật lệnh của Thương Thiên, muốn lôi cả viên tinh cầu ra khỏi vô tận hoang mạc, mang đến Thương Thiên tinh vực. Bọn người Tần Diễm phối hợp lẫn nhau, ẩn nấp hành tung, thăm dò bảo vật 4 chỗ. 5 tháng trôi qua, Đông Hoàng Thiên Du tọa nguyện bước lên thần linh cảnh giới, cũng bằng vào huyết tinh lưu lại ổn định cảnh giới.